Triệu Quốc Đống đang cân nhắc, Khấu Linh đã nhẹ nhàng nằm dựa vào hắn cười nói. Quốc Đống, em nhớ lúc trước khi anh làm bí thư thị ủy Ninh Lăng vì giúp tập đoàn Hâm Đà Thông hạng mục điện phân đã vận dụng hết lực lượng, dư luận truyền thông đều bị kéo theo. Không nói đúng là Hoa Lữ cùng Ngũ Quáng muốn lũng đoạn ngành sản xuất điện phân nhôm xảo. Không phải là lấy lý do cơ quan hành chính nhà nước lợi dụng quyền lực để chèn ép công ty tư nhân sao? Bây giờ hình như đến lượt anh làm chủ lực lượng hành chính, anh có cảm giác gì? Triệu Quốc Đống không ngờ được tranh luận đầu tiên ở vấn đề này lại là với Khấu Linh. Triệu Quốc Đống cười cười, hắn thật ra thích như vậy, người phụ nữ bình thường rất khó đi vào mắt hắn. Khấu Linh chẳng những là biến hóa cấp 3, còn là sinh viên Đại học Bắc Kinh, đối với các hiện tượng, vấn đề trong quá trình phát triển kinh tế thì cô cũng có quan điểm riêng của mình. Em nói cũng có lý, chẳng qua theo ý của anh thì cần đối xử công bằng. Không chỉ là cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, hễ là sản lượng thấp đều phải bị đào thải, đương nhiên dù là công ty tư nhân hay nhà nước. Ai nếu cho rằng đào thải sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển, vậy anh có thể đổi phương thức, đào thải một phần, phát triển một phần, thậm chí cũng có thể dùng cách sát nhập, mở rộng, tóm lại sản lượng bây giờ đang thừa, chỉ có thể giảm, không thể tăng. Anh có thể sẽ tiến hành cân nhắc phương pháp, ở điều kiện không ảnh hưởng đến tổng sản lượng mà đề cao trình độ kỹ thuật và tăng chất lượng sản phẩm. Triệu Quốc Đống đương nhiên cũng có suy nghĩ của mình ở vấn đề này, hắn cố gắng trình bày quan điểm của mình, sau đó xem có thể nhận được đề nghị hoặc ý kiến phản đối nào từ Khấu Linh không. Quốc Đống, lời anh hơi lý tưởng hóa. Trước không nói công ty nhà nước muốn giảm sản lượng là không dễ thực hiện, dù là cơ sở sản xuất tư nhân cũng không dễ. Anh cho rằng mấy năm trước Ủy ban Kế hoạch Phát triển không cố làm việc này ư? Khấu Linh hơi lắc đầu, người cũng lắc lư theo. Hai vú bên dưới váy ngủ bằng lụa chập chờn bên dưới làm Triệu Quốc Đống khô miệng thiếu chút nữa quên đang bàn chuyện. Điểm này anh cũng biết khó khăn rất lớn, nhưng là nếu đến vị trí này ngồi, nhất là nhìn các cơ sở sản xuất nhỏ tạo áp lực lớn cho hoàn cảnh và tiêu hao năng lượng, hơn nữa ngành thép Trung Quốc quá phân tán, đàm phán với nước ngoài luôn bị chèn ép, giá quặng mỏ tăng đến mức chúng ta không thể chịu được. Chúng ta nếu còn không ra tay giải quyết vấn đề này thì chỉ sợ Trung Quốc càng phải trả giá lớn hơn nữa. Triệu Quốc Đống lần đầu tiên dùng giọng nói khá trầm với Khấu Linh. Vẻ mặt chăm chú, hơi u buồn và giọng nói của hắn gần như đánh nát phòng ngự trong tim cô, làm cô có cảm giác chìm đắm trong đó. Cô cố làm suy nghĩ của mình về chính đề. Quyền quyết định giá quặng cũng có nguyên nhân lịch sử, ngoài ra cũng do các công ty thép Nhật Bản, Hàn Quốc cạnh tranh, trong đó có quan hệ rất phức tạp. Nhưng bởi vì chiến lược đi ra của công ty thép Trung Quốc gần như không được áp dụng, ngược lại chỉ có mấy công ty tư nhân là đạt hiệu quả. Sa Cương, Nhật Chiếu, Quang Vinh cùng một công ty tên là Năng lượng Quốc Toàn mấy năm trước đã thấy được bước này, cùng nhau góp cổ phần vào tập đoàn kim loại Australia Foxtec. Mặc dù không khống chế cổ phần nhưng mấy công ty này cũng chiếm cổ phần khá lớn ở tập đoàn Foxtec, hơn nữa bọn họ sau khi thấy hiệu quả liền tiến vào nhiều công ty quặng mỏ khác của Úc, đây cũng là phân tán sự mạo hiểm. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Khấu Linh dĩ nhiên lại chú ý tới Năng lượng Quốc Toàn. Có thể nói sự nhạy cảm và khứu giác của Khấu Linh là khá cao. Em cảm thấy tập đoàn Năng lượng Quốc Toàn khá thú vị. Đây là một công ty nhỏ lập nghiệp từ ngành than ở Nội Mông nhưng bây giờ lại tiến quân mạnh vào các công ty quặng Australia, cũng khai thác mỏ than ở mấy nước như Indonesia, Mông Cổ, bây giờ còn khống chế một công ty vận chuyển ở Hong Kong, phát triển tàu Viễn Dương. Em rất coi trọng công ty này, có vẻ hơi giống như một tập đoàn tổng hợp Nhật Bản, tiến ra bên ngoài rất nhanh, hơn nữa luôn tìm đúng thời cơ. Khấu Linh cũng không chú ý vẻ mặt Triệu Quốc Đống đang thay đổi mà tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Các công ty Nhật Bản đi trước công ty Trung Quốc ở phương diện này nhiều, nhất là việc khống chế ngành nghề, Nhật Bản vứt chúng ta ở tít xa. Các quặng mỏ bên Kazakhstan vốn đẩy được Nhật Bản ra, nhưng Nhật Bản lại dự định dùng một ít cổ phần bọn họ mua được của tập đoàn Âu Mỹ đổi lại. Chiêu này rất lợi hại, có thể dễ dàng túm chúng suy nghĩ của người Kazakhstan nhưng chúng ta lại không tìm được đối sách tốt. Triệu Quốc Đống rất yêu thích Khấu Linh, cô đẹp như vậy, có cái nhìn sâu sắc như vậy, mặc dù có không ít là ý kiến mà chuyên gia kinh tế đưa ra, nhưng bọn họ cũng còn xa không thể nào nắm giữ đầy đủ thông tin như cơ quan nhà nước giống như Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Bộ Thương mại. Người Nhật Bản có nhiều đáng để chúng ta học tập và tham khảo. Anh không thể không thừa nhận Nhật Bản thiếu tài nguyên nên bọn họ hay dùng cái đầu. Đối mặt với một kẻ cạnh tranh như vậy, Trung Quốc chúng ta ở nhiều mặt lại coi thường với đối phương. Công việc ở Bộ Thương mại cũng làm Khấu Linh có thể tiếp xúc nhiều thứ mà bên ngoài không thể biết, vì thế cũng khiến cô có ý thức lo lắng vượt trên người bình thường nhiều.
Triệu Quốc Đống và Khấu Linh nằm nói chuyện với nhau tới 2 giờ sáng. Con đường tin tức phong phú và quan điểm sâu sắc của Khấu Linh làm Triệu Quốc Đống đánh giá cô cao hơn, đến khi quá buồn ngủ, hai người mới ôm nhau ngủ. Vấn đề Khấu Linh nhắc nhở mặc dù Triệu Quốc Đống cũng chuẩn bị tư tưởng nhưng cô cho rằng tính phức tạp và khó khăn của vấn đề càng cao hơn, điều này làm Triệu Quốc Đống không thể không một lần nữa cân nhắc mình có phải nghĩ vấn đề quá đơn giản không. Không khí chính trị phức tạp hay thay đổi của Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến việc đưa ra chính sách cùng với áp dụng và chứng thực. Bây giờ có phải thời cơ tốt nhất chỉnh đốn các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu? Cái gọi là quan mới nhận chức có ba mồi lửa không thích hợp với hắn. Thứ nhất đây là Ủy ban Kế hoạch Phát triển liên quan đến cục diện kinh tế cả nước, không phải một huyện, thành phố nào đó. Thứ hai hắn chỉ là phó, là người giúp đỡ, không phải người đứng đầu, nếu không rõ điểm này nhất định sẽ bị ngã. Vì thế Triệu Quốc Đống biết mình muốn làm gì cũng cần được Tằng Quyền Quân ủng hộ, không được Tằng Quyền Quân ủng hộ mình có nhảy lên nhảy xuống cũng không tốt. Nước Ủy ban Kế hoạch Phát triển sâu mà không đục, Triệu Quốc Đống không nhịn được suy nghĩ câu này, đúng là có vẻ hơi giống. Mình đã đến hơn tuần nhưng Tằng Quyền Quân vẫn chưa đưa ra yêu cầu công việc cụ thể gì cho mình. Là thấy mình cần có thời gian thích ứng hay muốn quan sát biểu hiện của mình? Triệu Quốc Đống không dám xác định. Tình hình ở ủy ban nhìn như khó đoán nhưng không phải không có đầu mối. Phó Tuyền có uy tín rất cao trong Ủy ban Kế hoạch Phát triển, nhưng tuổi từng đó, có thể chỉ 2-3 năm nữa sẽ xuống, chẳng qua ít nhất 1-2 năm tới y vẫn có quyền khá lớn. Đồng Lập Quốc cùng Tằng Quyền Quân có quan hệ mật thiết, Ngụy Hưng Hỷ cùng Trương Ứng Bảo cũng đều có quan hệ mật thiết với Tằng Quyền Quân. Nhưng thật ra Thạch Đức Kiến cùng Hà Lệ Chi lại không thấy được, hai người này mới từ địa phương đi lên giống mình. Nhưng Thạch Đức Kiến có điểm khác. Đừng nhìn bình thường nói chuyện tùy ý nhưng nếu nói về quen thuộc nghiệp vụ thì y không thua gì Đồng Lập Quốc. Triệu Quốc Đống không muốn trộn lẫn mấy việc không do mình phụ trách. Hắn biết Ủy ban Kế hoạch Phát triển chỉ là một bước trong sự nghiệp của mình không thể nào từ phó chủ nhiệm lên làm chủ nhiệm. Có thể ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển rèn luyện 2-3 năm, làm những việc có lợi cho nước, cho dân, tăng lên năng lực của mình chính là điều hắn hy vọng nhất. Quyển 18, chương 48. Tôi tới đi tiền trạm. Ngày mai phó thị trưởng cùng với bí thư huyện ủy, chủ tịch bên tôi tới đây. Phùng Minh Khải đánh giá văn phòng Triệu Quốc Đống rồi chép miệng nói. Tôi thấy mình quá may mắn, ông nói xem tôi sao có việc gì đều gặp quý nhân vậy. Dừng lại, gì mà bí thư, chủ tịch, ông không phải làm ở quận sao? Sao lại xuống huyện? Triệu Quốc Đống rót cho Phùng Minh Khải một cốc trà trúc diệp thanh. Nhìn đó, nói là quan tâm tới bạn học cũ. Xem ra ông bây giờ chỉ quan tâm tới Mê Á và Khấu Linh. Phùng Minh Khải hầm hừ nói. Minh Khải, ông nói chuyện không được, chỉ một đợt Tết không gặp, chẳng lẽ ông không biết tình huống đợt Tết vừa rồi của tôi sao? Triệu Quốc Đống chừng mắt nhìn đối phương, xem ra tên này khá vui vẻ, không chừng đúng là được đồng chí. Nghe nói Chu Đăng Cao đang được khảo sát để lên làm thường vụ tỉnh ủy Điền Nam. Xem ra Thái Chánh Dương sau khi điều thương vô bệnh tới ban tổ chức cán bộ liền muốn Chu Đăng Cao đến làm trưởng ban thư ký. Chu Đăng Cao có quan hệ mật thiết với Thái Chánh Dương, Triệu Quốc Đống cũng muốn thấy. Trước khi rời khỏi Điền Nam, hắn đã dành thời gian nói chuyện với Chu Đăng Cao cả buổi, đương nhiên vấn đề trong đó người ngoài không thể biết. Ôi, cũng đúng, ông bây giờ sang đây nên cần thời gian thích ứng. Phùng Minh Khải đẩy đề tài về việc chính. Cuối năm tôi được điều tới làm phó chủ tịch thường trực huyện Trạch Dương, việc thu hút đầu tư rơi vào tay tôi, GB trong tay có một hạng mục lớn của nước ngoài về việc sản xuất sữa sạch, ngoài ra còn có mấy ngành phụ trợ nữa. Trên tỉnh rất hứng thú với hạng mục công nghệ cao này, phó chủ tịch thường trực tỉnh còn chuyên môn phê duyệt yêu cầu nhanh chóng hoàn thành hạng mục. Bây giờ thành phố thành lập tổ công tác do phó thị trưởng thường trực đứng đầu, chuyên môn phụ trách hạng mục này. Tôi là thành viên của tổ. Triệu Quốc Đống có chút do dự. Xem ra quy mô đầu tư này không nhỏ. Cục đầu tư nước ngoài còn chưa báo cáo với hắn, đây là do hạng mục mới bắt đầu vận động. Phùng Minh Khải chạy đến sớm như vậy không chừng là do không giữ được miệng, nói là bạn học cũ của mình với lãnh đạo. Điều này cũng có thể giải thích, ai không muốn thể hiện năng lực và quan hệ của mình với lãnh đạo. Chu Đăng Cao đi, Phùng Minh Khải bây giờ nếu muốn đi lên thì phải dựa vào bản lĩnh của mình. Từ phó chủ tịch quận Bắc Minh sang làm phó chủ tịch thường trực Quán Dương. Tuy cũng thuộc thành phố Kiềm Dương nhưng cách Kiềm Dương hơn 80 km, tầm quan trọng kém hơn so với quận Bắc Minh ở nội thành. Tuy nói trên danh nghĩa lên chức thành thường trực, nhưng chức này có quyền lực đến đâu cũng khó nói, cũng phải xem xu thế phát triển sau này. Theo lý thuyết mình có thể giúp Phùng Minh Khải một chút,
nhưng chuyện thật không đúng dịp. Ủy ban đã xác định ngày mai mình dẫn đoàn tới hai tỉnh lỗ, dự điều tra ngành sản xuất phân bón, đây cũng là công việc Triệu Quốc Đống rất chú ý. Ngành phân bón Trung Quốc vẫn luôn trong trạng thái thiếu hụt, cứ đến vụ xuân hàng năm là ủy ban đều tiến hành đốc thúc, giám sát kiểm tra ngành phân bón. Mà bây giờ Triệu Quốc Đống dự định vừa giám sát vừa tiến hành điều tra tình hình sản xuất phân bón của các công ty, coi như nắm giữ tình huống một cách trực quan nhất. Đây là chuyện đã sớm quyết định, mà hạng mục như Phùng Minh Khải nói chỉ do một phó cục trưởng ra mặt tiếp đón đã là cho đủ thể diện. Hàng năm có vô số hạng mục cần thông qua ủy ban, bí thư, thị trưởng ở đây căn bản là quá tầm thường. Dù là thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh cũng không được tôn trọng mấy. Điểm này Triệu Quốc Đống hiểu rất rõ. Người ở ủy ban kế hoạch phát triển có thể nói là mũi vểnh lên trời. Thấy Triệu Quốc Đống có chút khó xử, Phùng Minh Khải hơi lo lắng. Quốc Đống, có phải có gì khó xử không? Ôi, cũng không phải, tôi vốn định tiếp đón ông và lãnh đạo của ông nhưng rất không khéo là sáng mai tôi phải dẫn đoàn tới tỉnh lỗ kiểm tra giám sát ngành phân bón, ngoài ra còn cần tiến hành điều tra một chút nên sợ phải một tuần mới về được. Triệu Quốc Đống đúng là khó xử. Hạng mục này của thành phố ông tôi còn chưa nghe nói, có lẽ tỉnh mới trình lên cục đầu tư nước ngoài, thông qua trình tự bình thường nhất, chuyện này không thể ăn sổi được. Ông phải kiên nhẫn. Ông muốn ra ngoài điều tra. Không thể đổi thời gian sao? Phùng Minh Khải có chút thất vọng, vốn định biểu diễn một chút thì Triệu Quốc Đống lại phải đi. Mai phó thị trưởng Lý, bí thư Vương, có thể Chu sẽ tới. Mình còn mạnh miệng nói, bây giờ thế này thì còn mặt mũi gì? Sợ là không được rồi. Tôi dẫn đội đi cơ mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Tôi không phải nói rồi sao? Hạng mục này của thành phố ông còn quá sớm, ông không cần gấp, còn nhiều thời gian. Quốc Đống, ông bây giờ đứng nói chuyện không ngại đau lưng, lúc trước ông ở vị trí của tôi nếu như bên trên nói với ông như vậy, ông sẽ có cảm giác gì? Phùng Minh Khải tức giận nói. Nhưng y biết Triệu Quốc Đống nói không sai, đến vị trí của hắn sự tự do sẽ không nhiều bằng bên dưới. Trách chỉ trách mình chọn thời gian không đúng, nhưng thời gian cũng đâu do mình lựa chọn mà được. Ừ, cảm giác cũng giống ông, chẳng qua tôi có nhận thức chính xác, phải nhẫn nại. Triệu Quốc Đống cười cười, hắn biết lúc này Phùng Minh Khải không được vui vẻ, gặp chuyện này đương nhiên là có chút không vui, chẳng qua mình có thể an ủi đối phương. Ông không cần nhịn như vậy, mai mặc dù tôi không ở đây nhưng tôi có thể mời cục trưởng Cổ thay tôi mời thị trưởng Lý bên ông ăn bữa cơm. Như vậy đủ rồi chứ. Ồ, mắt Phùng Minh Khải sáng lên, cục trưởng ở ủy ban kế hoạch phát triển rất oai phong, điểm này y lúc làm phó chủ tịch quận Bắc Minh đã kiến thức qua. Đừng nhìn bí thư, thị trưởng bên mình có 6-7 người nhưng đến đây không có vị trí gì, không ai đến hỏi han. Nếu một cục trưởng mời phó thị trưởng Lý dùng cơm thì chính là sự vinh quang vô hạn. Được rồi chứ, thỏa mãn chưa, chút tâm tư của ông tôi còn có thể không hiểu sao. Triệu Quốc Đống cười nói. Phùng Minh Khải có chút xấu hổ gãi đầu, y biết ý đồ của mình không giấu được đối phương. Chẳng qua nếu không có móng thì chỉ là xây nhà từ nóc. Triệu Quốc Đống nghiêm mặt nói, hắn đây là muốn tốt cho Phùng Minh Khải nên nhắc nhở. Cái này tôi biết, ông yên tâm, tôi có chừng mực, bây giờ quan trường đều hét ăn hét uống, tôi biết giới hạn. Anh không làm việc thì dân chúng thấy, lãnh đạo thấy, cấp dưới thấy rõ. Bên trên đề bạt, lãnh đạo cho cơ hội thì tối thiểu phải làm được gì đó. Phùng Minh Khải rất chân thành nói, Triệu Quốc Đống cũng gật đầu thừa nhận. Xem ra 1-2 năm nay Phùng Minh Khải ở bên Kiềm Dương cũng không quá thoải mái, bị đẩy từ quận tới huyện chỉ sợ có không ít sóng gió. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không xác định, cũng không tiện hỏi nhiều. Đường do chính mình đi, không thể mỗi lần đều có quý nhân giúp. Mình giúp Phùng Minh Khải thay đổi vận mệnh đi vào quan trường, về sau phải do chính đối phương cố gắng. Ông cứ đi theo con đường của mình đã chọn đi. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều. Ừ, cảm ơn ông đã nhắc, tối có lịch gì không, mấy bạn học cũng ngồi một chút. Tôi gọi cho Khấu Linh, ông đến Bắc Kinh lâu như vậy có liên lạc với cô ấy không? Tiêu Chí Viễn đáng tiếc đã về tỉnh An Nguyên, nghe nói tới tỉnh đoàn công tác. Phùng Minh Khải nâng chung trà nhấp một ngụm. Đáng tiếc Mê Á không ở Bắc Kinh, vẫn ở Côn Châu. Cũng tốt, ông từ Côn Châu đi ra tôi thấy cũng là tốt. Không chừng ông và Mê Á tỉnh cũ trỗi dậy rồi ngã dưới váy phụ nữ. Ông lên Bắc Kinh cũng có vấn đề, bên chỗ Khấu Linh ông đừng có ý đồ đấy. Phùng Minh Khải nói là mặt Triệu Quốc Đống nóng lên, mũi tên này thính như chó, đoán rất chuẩn về mình ở phương diện phụ nữ. Cũng may là Phùng Minh Khải, nếu là người khác thì Triệu Quốc Đống có thể phải rất cẩn thận,
thấy Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ định giải thích, Phùng Minh Khải xua tay nói. Được rồi, đừng giải thích với tôi tin vào hai mắt của mình. Nếu như ông không ngồi ở vị trí này, ông thích ngủ với ai, ngủ được với ai đó là chuyện của ông. Ông có bản lĩnh lừa cả Khấu Linh cùng Mễ Á cùng lên giường cũng là bản lĩnh của ông. Nhưng ở vị trí của ông, nói là đầu dao mũi kiếm cũng không quá đáng. Ông phải cẩn thận đó, có không ít người muốn kéo ông xuống. Phùng Minh Khải nói làm Triệu Quốc Đống đỏ mặt tới tận mang tai nhưng không có gì để chống đỡ. Quyển 18, chương 49. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Triệu Quốc Đống dẫn đoàn khảo sát của Ủy ban đến Tuyền Thành tiến hành khảo sát và điều tra tình hình các công ty sản xuất phân bón của Tề Lỗ lập tức truyền khắp Tề Lỗ. Nghe nói vị phó chủ nhiệm này rất được lãnh đạo Trung ương coi trọng, quan điểm sắc bén, điểm này càng được mọi người chú ý. Chủ tịch Quảng Lan, nghe nói vị phó chủ nhiệm Triệu này trước đây là một chủ tịch huyện lúc anh làm phó chủ tịch thường trực tỉnh An Nguyên. Người đàn ông dựa lưng vào ghế cười ha hả nói. Không đơn giản, 36 tuổi đã thành phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, trước chưa từng có, sau cũng không thể có. Ai nói việc trẻ hóa cán bộ của đảng ta không tốt? Đây không phải tấm gương sao? Trương Nghiễm Lan hai mai đã có điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn sắc như điện, trên trán còn lộ ra một tia suy nghĩ. Ồ, tôi cũng có chút ấn tượng với cậu ta. Lúc đó cậu ta làm một chủ tịch huyện nghèo ở Ninh Lăng, đó là năm 95. Lúc tôi còn là phó chủ tịch tỉnh, cậu ta có đầu óc khá nhạy bén, hơn nữa là cán bộ từ sở giao thông xuống rèn luyện, triển khai công việc rất có đặc sắc. Hắc hắc, bác Minh, người này coi như là nhân tài. Chỉ 11 năm từ chủ tịch huyện trở thành phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, có phải là đi quá nhanh không? Người đàn ông ngồi ở đối diện là Lý Bác Minh mới từ trưởng ban thư ký Ủy ban tỉnh Tề Lỗ lên chức thành phó chủ tịch tỉnh, cũng là phó trưởng ban thư ký mà Trương Nghiễm Lan 4 năm trước từ chủ tịch tỉnh Tây Hải điều tới Tề Lỗ làm chủ tịch tỉnh đã mang tới đây. Một năm tới Tề Lỗ liền lên chức thành trưởng ban thư ký Ủy ban tỉnh, tháng 2 năm nay y được bầu làm phó chủ tịch tỉnh Tề Lỗ. Trương Nghiễm Lan lắc đầu như muốn vứt một ít ký ức không thoải mái ngày xưa. Y cười nói. Người này năm 98 trong đợt lũ năm đó cũng có danh tiếng. Nghe nói Thủ tướng Văn Quốc Cơ khi ấy cũng khen ngợi. Nhưng nếu thực tế mà nói thì cậu ta cũng có bản lĩnh, nếu không thị xã Ninh Lăng đã không thể mấy năm liền có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước. Kỳ tích Ninh Lăng không phải truyền khắp nơi sao? Chỉ đơn giản như vậy sao? Cấp trên coi trọng là được như vậy sao? Lý Bác Minh rất tùy tiện trước mặt Trương Nghiễm Lan. Hai người công tác cùng nhau 4 năm ở Tây Hải, coi như có quan hệ mật thiết. Nếu không y cũng không được Trương Nghiễm Lan chọn đưa tới Tề Lỗ, đây rõ ràng có sắc thái cá nhân, từ góc độ nào đó mà nói là kiêng kỵ nhưng Trương Nghiễm Lan vẫn mạnh dạn điều mình tới Tề Lỗ. Anh đó, là phó chủ tịch tỉnh mà không chú ý cách dùng từ. Đương nhiên không đơn giản như vậy, Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu khá thưởng thức cậu ta, nhất là Ứng Đông Lưu, biểu hiện của Triệu Quốc Đống rất hợp hứng thú của Ứng Đông Lưu. Nếu không lúc ấy Triệu Quốc Đống sao có thể thành thường vụ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên? Mà khi đó còn có tranh luận rất lớn. Trương Nghiễm Lan đương nhiên cũng biết tình hình lúc Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, chính xác mà nói chính là Ứng Đông Lưu và Ninh Pháp hợp lực giúp đỡ Triệu Quốc Đống nhảy ra bước đi vượt bậc này. Ừ, tháng 5 cử hành hội chợ khoa học kỹ thuật các công ty vừa và nhỏ khối APEC nghe nói phó chủ nhiệm Triệu này cũng sẽ tới. Xem ra phân công công việc của phó chủ nhiệm Triệu rất rộng. Lý Bác Minh là phó chủ tịch phụ trách quản lý công nghiệp. Đối với Tề Lỗ là tỉnh lớn về công nghiệp thì đây là chức vụ rất quan trọng đủ thấy Trương Nghiễm Lan tin tưởng y như thế nào. Tôi thấy y hai hôm nay xuất hiện trên TV nói rất nhiều về tình hình cung ứng ngành phân bón của nước ta, có sức kích động, hoặc là nói khá giật gân, cho rằng Trung Quốc nếu không coi trọng đúng mức ngành phân bón thì sản xuất lương thực và cung ứng phân bón của Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp nguy cơ. Ồ, nói như vậy lần này cậu ta tới là để điều tra ngành phân bón. Trương Nghiễm Lan không quá để ý chỉ thuận miệng nói. Ừ, nhưng tôi cuối cùng cảm thấy phó chủ nhiệm Triệu này không hoàn toàn vì ngành phân bón, càng là cảm thấy muốn tìm hiểu về tiềm lực ngành phân bón và tình hình nguyên liệu. Lý Bác Minh nhạy cảm nói. Ồ, anh bố trí ai đi đón máy bay? Trương Nghiễm Lan thở dài một tiếng, thế giới thay đổi, thời đại thay đổi, người do người khác bồi dưỡng đã trưởng thành nhưng người mình bồi dưỡng vẫn dậm chân tại chỗ. Lão Hạ đi, bố trí ở khách sạn Sophia. Tôi lập tức tới đó, ăn trưa xong có thể đi xem mấy công ty, sau đó ăn tối rồi tọa đàm, mai có thể đến xem mấy công ty ở Yên Thai, Lâm Nghi, Bình Nguyên. Lý Bác Minh nói chuyện công việc cũng thu lại vẻ tùy ý.
Ngài xem tối có thể tham gia một chút không? Ồ, được, đến đều là khác, đều là lãnh đạo. Trương Nhiễm Lan cười nói. Vị phó chủ nhiệm này rất hăng hái, nói năng sắc bén, tôi cũng nghe chút dư luận nên muốn xem biểu hiện của cậu ta như thế nào. Triệu Quốc Đống không phải lần đầu tới Tuyền Thành, năm đó hắn cùng Cù Vận Bạch đến Lam Đảo nghỉ cũng từng ở lại Tuyền Thành một đêm. Khách sạn Sophia là khách sạn 5 sao số 1 số 2 của thành phố này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tề Lỗ bố trí tổ kiểm tra giám sát ở đây coi như là rất lễ độ. Tề Lỗ là tỉnh lớn sản xuất phân bón, cũng là tỉnh sử dụng nhiều phân bón, có tính đại biểu lớn của thị trường phân bón Trung Quốc. Các tập đoàn lớn sản xuất phân bón Trung Quốc đều có mặt ở đây. Thời gian này giá phân bón thay đổi liên tục, nhất là phân kali càng có xu hướng bay lên, nó ảnh hưởng lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Cục Vận hành Kinh tế cùng Cục Phối hợp Ngành nghề cũng đưa ra báo cáo về tình huống này, Triệu Quốc Đống cũng báo cáo việc này với Tằng Quyền Quân, mà Phó Thủ tướng Tô Giác Hoa phụ trách quản lý công nghiệp và Phó Thủ tướng Khương Thiên Thành phụ trách nông nghiệp cũng đưa ý kiến về tình hình cung ứng và giá thành phân bón, yêu cầu các công ty sản xuất và kinh doanh phải hợp tác, đảm bảo nguồn cung phân bón cho vụ xuân. Ở tình huống đó Quốc vụ viện tổ chức hội nghị trực tuyến cung ứng phân bón trong cả nước, do Phó trưởng Ban Thư ký Quốc vụ viện, Biện Diệu Hồng chủ trì. Người phụ trách các bộ ngành liên quan phát biểu, cuối cùng do Phó Thủ tướng Khương Thiên Thành nhấn mạnh. Triệu Quốc Đống thay mặt Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đưa ra ý kiến và yêu cầu với ngành phân bón của cả nước. Đây chẳng qua chỉ là hội nghị theo hình thức, bài phát biểu của hắn đã được chuẩn bị trước, nhưng hắn không đọc theo toàn bộ mà chỉ nói tóm tắt vấn đề lưu thông và sản xuất của ngành phân bón nhưng lại làm người ta bất ngờ là hắn nói các công ty sản xuất phân bón cần phải có cảm giác lo lắng, cần suy nghĩ làm như thế nào tăng năng lực sản xuất. Giải quyết vấn đề sản xuất không đủ, phải có đầu óc về vấn đề nguyên liệu, sáng tạo tìm nguồn nguyên liệu, đảm bảo nhu cầu phân bón của quốc gia. Tham gia hội nghị lần này có các tỉnh tập trung nhiều công ty sản xuất phân bón, tập trung các tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc. Triệu Quốc Đống tỏ thái độ như vậy làm một số người ngửi ra vấn đề. Cục diện các công ty sản xuất phân bón Trung Quốc nhiều năm không thay đổi mấy, vẫn do ba tập đoàn lớn làm chủ, các công ty sản xuất phân bón ở địa phương bổ sung. Nhưng bởi vì mấy năm gần đây nhu cầu phân đạm có thay đổi, thị trường quốc tế thay đổi, việc cung ứng phân bón hàng năm luôn xuất hiện một ít vấn đề. Triệu Quốc Đống lúc được Trang Vân Lộc báo cáo cũng ý thức được điểm này. Lần đầu họp lại đưa ra ý kiến như vậy sẽ tạo ra vài chê trách nhưng Triệu Quốc Đống chưa bao giờ nghĩ mình lại ngồi yên ổn ở vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển vài năm, nếu sớm muộn cũng có tranh luận không bằng nói ra quan điểm của mình, càng miễn cho mọi người nghi thần nghi quỷ. Triệu Quốc Đống trong hội nghị cũng đề cập tới các công ty sản xuất phân bón nhà nước cần phải ưu hóa kết cấu sản phẩm, chú trọng con đường nguyên liệu, đáp ứng được nhu cầu. Công ty tư nhân thì cần phát huy được tính linh hoạt, đề nghị liên hợp, nâng cao năng lực, chủ động dùng thuyền ra biển xây dựng ngành nghề hoàn chỉnh. Lời này có chút lệch khỏi quỹ đạo đề tài hội nghị nhưng không có ai coi lời nói của Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển lại là lời nói nhảm, không quan trọng. Nhất là các công ty sản xuất phân bón tham gia hội nghị lập tức nhạy cảm nhận ra ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Bọn họ cũng tiến hành phân tích ý đồ thật sự của vị phó chủ nhiệm Triệu này. Ít nhất sau khi hội nghị kết thúc Tằng Quyền Quân nhận được điện của mấy vị tổng giám đốc tập đoàn hóa chất Trung Hoa, tập đoàn hóa chất Trung Hải, cùng tổng giám đốc mấy công ty tư nhân, công ty cổ phần sản xuất phân bón hỏi xem Ủy ban Kế hoạch Phát triển có phải có ý kiến chỉ đạo mới với ngành sản xuất phân bón không. Tằng Quyền Quân cũng vì thế chuyên môn gặp Triệu Quốc Đống, hai người tiến hành thảo luận gần tiếng về tình hình và tương lai của ngành phân bón. Triệu Quốc Đống lần này tới hai tỉnh dự, lỗ kiểm tra giám sát chính là có ý đồ này. Không thể làm cho sản xuất phân bón chặn cổ sản xuất nông nghiệp, đây là đề nghị rất thẳng thắn mà Triệu Quốc Đống nói với Tằng Quyền Quân. Muốn giải quyết chướng ngại của ngành phân bón thì cần phải giải quyết vấn đề nguyên liệu. Hiện nay tài nguyên phân kali của Trung Quốc nhập khẩu 70% từ nước ngoài. Mà nguyên liệu này lại càng lúc càng bị lũng đoạn, nếu như không sớm có hướng giải quyết vấn đề này thì nó sẽ tạo thành nguy cơ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả quặng sắt. Quyển 18, chương 50. Bữa trưa ăn ở khách sạn, Phó Chủ tịch tỉnh Tề Lỗ Lý Bác Minh mời đoàn kiểm tra, đồ ăn rất phù hợp khẩu vị của Triệu Quốc Đống, rượu cũng không cố ý ép, điều này làm Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Buổi chiều đoàn kiểm tra đến thị sát mấy công ty sản xuất phân bón ở Tuyền Thành. Lý Bác Minh cùng đi chú ý thấy Triệu Quốc Đống rất coi trọng lượng sản xuất của các công ty này và nguồn nguyên liệu. Ngược lại Triệu Quốc Đống không quá chú ý tình hình sản xuất trong thời gian này, điều này phù hợp với suy đoán của hắn. Lần này vị phó chủ nhiệm Triệu này đến Tề Lỗ là có mục đích.
Bữa tối chủ tịch tỉnh Tề Lỗ cũng đến làm cho đoàn người Triệu Quốc Đống hết sức cảm động. Trong bữa ăn Triệu Quốc Đống cũng nhiệt tình cảm ơn, Trương Nghiễm Lan cũng lễ phép ngồi nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Trương Nghiễm Lan nghe nói sang năm rất có thể lên làm bí thư tỉnh ủy Tề Lỗ. Tề Lỗ về thực lực kinh tế và dân số đều đứng top 3 toàn quốc, địa vị của Trương Nghiễm Lan hiển nhiên không bình thường, hơn nữa đây còn là lão lãnh đạo của Triệu Quốc Đống trước đây. Bữa tối còn có Tổng Giám đốc Công ty Phân bón, Tập đoàn Hóa chất Á Châu Trung Quốc, y cùng người phụ trách của công ty này ở Tề Lỗ. Y là chạy từ Bắc Kinh tới. Lưu Thiện Đức nhận được điện đã là hơn 10 giờ tối, y một mực chờ cuộc điện này. Phó chủ nhiệm, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia Triệu Quốc Đống lên tiếng trong hội nghị sản xuất phân bón cả nước đã khiến cho một ít tập đoàn, công ty phản ứng. Lưu Thiện Đức là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Á Châu đương nhiên cũng có chút áp lực. Tồn tại của ngành sản xuất phân bón không phải chỉ một mình Tập đoàn Hóa chất Á Châu có thể giải quyết, nhưng Lưu Thiện Đức cảm thấy đối phương không đơn giản chỉ là về phần sản xuất, mà là mơ hồ ám chỉ các công ty sản xuất phân bón không có chiến lược phát triển, quy hoạch rõ ràng, thiếu quy hoạch lâu dài, thiếu định vị rõ ràng, thiếu sản phẩm trung tâm. Mà Tập đoàn Hóa chất Á Châu đứng mũi chịu sào trong đó cũng gặp áp lực lớn. Đợt Tết Lưu Thiện Đức cùng ăn với Lưu Nham đã mơ hồ nói tới lời đồn Triệu Quốc Đống có thể tới làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Lưu Thiện Đức biết Triệu Quốc Đống có quan hệ với Lưu gia, lúc ấy y không quá để ý, thậm chí ngay cả Lưu Nham cũng nói đùa em rể mình thích gây chuyện, đi đến đâu cũng không yên ổn. Y nếu như đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thì nhất định gây sóng gió. Lưu Thiện Đức lúc đó chỉ coi là trò vui. Tập đoàn Hóa chất Á Châu Trung Quốc từ trước đến giờ vẫn là tập đoàn sản xuất phân bón lớn nhất cả nước, sản phẩm cũng đầy đủ thể loại từ đạm, kali, phân bón hỗn hợp. Bài phát biểu đầy ám chỉ của Triệu Quốc Đống trên TV chỉ sợ làm rất nhiều công ty đứng ngồi không yên, nhất là tập đoàn Hóa chất Á Châu và Hóa chất Trung Hoa, Hóa chất Trung Hải. Lưu Thiện Đức không tin Triệu Quốc Đống đột nhiên đầu nóng lên và nói như vậy. 36 tuổi nếu không có năng lực thì sao có thể đi lên vị trí này? Nếu chỉ mình Triệu Quốc Đống nói tùy ý, nói bừa thì Hóa chất Á Châu cũng không ngại đến như vậy. Sợ chính là Triệu Quốc Đống nhận được chỉ thị của Trung ương, như vậy có chút phiền phức. Ngành sản xuất phân bón vốn là ngành không dễ làm, đạm lân, kali còn có phân bón hỗn hợp, nhưng cuối cùng vẫn là đạm lân kali. Nguồn nguyên liệu hạn chế khiến cho các công ty sản xuất phân bón bị ảnh hưởng rất lớn, nhất là mấy năm gần đây giá dầu, khí thiên nhiên không ngừng tăng giá khiến cho các công ty sản xuất phân bón không ngừng cố gắng cải tiến công nghệ, nhưng giá cả phân bón vẫn không ngừng tăng lên, điều này khiến các công ty nhỏ không ngừng kêu khổ. Mà giá cả lại bị quốc gia khống chế gắt gao, ở điểm này áp lực của công ty sản xuất phân bón rất lớn, tiếng than oán không hề nhỏ. Công ty sản xuất phân bón trước mắt vẫn bị vây trong hoàn cảnh bị ép cả trong lẫn ngoài, cải tạo kỹ thuật nên thiếu hụt tài chính. Cùng với các công ty nhà nước có cơ chế và sự vận hành kém cỏi cũng làm cho nhiều công ty nhà nước cất bước khó khăn. Đương nhiên các công ty tư nhân cũng không dễ dàng. Bọn họ mặc dù cũng được chính quyền địa phương ủng hộ nhưng do quy mô nhỏ, tài nguyên thiếu hụt, kỹ thuật lạc hậu, bị các công ty lớn ảnh hưởng nhiều, chính vì vậy mới khiến cho chỉ cần có một ngọn gió thổi qua là khiến cả ngành phân bón bị ảnh hưởng. Anh đoán lời y nói có ý gì? Lưu Thiện Đức không nhịn được nói, Lỗ Văn Tương bên kia cũng không nói được rõ. Tôi cảm thấy ý đồ của hắn chính là các công ty nhà nước khổng lồ không thể dựa vào việc lũng đoạn nhập khẩu nguyên liệu mà sống qua ngày, không nên chỉ thỏa mãn xưng vương xưng bá ở thị trường trong nước. Mà cần có ý định lâu dài, nếu như công ty nhà nước không thể gánh vác trách nhiệm này như vậy công ty tư nhân thành quân chủ lực. Lỗ Văn Tương gần như cố gắng suy nghĩ thật kỹ để thể hiện cảm nhận của mình. Ồ, Lưu Thiện Đức khẽ nhíu mày nói. Y cho rằng chúng ta lũng đoạn. Nhập khẩu phân kali mở ra với tất cả công ty, năm ngoái quốc gia đã có chính sách, chính phủ chỉ đạo, các công ty liên hợp đối ngoại. Như vậy còn chưa có ý nghĩa gì sao? Hắn không phản đối ý kiến này, tôi cảm thấy ý của hắn chính là công ty sản xuất phân bón không thể chỉ nhìn chằm chằm vào con đường nhập khẩu, phải mở rộng con đường, ví dụ như mua các công ty nguyên liệu nước ngoài, mở rộng sự thăm dò bên ngoài để đảm bảo cung cấp nguyên liệu. Lỗ Văn Tương nói, từ nguồn. Lưu Thiện Đức trầm ngâm một chút nói. Ồ, tôi hiểu, vậy anh ở lại xem qua công ty bên đó rồi về nói. Người đàn ông ngồi bên nhìn Lưu Thiện Đức dập máy, y khinh thường nói. Tổng Giám đốc Lưu, ngài đánh giá Triệu Quốc Đống cao quá đó, hắn mới tới thì biết gì chứ? Dám lớn lối trong hội nghị như vậy, tôi nói hắn chính là không biết trời cao đất rộng, ỷ vào may mắn là không biết mình họ gì, không cần để ý tới hắn.
lão Lỗ tôi thấy chắc bị lời nói của hắn mà kích động. Cậu quá coi thường chủ nhiệm Triệu này rồi đó, không biết đây là quan điểm của hắn hay là tuân theo ý cấp trên. Lưu Thiện Đức cảm thấy vị cấp phó này của mình có ác cảm trời sinh với chủ nhiệm Triệu. Trong lời nói có sự thù địch rất lớn, không biết có phải do mình quá nhạy cảm không? Mấy lời hắn nói không có gì là mới. Ai chẳng nói được nhưng kết quả thì sao? Chúng ta không phải chưa từng có kế hoạch, hừ, cấp trên ủng hộ. Tình hình không phải rất rõ sao? Giảm mạo hiểm thì sao chứ? Nguồn tài chính từ đâu? Vấn đề thực tế này hơi không chú ý cái là chúng ta sẽ thành tội nhân. Đối phương nhìn vẻ mặt của sếp nên cũng điều chỉnh giọng nói của mình. Ồ, điểm này là điều tôi lo nhất. Sản nghiệp của chúng ta lớn nhưng mạo hiểm cũng lớn, tôi cũng không muốn nhận cái danh hiệu kẻ phá hoại. Lưu Thiện Đức thở dài một tiếng, cái này không tiện gánh. Nhưng chúng ta không thể ngồi im mà nhìn, Ủy ban Kế hoạch Phát triển nếu đã nói ra việc này, nói vậy rất nhiều người ngửi thấy. Nếu như thật sự đại diện cho ý kiến chính thức thì kế hoạch của chúng ta phải thay đổi. Mặc kệ cuối cùng như thế nào thì chúng ta cũng cần chuẩn bị. Tôi nhớ trước đó chúng ta cũng có tư tưởng ở điểm này. Hàn Phong, cậu sửa lại cho tôi một chút, gần đây sẽ dành thời gian nghiên cứu. Vâng, tôi biết. Trong mắt Trần Hàn Phong lóe ra một tia tức tối. Lưu Thiện Đức quá chú ý biến hóa cấp trên, một câu nói của bên trên là suy nghĩ cả ngày. Ra khỏi văn phòng Lưu Thiện Đức, Trần Hàn Phong không nhịn được hít sâu một hơi. Đêm tháng tư vẫn còn hơi lạnh, gió lạnh tiến vào làm người ta thoải mái, tỉnh táo, nhưng Trần Hàn Phong không chỉ có như vậy. Mối nhục mấy năm trước như một vết thương chưa khép lại trong tim y, không ngờ mình điều từ Bắc Quang sang hóa chất Á Châu vẫn không thể thoát được nó. Hơn nữa sự xuất hiện của thằng kia lại mang đến đám mây đen cho công việc của mình. Lưu Thiện Đức sắp tới tuổi về hưu, mình điều từ giám đốc điều hành tập đoàn Bắc Quang điều sang làm phó tổng giám đốc thường trực hóa chất Á Châu cũng là vị trí tổng giám đốc hóa chất Á Châu. Tất cả như trong khống chế nhưng Triệu Quốc Đống xuất hiện làm Trần Hàn Phong có cảm giác rất xấu. Lỗ Văn Tương kiêm chức phó tổng giám đốc tập đoàn cũng làm hóa chất Á Châu thấy áp lực rất lớn. Lỗ Văn Tương làm giám đốc công ty phân bón cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm, nhưng lúc này biểu hiện tích cực của Lỗ Văn Tương không thể không làm Trần Hàn Phong cảnh giác. Theo y biết tập đoàn cũng có vài tư tưởng đi ra nước ngoài, mà người ủng hộ chính lại là Lỗ Văn Tương. Chẳng qua trước đó tình hình quốc tế không ngừng thay đổi, giá phân bón tăng liên tục, hơn nữa Lưu Thiện Đức cũng đồng ý với quan điểm của Trần Hàn Phong về việc mở rộng thị trường trong nước cho nên gác lại quan điểm của Lỗ Văn Tương. Nhưng bây giờ xem ra Lưu Thiện Đức có chút do dự. Quyển 18, chương 51. Trần Hàn Phong không phản đối tập đoàn đi ra nước ngoài nhưng ở tình hình hiện nay đối với việc lên làm tổng giám đốc của mình thì đó không phải ý kiến hay. Y biết mình điều từ tập đoàn Bắc Quang tới đây cũng không được tất cả lãnh đạo bên Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia tán thành. Đối với mình thì cái nhìn của Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia, ban tổ chức cán bộ cũng khác nhau, cuối cùng mình vẫn được điều lại đây. Hơn nữa còn được Lưu Thiện Đức tán thành, mấy loại âm thanh phản đối kia mới dần tan đi. Nhưng điều này không có nghĩa là ý kiến phản đối mình hoàn toàn biến mất. Dừng lại chỉ là tạm thời đình chỉ, mà biến mất là hoàn toàn biến mất. Điều này cũng có nghĩa lúc thích hợp loại âm thanh này cũng sẽ xuất hiện trở lại. Lưu Thiện Đức chỉ còn một năm y cũng tỏ vẻ hơn năm nữa sẽ về hưu. Ai lên thay, mình mặc dù là phó tổng giám đốc thường trực nhưng không có nghĩa sẽ lên thay. Chỉ riêng trong tập đoàn đã có mấy đối thủ cạnh tranh, mà Lỗ Văn Tương chính là đối thủ mạnh nhất. Lưu Vĩnh Đào đưa ra đề nghị tập đoàn nên chủ động tiến ra ngoài, tiến hành đầu tư để nhận nguyên liệu từ nguồn, qua đó có được nguồn nguyên liệu ổn định, nhất là nguyên liệu phân kali thì càng phải quyết đoán ra trận. Quan điểm này cũng được không ít người trong tập đoàn ủng hộ. Chỉ là do trước đó hóa chất Á Châu đầu tư ra nước ngoài gặp một vài bất lợi nên cũng có một bộ phận người cho rằng ra nước ngoài quá mạo hiểm nên có khuynh hướng bố cục ở trong nước. Ví dụ như tăng cường đầu tư vào Tây Hải, Tây Tạng cùng Tân Cương. Mà Trần Hàn Phong chính là đại biểu cho quan điểm này. Lưu Thiện Đức vốn ủng hộ quan điểm của Trần Hàn Phong. Mặc dù đầu tư trong nước cũng tồn tại mạo hiểm lớn nhưng so sánh với đầu tư ra nước ngoài mà nói thì dù sao ở trong nước có thể thông qua nhiều phương diện phối hợp nên giảm được nhiều mạo hiểm. Hóa chất Á Châu là tập đoàn đầu tư muốn thu lợi, đồng thời cũng muốn giảm thiểu áp lực. Nhưng tình hình bây giờ có thay đổi. Thái độ của Triệu Quốc Đống ở trình độ nhất định đã cổ vũ quan điểm của phía Lỗ Văn Tương. Trần Hàn Phong không thể chấp nhận cho cục diện này tiếp tục diễn ra. Một khi quan điểm của Lỗ Văn Tương được tập đoàn chấp nhận, cũng có nghĩa tập đoàn sẽ đầu tư ra nước ngoài, mở rộng tài nguyên nước ngoài.
như vậy Lỗ Văn Tương sẽ có quyền lớn hơn nữa ở tập đoàn, càng nhiều tài nguyên, quyền lực vào tay y, đây là sự uy hiếp quá lớn đối với mình. Bây giờ ưu thế duy nhất là tâm lý của Lưu Thiện Đức. Lưu Thiện Đức chỉ còn hơn năm là về hưu, như vậy nếu đi ra ngoài sẽ gánh chịu áp lực rất lớn, đầu tư thất bại hoặc tổn thất quá lớn thì trách nhiệm đủ để làm bao thành tích trước đó của y bị xóa bỏ. Không ai muốn đi mạo hiểm ở lúc cuối đời, không cần thiết phải như vậy. Mình bây giờ chỉ có thể lợi dụng tâm lý này của Lưu Thiện Đức. Trần Hàn Phong ném mạnh điếu thuốc xuống đất, nhìn bầu trời tối đen. Tên Triệu Quốc Đống kia đúng là như âm hồn bất tán, như là sinh ra để đối đầu với mình. Cảnh ở Thượng Hải đến bây giờ Trần Hàn Phong vẫn còn nhớ. Mặc dù sau đó y cũng biết quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Lưu Kiều không như mình nghĩ, nhưng nghĩ đến bộ dạng của đối phương là Trần Hàn Phong lại thấy khó chịu. Một thằng nhà quê cũng có thể vào Lưu gia ư, còn hái đóa hoa cao ngạo, lạnh lùng Lưu Nhược Đồng, bây giờ còn có thể thành phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, đây là sự sỉ nhục lớn đối với quần thể cao cấp như mình. Thằng nhà quê đó lại có thể nhảy lên cao, hơn nữa là nhảy rất cao. Trần Hàn Phong cảm thấy một áp lực rất lớn đè trong lòng ngực, trận chiến này mình nhất định phải thắng, mình nhất định phải ổn định đội hình, nhất định phải lên vị trí tổng giám đốc. Dù hắn là ai cũng không thể cướp vị trí đó khỏi tay mình. Tổng giám đốc Lỗ, không cần khách khí như vậy. Tôi đã sớm tiếp xúc với hóa chất Á Châu, lúc trước tôi làm ở Bộ Năng lượng cũng từng tiếp xúc với Tổng giám đốc Vương, Vương Học Châu tập đoàn hóa dầu Phương Đông. Y lúc ấy còn làm phó tổng giám đốc hóa chất Á Châu các anh, thoáng cái đã hơn 4 năm. Tổng giám đốc Phương đã sang Phương Đông, bây giờ tổng giám đốc Lưu các anh trước đó cũng từ một tập đoàn của Bộ Năng lượng đi ra, coi như có chút sâu xa. Triệu Quốc Đống nói vài câu cho không khí trở nên dễ dàng hơn. Lỗ Văn Tương đến nhất định không phải vì tình hình sản xuất của công ty sản xuất phân bón Tể Lỗ. Lỗ Văn Tương đường đường là phó tổng giám đốc hóa chất Á Châu nên tới nhất định có đề tài quan trọng. Chủ nhiệm Triệu. Lần trước anh phát biểu trong hội nghị phân bón toàn quốc làm tôi rất xúc động. Mấy quan điểm anh đề cập cũng làm tôi suy nghĩ mấy hôm, cũng đã báo cáo với Tổng Giám đốc Lưu. Tổng Giám đốc cũng đồng ý với quan điểm của chủ nhiệm Triệu, đáng để các công ty phân bón khổng lồ như chúng tôi nghiên cứu. Lỗ Văn Tương là người đàn ông hơn 40 tuổi cao 1m8, người to cao. Lỗ Văn Tương và Triệu Quốc Đống ngồi xuống trông như ông thần giữ cửa. Ồ, anh nói vậy làm tôi có chút xấu hổ. Quan điểm của tôi hôm đó chính xác mà nói chỉ là ý kiến cá nhân, về còn bị chủ nhiệm quyền quân phê bình một trận. Triệu Quốc Đống một bên, phê bình, mình, một bên cười nói. Các công ty đều có khó xử của mình, công ty nhà nước có nhược điểm của mình, công ty tư nhân cũng vậy. Nhưng tôi cảm thấy là người phụ trách một công ty thì phải có tầm nhìn chiến lược, tính cảnh giác và nhạy cảm cũng không thể thiếu, cũng phải có khả năng suy đoán toàn cục. Lỗ Văn Tương cười cười nhìn vị chủ nhiệm Triệu này. Một bên, tự kiểm điểm, một bên không hề khách khí tiếp tục nói ra, quan điểm cá nhân của mình. Tổng giám đốc Lưu gọi tới chính là muốn thăm dò xem đây là ý kiến cá nhân của hắn hay là tuân theo ý cấp trên, hoặc là nói quan điểm của một vài lãnh đạo, tổng giám đốc nói điều này rất quan trọng. Nhưng Lỗ Văn Tương không cho là như vậy. Quan điểm của Triệu Quốc Đống thực ra rất làm Lỗ Văn Tương thấy hứng thú. Từ 2 năm trước Lỗ Văn Tương đã đưa ra theo nhu cầu phân bón trong nước càng lúc càng tăng. Nguồn nguyên liệu của tập đoàn càng lúc càng dựa vào nhập khẩu, nguyên liệu trong nước thiếu hụt nhất là nguyên liệu phân kali chủ yếu tập trung ở Tây Hải, Tây Tạng, Tân Cương, nếu muốn tăng cường đảm bảo nguyên liệu thì cần đầu tư khai thác nguyên liệu trong nước, đồng thời kịp thời có bố trí ở nước ngoài, tìm nguồn cung nguyên liệu ổn định. Nhưng trước đó đầu tư của hóa chất Á Châu gặp thất bại, tổn thất ảnh hưởng đến tính tích cực đầu tư ra nước ngoài của tập đoàn, khiến tập đoàn gần đây mãi không thay đổi về chính sách. Mặc dù Lỗ Văn Tương cũng thấy nguyên liệu trong nước thiếu hụt nhưng tâm lý cầu ổn định trong tập đoàn đã áp chế được quan điểm của y. Quan điểm cá nhân mà Triệu Quốc Đống trình bày làm Lỗ Văn Tương rất có hứng thú. Nếu như Trung ương có thể có thái độ sáng tỏ ở vấn đề này, như vậy sẽ có tác dụng lớn trong việc điều chỉnh chính sách của tập đoàn. Đây là điều Lỗ Văn Tương hy vọng nhìn thấy cho nên y mới mạo muội đến xin gặp Triệu Quốc Đống. Hóa chất Á Châu là TT tập đoàn sản xuất phân bón lớn nhất Trung Quốc. Các quy hoạch phát triển và hạng mục đầu tư lớn đều cần được Ủy ban Kế hoạch Phát triển phê duyệt. Thái độ của Ủy ban Kế hoạch Phát triển có ảnh hưởng rất lớn đến chính sách của hóa chất Á Châu. Là hướng vào trong hay hướng ra ngoài sẽ là rất quan trọng. Chủ nhiệm Triệu, ngài nói rất đúng, tập đoàn chúng tôi gần đây nghĩ tới con đường phát triển mấy năm tới. Kết cấu nguồn nguyên liệu thiếu hụt và giá cả lên xuống ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và doanh thu của tập đoàn chúng tôi. Nhất là về nguyên liệu phân kali.
Mặc dù trong nước lục tục có mấy hạng mục trên 3 triệu tấn nhưng theo cá nhân tôi thì thiếu nguyên liệu sẽ kéo dài rất lâu, giá cũng tiếp tục tăng lên. Mà cục diện dựa vào nhập khẩu nguyên liệu của nước ta sẽ không được thay đổi mang tính căn bản. Vì thế tôi đồng ý quan điểm của ngài. Nếu chúng ta không thể đưa ra thay đổi và động tác, Trung Quốc sẽ phải trả giá rất lớn. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, quan điểm của Lỗ Văn Tương rất chính xác, khá giống mình. Không biết đây là nịnh mình hay thật sự là suy nghĩ của y. Nếu anh ý thức được điểm này chẳng lẽ hóa chất Á Châu sẽ không tính tới chủ động bố trí để hóa giải nguy cơ sao? Triệu Quốc Đống nhìn đối phương và hỏi lại một câu. Quyển 18, chương 52. Tiễn Lỗ Văn Tương, Triệu Quốc Đống rơi vào dòng suy nghĩ. Biểu hiện của Lỗ Văn Tương làm hắn có chút bất ngờ, không ngờ trong tập đoàn Hóa Công Á Châu còn có người có sự nhạy cảm như vậy. Tổng Giám đốc Hóa Công Á Châu, Lưu Thiện Đức là người công chính, liêm minh. Khá chính trực nhưng khuyết điểm là do tuổi lớn nên khá bảo thủ trong chính sách kinh doanh. Đương nhiên Triệu Quốc Đống có thể giải thích được cho đối phương, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hóa Công Á Châu mấy năm trước mở rộng ra nước ngoài gặp thất bại, tổn thất không nhỏ, vì thế một vị phó tổng giám đốc cũng đã mất chức. Nhưng không thể vì nguyên nhân này mà nhịn không ăn, tập đoàn cần phát triển, nhu cầu phân bón càng lúc càng lớn, mà nguồn nguyên liệu của nước ngoài cũng đang bị lũng đoạn. Nhất là ngành phân kali thì tình hình này càng lúc càng nghiêm trọng. Theo Triệu Quốc Đống thấy dù là công ty nhà nước hay tư nhân cũng cần phải có sự cảnh giác, nhất là công ty nhà nước được hưởng các chính sách ưu đãi thì càng cần phải có trách nhiệm gánh vác. Cục phối hợp ngành nghề cung cấp các loại tài liệu cũng thể hiện tình hình của ngành phân bón, sản lượng đạm đang thừa nhưng mấy tập đoàn lớn vẫn mở rộng quy mô sản xuất, lần do giới hạn nguồn nguyên liệu và kỹ thuật nên đang cần cải tổ. Phân kali có vài hạng mục lớn đang tiến vào giai đoạn áp dụng nhưng nguyên liệu kali vẫn là khó khăn lớn nhất với ba tập đoàn hàng đầu Trung Quốc. Làm Triệu Quốc Đống lo nhất chính là những người có ánh mắt thiển cận trong ngành này, hoặc là nói thấy được điểm này nhưng cũng không động tâm, có lẽ còn có vài nhân tố hạn chế, tóm lại ít nhất bây giờ còn không thấy bất cứ hành động gì. Ngược lại mấy công ty tư nhân trong ngành lại có hành động. Đây cũng là điều làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ, tư bản trục lợi nhưng lại tạo thành động lực. Khi các công ty nhà nước không cảm nhận được thì công ty tư nhân vì lợi nhuận đã thấy được việc đầu tư vào nguyên liệu kali sẽ mang lại hiệu quả lớn, bọn họ bắt đầu chủ động tiến vào thị trường nguyên liệu kali nước ngoài. Nếu không phải hôm nay Lỗ Văn Tương mang lại chút an ủi, Triệu Quốc Đống thật không biết ở vấn đề này mình có nên đặt hết tâm trí vào công ty tư nhân không. Cũng may trong các công ty nhà nước cũng không phải không có người nhận ra. Chuyến đi này không tệ, chỉ mong Lỗ Văn Tương có thể mang lại chút điều đáng mừng cho mình. Ra khỏi phòng Triệu Quốc Đống, Lỗ Văn Tương không hề cảm thấy lạnh do cơn gió xuân truyền tới, lúc này hắn đang thấy nóng hầm hập, mà những câu nói khá khắt khe của Triệu Quốc Đống lại làm mặt Lỗ Văn Tương hơi nóng lên. Tập đoàn Hóa Công Á Châu các anh được xưng là công ty sản xuất phân bón lớn nhất Trung Quốc, đi đầu trong ngành phân bón Trung Quốc, như vậy nguồn nguyên liệu của các anh có thể cung cấp ổn định trong bao năm. Là tập đoàn sản xuất phân bón lớn nhất nước, các anh có nghĩ đến trách nhiệm của mình với quốc gia không? Sợ là chưa có ai nghĩ như vậy. Các anh có sự hợp tác chiến lược với tập đoàn phân Kali Canada, công ty sản xuất phân bón của các anh vì lên thị trường chứng khoán đã đưa vào nhà đầu tư chiến lược, để tập đoàn phân Kali Canada mua cổ phần của công ty, điểm này tôi không tiện đánh giá. Nhưng cá nhân tôi không quá thích cái gọi là đưa nhà đầu tư chiến lược nước ngoài vào, có lẽ tư tưởng của tôi hơi bảo thủ một chút, tập đoàn đó thành cổ đông của các anh, tại sao các anh không thể làm cổ đông của bọn họ, thực hiện cổ phần đan sen? Hoặc là nói thành lập công ty liên doanh để tiến hành khai thác nguyên liệu bên Canada. Vấn đề tài chính, nực cười, Hóa Công Á Châu thật sự lo lắng thiếu tài chính ư. Lời này nói ai tin, tôi xem đây là vấn đề ánh mắt. Lỗ Văn Tương lần đầu cảm nhận được cách nói khắt khe mà sắc bén như vậy, nhưng hắn lại không tức, ngược lại còn thấy thoải mái dễ dàng, giống như anh đột nhiên vứt được gánh nặng trong tim đi, làm cho hắn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Có thể đi đến vị trí này đương nhiên là có sự bất phàm, Lỗ Văn Tương thầm suy nghĩ. Từ cuộc nói chuyện, Lỗ Văn Tương có thể cảm nhận được sự lo lắng của Triệu Quốc Đống. Lỗ Văn Tương không thể nói đối phương chính là lo cho dân, cho nước nhưng ít nhất đối phương lo lắng cho ngành phân bón. Ngay cả Lỗ Văn Tương cũng không ý thức được thời gian trôi nhanh như vậy. Mãi tới khi thư ký của Triệu Quốc Đống xuất hiện, Lỗ Văn Tương mới thấy mình hơi quên thời gian. Nhưng y cảm thấy Triệu Quốc Đống lại muốn nói chuyện với mình. Thậm chí không để ý đến lời nhắc của thư ký. Có lẽ đúng như lời Triệu Quốc Đống nói, tập đoàn cần phải cân nhắc tới bước đi tiếp theo. Chỉ là Lưu Thiện Đức có tán thành quan điểm của mình không?
Lỗ Văn Tường hít sâu một hơi, dù được hay không mình vẫn phải thử một chút. Nói chuyện muộn như vậy sao? Nói chuyện thế nào rồi? Trương Nhiễm Lan có chút tò mò nhìn Lý Bác Minh. Chủ tịch, tỉnh An Nguyên gia nhân tài, không đơn giản, nói chuyện không tục, quan điểm rõ ràng, tư duy nhạy bén, nhìn vấn đề rất sâu sắc. Ừ, nói như thế nào nhỉ, tôi cảm thấy được hắn nói chuyện rất có cách tính, kể cả một ít quan điểm. Ừ, ở cấp độ như hắn, nhất là ở vị trí mẫn cảm như hắn, tôi rất ít hoặc là nói chưa thấy ai dám can đảm nói rõ quan điểm như hắn. Lý Bác Minh vừa nghĩ vừa nói. Ồ, anh đánh giá hắn cao như vậy. Trương Nhiễm Lan nở nụ cười. Mặc dù Triệu Quốc Đống không phải cán bộ đi lên trong tay y, nhưng dù sao cũng là người tỉnh An Nguyên, đã từng làm cấp dưới của mình, ít nhiều cũng làm mình thêm thể diện. Ừ, hắn vốn là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, mới đến ủy ban kế hoạch phát triển được mấy hôm. Tháng 3 mới tới vị trí thì phải. Nhưng tôi cảm thấy hắn hiểu thấu đáo nhiều công việc nghiệp vụ, nói ra đều có lý lẽ đầy thuyết phục. Lý Bác Minh có chút tò mò nói. Nếu như không phải biết hắn mới làm phó chủ nhiệm thì tôi thật sự cảm thấy hắn đã làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển hơn năm. Trương Nhiễm Lan nhớ đến cảnh năm đó mình đến Hoa Lâm thị sát, lúc ấy y còn cảm thấy cậu thanh niên đó rất cơ trí, Trương Nhiễm Lan có ấn tượng rất sâu. Ngược lại lúc ấy Triệu Quốc Đống làm bí thư huyện ủy hay chủ tịch, y không còn nhớ rõ. Có thể nói hoàn toàn không có ấn tượng gì. Vì thế cơ hội chỉ có thể chừa cho người có chuẩn bị. Triệu Quốc Đống có thể đi tới vị trí hôm nay cũng không phải do ngẫu nhiên hoặc là may mắn. Trương Nhiễm Lan trầm ngâm một chút nói. Hắn hôm nay nói chuyện gì mới với anh? Ừ, có vài thứ, tôi đang định báo cáo với ngài. Hắn hôm nay gặp mấy công ty tư nhân, nói với tôi về địa vị của công ty tư nhân trong hệ thống cung ứng ngành phân bón hiện nay, cảm thấy công ty tư nhân có điểm lên làm. Tôi cũng giới thiệu tình hình các công ty tư nhân trong ngành phân bón Tề Lỗ chúng ta. Vấn đề vẫn là quy mô nhỏ, nguyên liệu thiếu hụt. Triệu Quốc Đống đề nghị công ty tư nhân nên đoàn kết lại, nên lợi dụng Tề Lỗ chúng ta nhiều bến cảng, có ưu thế về giao thông mà tích cực mở rộng con đường nhập khẩu nguyên liệu, nhất là có thể chủ động đi ra ngoài. Ủy ban kế hoạch phát triển có thể ủng hộ về chính sách, tôi cảm thấy suy nghĩ của hắn rất rộng. Ồ, Trương Nhiễm Lan trầm ngâm một chút mới nói. Hắn nói chỉ là công ty tư nhân hay là ngoài ngành sản xuất phân bón? Không. Tôi cảm thấy lời hắn nói không chỉ giới hạn trong các công ty sản xuất phân bón, cho nên tôi có ý mở rộng câu chuyện nhưng hắn phản ứng rất nhanh, nói chuyện cẩn thận trở lại. Lý Bác Minh nói rất cẩn thận giống như đang nhớ lại chuyện vừa rồi. Tôi cảm thấy lời của hắn có ám chỉ. Ám chỉ? Trương Nhiễm Lan trầm giọng nói. Chỉ gì? Ừ, chỉ sợ là thép Bồ Châu. Lý Bác Minh lạnh nhạt nói. Thép Bồ Châu, Trương Nhiễm Lan khẽ run lên trong lòng. Thép Bồ Châu là công ty tư nhân thép lớn nhất tỉnh, thuộc top 10 tập đoàn thép có hiệu quả kinh doanh tốt nhất cả nước, cùng với tập đoàn thép Sa Thành là hai viên minh châu trong ngành thép tư nhân. Nhưng tỉnh lại xác định muốn tiến hành quy hoạch lại ngành thép trong tỉnh, thép Bồ Châu có địa vị khá xấu hổ. Có lời đồn tỉnh muốn sát nhập mấy tập đoàn lớn, nói về quy mô thép Tề Lỗ có quy mô lớn nhất sau đó là thép Bồ Châu, sau đó là thép Tế Châu, thép Lai Sơn. Ủy ban tỉnh nhiều lần nghiên cứu vấn đề này. Hy vọng lấy thép Tề Lỗ là chính để sát nhập mấy công ty, tập đoàn thép khác ở trong tỉnh, tạo giấc mộng tập đoàn thép lớn nhất Trung Quốc. Nhưng do hiệu quả kinh doanh của thép Tề Lỗ, kém xa tập đoàn thép Bồ Châu, nếu muốn toàn diện sát nhập sẽ có rất nhiều vấn đề. Mà tập đoàn thép Bồ Châu mặc dù có hiệu quả kinh doanh tốt nhưng lại là công ty tư nhân, nếu do tập đoàn này làm chủ đạo sát nhập thì có lẽ rất khó làm trong tỉnh chấp nhận. Quyển 18, chương 53. Trương Nhiễm Lan khẽ gật đầu không nói gì. Mắt nhìn về phía xa xa. Lý Bác Minh cũng im lặng không nói, y biết vấn đề này không dễ dàng, dù chỉ là một ám chỉ mờ mịt của đối phương cũng có thể gây ảnh hưởng không thể tưởng tượng đối với quyết sách của ủy ban tỉnh. Khi chỉnh hợp các công ty thép trong tỉnh, Tề Lỗ vẫn có tiếng nói khác nhau. Cho rằng khi chỉnh hợp ủy ban có thể phát huy sức ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không thể phát huy tác dụng chủ đạo, càng thể trở thành người chủ trì. Chỉnh hợp sản nghiệp phải theo nguyên tắc thị trường, do hai bên tự nguyện đẩy mạnh. Ủy ban chỉ có thể phát huy tác dụng thuê hoa trên gấm chứ tuyệt đối không thể nào mạnh mẽ ép buộc, như vậy không phù hợp nguyên tắc thị trường, cũng làm cho giới kinh doanh nghi ngờ về vai trò của ủy ban, hơn nữa không có lợi cho sự phát triển của các công ty. Ở vấn đề này Trương Nhiễm Lan vẫn chưa có thái độ rõ ràng, nhưng Phó Chủ tịch Thường trực Hồng Hoán Quý lại hết lòng ủng hộ, cho rằng tỉnh cần phải thành lập tập đoàn thép khổng lồ hơn cả Bảo Cương. Ủy ban nhất định phải có tác dụng chủ đạo,
ngành liên quan tới quốc kế dân sinh như ngành thép thì nhà nước phải chiếm cổ phần khống chế, thái độ rất rõ ràng, nghe nói Phó Bí thư tỉnh ủy cũng ủng hộ quan điểm này. Bí thư tỉnh ủy Quách Đạo Thành cũng chưa có thái độ rõ ràng ở vấn đề này, chỉ là hội nghị thường vụ tỉnh ủy yêu cầu ủy ban tỉnh phải chăm chú nghiên cứu quá trình chỉnh hợp ngành thép, làm như thế nào phát huy tác dụng chủ đạo của ủy ban, làm tốt nhất, không gây loạn. Lời nói này rất huyền ảo làm Trương Nghiễm Lan phải suy nghĩ. Nhưng y cảm thấy Quách Đạo Thành cũng chủ trương chỉnh hợp ngành thép, nhưng dùng phương pháp nào thì đối phương vẫn có thái độ mập mờ, giống như hy vọng thuận theo tự nhiên. Chẳng qua câu nói phía sau lại là ủy ban tỉnh phải dẫn đạo hợp lý cũng làm người ta phải suy nghĩ. Lúc cần trong sáng thì sẽ trong sáng, chẳng qua bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn bước đầu, các công ty thép lớn vẫn đang thống nhất tư tưởng nội bộ. Bây giờ chính quyền cần phải để các công ty hiểu được chỉnh hợp là xu thế tất yếu, như vậy mới làm cho ngành thép Tề Lỗ phát triển lớn mạnh lên. Lý Bác Minh lẳng lặng đợi Trương Nghiễm Lan tỏ thái độ. Trương Nghiễm Lan lúc sau mới dứt khoát gật đầu nói. Việc cần làm vẫn phải làm, dựa theo nguyên tắc mà ủy ban đã xác định, chia vài bước tiến hành chỉnh hợp ngành thép trong tỉnh, nhưng chúng ta cũng cần điều chỉnh phương pháp, không nên dễ dàng tham gia, càng không thể dùng thủ đoạn hành chính mà đẩy mạnh, cần phải lưu lại không gian đàm phán cho bọn họ, chuyện này cũng không phải một hai ngày là làm được. Nhưng tôi hy vọng có thể có một thời gian rõ ràng để thực hiện. Lý Bác Minh có chút kinh ngạc nhướng mày nhưng không nói gì. Sếp nói như vậy là có lý của mình. Nhưng y cảm thấy thái độ của sếp ở việc này đã lui một bước nhỏ. Trương Nghiễm Lan chưa bao giờ để lộ thái độ và ý kiến của mình trong việc chỉnh hợp ngành thép Tề Lỗ, nhưng là cấp dưới trung thành nhất của Trương Nghiễm Lan, Lý Bác Minh đương nhiên biết rõ ý đồ của Trương Nghiễm Lan. Tạo ra một tập đoàn thép có sức nặng ở Trung Quốc là điều mà Trương Nghiễm Lan luôn nghĩ tới. Hơn nữa việc xây dựng tập đoàn thép khổng lồ cũng phù hợp với tư tưởng trong tỉnh. Thép Tề Lỗ là con cả của ngành thép Tề Lỗ. Tập đoàn thép Tề Lỗ chính là người đi đầu thích hợp nhất. Nhưng biểu hiện của tập đoàn thép Tề Lỗ so sánh với thép Bồ Châu lại kém hơn nhiều, điều này làm không ít người thấy khó xử. Đương nhiên thép Bồ Châu cũng có một chút vấn đề, ví dụ như trình tự phê duyệt hạng mục, xây dựng, dùng đất và bảo vệ môi trường đều có không ít uy hiếp. Ở tình huống không có sự can thiệp của nhân tố bên ngoài, Lý Bác Minh tin rằng tỉnh cuối cùng sẽ quyết định để tập đoàn thép Tề Lỗ thâu tóm tất cả các công ty thép khác trong tỉnh. Trương Nghiễm Lan và Lý Bác Minh cũng chưa bao giờ nghĩ đến để cho tập đoàn thép Bồ Châu tiến hành thâu tóm các tập đoàn thép nhà nước như tập đoàn thép Tề Lỗ, thép Lai Sơn. Mặc dù bản thân Trương Nghiễm Lan cũng khá ủng hộ công ty tư nhân phát triển nhưng theo y thấy ngành thép liên quan tới quốc kế dân sinh thì tốt nhất phải do nhà nước khống chế, tránh cho ảnh hưởng đến an toàn của cả ngành nghề. Trương Nghiễm Lan và Lý Bác Minh cũng tin tưởng quan điểm này phù hợp ý đồ của Trung ương. Mà ý của Trung ương bây giờ có lẽ cũng có dấu hiệu buông ra. Ít nhất ở hai bộ quan trọng là Ủy ban Kế hoạch Phát triển cùng Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia đã lộ ra vài dấu hiệu không hài hòa. Bây giờ điều cần làm rõ là quan điểm cụ thể của Triệu Quốc Đống, có phải là bên mình quá nhạy cảm không? Nếu như hắn đúng là có quan điểm đó, như vậy đây là quan điểm của riêng hay đại biểu ý kiến của Ủy ban Kế hoạch Phát triển hoặc là ý nghĩa của lãnh đạo nào đó trên Trung ương? Mấy hôm nay Triệu Quốc Đống không phải còn muốn đi xem một chút sao? Anh trao đổi với hắn nhiều vào, xem suy nghĩ cụ thể của hắn. Ừ, như vậy đi, chờ hắn từ Lâm Nghi về tỉnh thì tôi và Bí Thư Quách sẽ ngồi nói chuyện với hắn một chút. Trương Nghiễm Lan không suy nghĩ nhiều thêm nữa, bây giờ suy nghĩ cũng không tác dụng gì. Hướng đi lớn như vậy thì y cần trao đổi với Bí Thư tỉnh ủy, tránh cho phương hướng của tỉnh không thống nhất với Trung ương. Sang năm chính là năm diễn ra Đại hội Đảng 17, Trương Nghiễm Lan không hy vọng vì việc này khiến Trung ương có ấn tượng không tốt. Ừ, cũng chỉ có thể như vậy, dù sao còn có 2-3 hôm, tôi sẽ dò xét thêm. Lý Bác Minh gật đầu nói. Hiểu Mai về rồi chứ? Tô Giác Hoa rất tùy ý vung cần lên, sợi cước tạo thành hình vòng cung bay rất xa, nhìn thủ pháp cũng khá thành thạo. Phó Tuyền cười nói. Ừ, đã về, nước ngoài có gì tốt chứ? Cứ đòi đi du học để học hỏi. Mất mấy năm, tôi thấy đều học thành ngu đầu rồi vẫn phải về nước. Ồ, lão phó. Lời này của anh không được, Hiểu Mai đi du học cũng là dựa vào thành tích của mình, bây giờ về nước cũng coi như phục vụ đảng, nhà nước, sao anh lại có vẻ không vui vậy? Hay là muốn cháu nó vẫn ở mãi nước ngoài thì mới vui? Tô Giác Hoa thoải mái dựa lưng vào ghế, ánh nắng ấm áp rơi vào người thật ấm áp. Khó khăn lắm mới có cuối tuần nhàn nhã như vậy, cùng bạn cũ lâu năm ra ngoài ô câu cá, tâm sự, hít thở không khí mát mẻ, không có áp lực gì đúng là hiếm khi có được. Nó dám.
người Hoa quốc tịch nước ngoài cũng không được, lấy thằng nào cũng phải là người Trung Quốc chân chính. Phó Tuyền hừ một tiếng. Nó không kết hôn tôi không có ý kiến, nhưng lấy chồng nhất định phải là người Trung Quốc. Ồ, tính dân tộc rất cao, tình cảm cá nhân là cá nhân, trong công việc không được mang theo tình cảm cá nhân vào. Tô Giác Hoa cười cười trêu chọc. Bây giờ trên mạng không ngừng nói gì mà tinh thần dân tộc, không ngờ anh cũng là như vậy. Giác Hoa, anh thấy tôi là người như vậy sao? Hai người quen biết từ lâu, Phó Tuyền nói chuyện cũng khá tùy ý. Lúc trước Tô Giác Hoa còn làm cục trưởng ở Ủy ban Kinh tế Quốc gia, Phó Tuyền là phó cục trưởng, hai người có quan hệ rất mật thiết. Sau đó Tô Giác Hoa không ngừng đi lên, tới làm phó chủ tịch thường trực tỉnh Xuyên, phó bí thư tỉnh ủy rồi tỉnh An Nguyên làm chủ tịch, cuối cùng đến Hoàn Trung làm bí thư tỉnh ủy, đến làm bí thư thành phố Thượng Hải, ủy viên Bộ Chính trị rồi lên làm phó thủ tướng. Nhưng con đường làm quan của Phó Tuyền khá khó khăn, ở vị trí cục trưởng 5-6 năm. Sau đó lúc lên làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc gia thì tuổi đã không nhỏ, sau đó sang Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia làm phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm thì về cơ bản không còn cơ hội lên chức nữa vì đến điểm. Ồ, cái này tôi tin, tôi lo đồng chí trẻ thiếu kinh nghiệm, có những lúc thường thể hiện cá tính và phong cách làm việc của mình. Tô Giác Hoa cười nói. Phó Tuyền cảnh giác nhìn Tô Giác Hoa, y cảm thấy lời này của đối phương có mùi vị khác. Tôi thật ra cảm thấy cán bộ trẻ hăng hái và tiến thủ cũng là tốt, anh không phải vẫn đề xướng cán bộ trẻ cần phải có tính sáng tạo, không nên bị quy định cổ hủ trói buộc sao? Phó Tuyền rất tự nhiên hỏi. Ha ha, lão phó, anh thật ra biết dùng lời của tôi đổ miệng tôi. Tô Giác Hoa cười phá lên. Có hăng hái, tiến thủ là việc tốt nhưng trong công việc cần có sự đối đãi khác nhau, có một số việc có thể xem nhiều làm nhiều, nhưng về lời nói phải có chừng mực. Có phải ai cáo trạng gì với anh không? Đến tố cáo Triệu Quốc Đống à? Phó Tuyền không hề khách khí nói. Tôi vốn không hiểu mấy về cậu ta, tuy nói bên ngoài đồn đại rất nhiều nhưng tôi nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, tôi thấy đưa cục vận hành kinh tế cùng cục phối hợp ngành nghề cho cậu ta quản lý là khá sáng suốt. Tôi thấy sự năng động, nỗ lực của cậu ta. Về phần phát ngôn chẳng lẽ nói phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển phải nhìn trước ngó sau mới được nói ư? Hay là chỉ có thể đọc theo bản thảo đã chuẩn bị trước? Tôi không thấy biểu hiện trong thời gian qua của Triệu Quốc Đống có gì không ổn. Quyền 18, chương 5-14. Tô Giác Hoa ngẩn ra, y cảm thấy Phó Tuyền hơi tức tối. Y không ngờ Triệu Quốc Đống chỉ trong thời gian ngắn đã được Phó Tuyền tán thành. Tô Giác Hoa có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, Tiền Việt điểm danh muốn điều Triệu Quốc Đống tới làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Tô Giác Hoa cũng đồng ý. Sự cố chấp của Triệu Quốc Đống ở hai hạng mục sân bay Ninh Lăng và cao tốc Côn Văn làm Tô Giác Hoa có ấn tượng rất sâu. Nhất là hạng mục sân bay Ninh Lăng đối phương cũng trình bày quan điểm rất đặc sắc, mà bây giờ những lời Triệu Quốc Đống nói đều đã thành sự thật. GDP năm ngoái của Ninh Lăng đã đột phá 160 tỷ, là thị xã đầu tiên của khu vực đất liền đột phá 100 tỷ, bây giờ lại là thị xã đầu tiên của đất liền đột phá 160 tỷ, tốc độ phát triển quá kinh người. Tuy nói bây giờ Trung ương đã từng bước điều chỉnh phương thức và chỉ tiêu khảo sát lãnh đạo chủ yếu các nơi, nhưng không thể phủ nhận phát triển kinh tế vẫn là nhân tố chính, mà GDP chính là chỉ tiêu quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế. Lúc ấy Triệu Quốc Đống đã rất quyết đoán nói Ninh Lăng sẽ gặp thời kỳ phát triển cực nhanh, sân bay Đông Trại Ninh Lăng xây dựng xong mới có thể đuổi kịp nhu cầu phát triển của Ninh Lăng. Một sân bay dân dụng là không thể thiếu đối với Ninh Lăng đang phát triển nhanh chóng. Ninh Lăng sẽ thành thành phố trung tâm của khu vực An Đông, thậm chí phúc xạ tới khu vực Trung Tây. Lúc ấy mình còn có cảm giác Triệu Quốc Đống nói hơi quá, nhưng Tô Giác Hoa cũng thích sự hăng hái của người trẻ, cho nên y mới phá lệ ủng hộ hạng mục sân bay Ninh Lăng. Bây giờ xem ra lúc ấy mình ủng hộ hạng mục sân bay Ninh Lăng là khá chính xác. Theo tốc độ phát triển hiện nay của Ninh Lăng, năm 2007 khi sân bay Ninh Lăng xây dựng xong đưa vào khai thác, tổng GDP của Ninh Lăng sẽ đạt 280 tỷ, mà ở một thị xã đất liền đạt mức này đúng là làm người ta đáng phải sợ hãi, thậm chí rất có thể vượt qua An Đô, chỉ thấp hơn Trùng Khánh, Thành Đô, Vũ Hán, mấy thành phố cấp phó tỉnh. Một thành phố như vậy nếu không có sân bay đúng là khó có thể chấp nhận. Mà có sân bay cũng sẽ tăng hình ảnh của Ninh Lăng, tăng thêm khả năng phát triển kinh tế. Chính vì thế lần trước Tô Giác Hoa mới nói chuyện với Phó Tuyền về cảm giác và ấn tượng của mình với Triệu Quốc Đống. Lúc ấy Phó Tuyền còn không hiểu mấy về Triệu Quốc Đống, chỉ là biết Triệu Quốc Đống giỏi làm kinh tế, không ngờ không lâu sau bây giờ thành ra mình lo lắng vì biểu hiện của Triệu Quốc Đống,
mà Phó Tuyền lại thành người giải thích cho Triệu Quốc Đống. Tô Giác Hoa có chút buồn cười lắc đầu nhìn Phó Tuyền. Lão Phó, anh đừng giả vờ ở đó với tôi không tin anh không biết biểu hiện trong thời gian này của Triệu Quốc Đống. Hắn phát biểu trong hội nghị trực tuyến ngành phân bón quốc gia chẳng lẽ không có ý gì? Tôi không sợ nói với anh, hai hôm trước Bí thư Đạo Thành ở Tề Lỗ gọi cho tôi hỏi có phải Trung ương có động tác gì mới với sự phát triển của công ty tư nhân không? Nhất là biến hóa về chính sách với các ngành trụ cột, hắc hắc, làm tôi là phó thủ tướng phụ trách công nghiệp cũng thấy khó hiểu. Phó Tuyền ngẩn ra, trầm ngâm một chút mới nói. Tôi biết anh muốn nói gì. Quốc Đống lần này đi điều tra tình hình ở các tỉnh sản xuất phân bón lớn cũng đã báo cáo với chủ nhiệm Quyền Quân cùng tôi, cũng muốn thuận tiện tìm hiểu thái độ và ý kiến của các tỉnh với việc công ty tư nhân tiến vào ngành trụ cột. Chủ nhiệm Quyền Quân cùng tôi đều cân nhắc qua. Ở vấn đề này có tranh luận khá lớn, ngay cả Trung ương cũng chưa có thái độ rõ ràng. Giới kinh tế và truyền thông rất hứng thú với vấn đề này, tranh luận chưa bao giờ ngừng lại. Việc công ty tư nhân có thể tiến vào ngành trụ cột hoặc là phát huy tác dụng quan trọng trong các sản nghiệp liên quan tới quốc kế dân sinh hay không? Trung ương có thả lỏng chính sách hay không đều không có tiêu chuẩn rõ ràng. Cho nên đồng chí Triệu Quốc Đống đưa ra ý kiến muốn tìm hiểu tình hình thực tế ở địa phương, tôi và chủ nhiệm Quyền Quân cũng đồng ý. Vì vậy nên mới có việc Triệu Quốc Đống phát biểu phóng đại như vậy. Tô Giác Hoa cười cười nhìn Phó Tuyền. Anh cảm thấy đây là phóng đại sao? Trong hội nghị đó Triệu Quốc Đống nói chuyện đều có châm chích, không nói gì là phóng đại. Về phần tới hai tỉnh Lỗ, Dự, tôi nghĩ cũng là hạn chế trong phạm vi rất nhỏ mà. Cũng chính là muốn trao đổi với một ít lãnh đạo và người phụ trách chủ yếu của hai tỉnh này, chẳng lẽ trao đổi như vậy cũng khiến thiên hạ đại loạn sao? Phó Tuyền không cho là đúng. Tô Giác Hoa lắc đầu không nói nữa. Chuyện đâu đơn giản như vậy. Triệu Quốc Đống bây giờ đã không là bí thư thị ủy, không phải phó chủ tịch một tỉnh nào. Hắn là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, bất cứ lời nói nào cũng khiến vô số người chú ý. Do tình hình đặc biệt của Trung Quốc nên nền chính trị và kinh tế trong nước không thể tách rời. Tuy nói vẫn hò hét chính trị và kinh doanh tách rời nhau, chính quyền cố gắng giảm thiểu can thiệp vào kinh tế nhưng ở cục diện hiện nay có thể sao? Hành vi của Triệu Quốc Đống từ góc độ nào đó chỉ là đẩy mạnh thảo luận, nhưng một ít người lại coi đó là phương hướng. Mà hiện nay nhiều chính sách cụ thể vẫn có tranh luận khá lớn nên lời nói của Triệu Quốc Đống có lẽ sẽ thành nhược điểm để công kích. Triệu Quốc Đống về Bắc Kinh đã là trung tuần tháng 4. Bắc Kinh tháng 4 trời khá sáng, bầu trời trong xanh cao vút làm người ta thấy thoải mái, các cô gái đều mặc bộ đồ mát mẻ trên người. Nhược Đồng về trước Triệu Quốc Đống hai hôm, chuyến đi này cô có không ít công việc. Về vấn đề Iran xin gia nhập tổ chức Thượng Hải mới chỉ đi được bước đầu tiên nhưng bước này rất quan trọng. Ít nhất hai nước Trung Quốc, Nga đều chính thức coi chuyện này là việc lớn của tổ chức Thượng Hải, mà không lấy thái độ quan sát như trước đây. Trong 10 ngày mấy nước không ngừng đàm phán từ chính trị, quân sự, kinh tế, và ngoại giao. Mấy vấn đề còn chênh lệch khá lớn bây giờ cũng có vài điểm đã đạt được nhất trí. Đương nhiên sau đó còn không ít công việc phải làm, nhất là ở mấy vấn đề mang tính quan trọng vẫn còn cần các nước cố gắng và thỏa hiệp. Chuyến đi này làm Lưu Nhược Đồng cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng rất phong phú, đã lâu cô không trực tiếp tiếp xúc với các cuộc đàm phán bí mật như vậy. Trung Quốc cùng Nga mặc dù có thái độ ủng hộ cẩn thận với việc Iran gia nhập tổ chức Thượng Hải nhưng hai bên vẫn có nhiều điểm chưa nhất trí. Từ góc độ Trung Quốc mà nói đầu tiên là phải đảm bảo con đường vận chuyển năng lượng an toàn, sau đó mới là Trung Quốc hy vọng có được một điểm chống đỡ chiến lược ở Ấn Độ Dương. Hải quân Trung Quốc càng lúc càng muốn đi ra Ấn Độ Dương là con đường cung ứng năng lượng chủ yếu của Trung Quốc, hải Ukraine Trung Quốc đặt chân tới đây là sớm muộn, từ Iran đến Pakistan đến Sri Lanka cùng Myanmar, đây đều là các nước vốn có quan hệ khá tốt với Trung Quốc. Mà từ góc độ của Nga thì kết thành đồng minh với Iran sẽ mở rộng sức ảnh hưởng của Nga với các nước ở khu vực Trung Đông, đồng thời nếu có thể đạt được quyền khai thác năng lượng ở Iran thì quyền lên tiếng của hai nước trong giới năng lượng cũng lớn hơn. Nhất là khai thác tài nguyên khí đốt trên biển hai nước cũng có chung lợi ích. Đối với Iran mà nói, có thể gia nhập tổ chức Thượng Hải không thể nghi ngờ sẽ giảm đi nhiều ảnh hưởng từ mấy nước Âu Mỹ, đồng thời đạt được không gian sinh tồn chính trị rất lớn, nhất là không gian ngoại giao cũng lớn hơn, có thể nói lợi ích mang tới không thể nào hình dung nổi. Lưu Nhược Đồng đã lâu không có cảm giác gấp gáp, mệt mỏi, vui vẻ như vậy, nhưng về đến Bắc Kinh cô lại loáng thoáng nghe được ít lời đồn về Triệu Quốc Đống. Lưu gia ít nhiều có ít thế lực ở Bắc Kinh, nhất là Lưu Thác từ ban tổ chức cán bộ trung ương đến Hắc Hà, Lưu Nham làm mấy năm ở ban tư vấn về chính sách thương mại quốc gia, Lưu Quân ở bộ tài chính,
thêm Lưu Kiều ở giới đầu tư và kinh doanh, sức ảnh hưởng của Lưu gia ở các phương diện không ngừng tăng lên, có thể nói ở các ngành đều có quan hệ. Triệu Quốc Đống là chồng Lưu Nhược Đồng cũng không phải bí mật gì ở Bắc Kinh, nhất là Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển cũng khiến vô số người chú ý, cũng có không ít người coi trọng Lưu gia nên hướng gần vào Lưu gia, những người này là nguồn cung cấp tin tức nhanh nhạy nhất cho Lưu gia. Triệu Quốc Đống phát biểu trên hội nghị ngành phân bón toàn quốc, nói chuyện lúc khảo sát tình hình cung ứng phân bón ở hai tỉnh dự lỗ đều bị một số người có ý đồ vứt ra, thậm chí Triệu Quốc Đống chưa về Bắc Kinh đã có phản ánh. Quyển 18, chương 55. Đối với mấy lời đồn đại đó, Lưu Nhược Đồng không lo lắng chỉ có chút tò mò. Cô hiểu tính cách của Triệu Quốc Đống. Hắn tuy kiêu ngạo, thậm chí liều lĩnh không cố kỵ thì có, nhưng cô cũng biết hắn rất cẩn thận. Hắn nói gì cũng không phải do đột nhiên nghĩ tới mà là đều trải qua suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa ở việc lớn thì biểu hiện của Triệu Quốc Đống sẽ không ai tìm ra sơ sót gì cả. Việc nhỏ không chấp nhặt, việc lớn không hồ đồ, đây là kết luận của cô về Triệu Quốc Đống. Như vậy hắn mới làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển mà dám nói loạn ư? Đương nhiên không phải. Em đừng nghe mấy lời đồn đại, anh biết chừng mực. Triệu Quốc Đống tắm xong đi ra, hắn chỉ mặc chiếc quần đùi, ưỡn ưỡn người, để phần lớn cơ thể ở trần đúng là rất thoải mái. 10 ngày này hắn qua 2 tỉnh, qua 6-7 thành phố thị xã, xem hơn 10 công ty, tập đoàn, thâm nhập tìm hiểu tình hình cung ứng của ngành phân bón, lại ngồi nói chuyện trao đổi ý kiến với lãnh đạo 2 tỉnh. Cũng không phải là tin đồn gì, người ta là quan tâm tới anh. Bây giờ Trung ương vẫn không tỏ rõ thái độ ở vấn đề này, anh lại lỗ mãng như vậy, không được sự cho phép ở bên trên đã nói như vậy nên khó tránh khỏi một số người kiêng kỵ, cho rằng anh có phải quá cổ thả không. Lưu Nhược Đồng mặc bộ đồ ở nhà, cô cười hì hì nói. Triệu Quốc Đống nở nụ cười hỏi lại. Em sao biết anh không được bên trên đồng ý, không được bọn họ ám chỉ. Mắt Lưu Nhược Đồng hơi đảo đảo. Còn dám nói anh được Trung ương ủng hộ. Cái gì gọi là Trung ương ủng hộ? Ngoài lãnh đạo Trung ương gật đầu cho phép, chẳng lẽ anh hoặc Ủy ban Kế hoạch Phát triển không thể có quan điểm và ý kiến của mình? Chỉ cần không vi phạm pháp luật và quy định, như vậy không thể nói là phạm sai lầm. Về phần nói ra tư tưởng thì quốc gia cũng không cấm, thậm chí khuyến khích. Chẳng qua bởi vì hình thành một ít chướng ngại mà đứng im không dám nếm thử thì làm được gì chứ? Triệu Quốc Đống cười cười xoay xoay quả bóng trong tay, đây là thứ hắn mới mua được. Không phải đồ cổ nhưng Triệu Quốc Đống thích tạo hình này, rất đẹp bắt. Còn nhớ lúc còn bé hắn xem phim Đại Phật Thần Bí do Lưu Hiểu Khánh làm diễn viên chính từng có một nhân vật ác dùng quả bi sắt đầy lợi hại, hắn nhớ rát rõ nên thích cái này. Quốc Đống. Em biết anh có suy nghĩ của mình, chỉ là anh mới tới, rất nhiều chuyện không thể xử lý gấp như vậy, dục tốc bất đạt anh không phải không hiểu. Hơn nữa anh chỉ là phó chủ nhiệm, phải xem ý kiến của chủ nhiệm mới đúng. Lưu Nhược Đồng thở dài một tiếng, Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh nhất định là muốn làm việc gì đó, tuyệt đối không chịu ngồi yên ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Nhưng hắn hấp tấp như vậy chưa chắc đã được bên trên hài lòng, nhất là ở mấy vấn đề phức tạp như thế này. Triệu Quốc Đống lặng lẽ ngồi lại ghế. Dục tốc tắc bất đạt, những lời này nói rất đúng, vấn đề là có vài chuyện hắn có thể chậm không? Mình không muốn là người thay đổi thế giới nhưng thấy có vài vấn đề mình có thể thay đổi thì tại sao không thử? Dù phải trả giá bằng sự nghiệp chính trị nhưng ít ra không làm trái lương tâm của mình. Hơn nữa trong mắt rất nhiều người mình là ngôi sao chính trị mới, mình thiếu sự chững chạc nên sao có thể tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển? Có được có mất, rất nhiều thứ trong lúc nhất thời anh không nhìn ra được. Chạm vào lợi ích một số người nên sẽ bị người công kích. Nhưng lọt vào công kích cũng là việc tốt, ít nhất có thể cho người khác thấy tại sao mình lại bị công kích. Triệu Quốc Đống cười cười, có một số người tự nhận quá thông minh. Quốc Đống, ngồi đi. Tăng Quyền Quân thở dài một tiếng trong lòng, Triệu Quốc Đống về bản chất không sai, một ít suy nghĩ và ý kiến cũng phù hợp hứng thú của mình, nhưng cách làm việc lại khá gấp gáp, nhưng người trẻ có ai không như vậy. Chủ nhiệm Tăng. Tôi đã viết báo cáo về tình hình mình điều tra được, chuẩn bị trình ngài xem. Trong tay Triệu Quốc Đống cầm một bản tài liệu đi vào văn phòng Tằng Quyền Quân. Hắn thấy Tằng Quyền Quân đang đeo kính chăm chú đọc tài liệu nên cười nói. Ừ, đương nhiên muốn xem, hai tỉnh này là tỉnh sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước, nguồn cung phân bón của hai tỉnh này là rất quan trọng đến sản xuất nông nghiệp và an toàn năng lượng, cũng có tính đại biểu. Ngành phân bón có thể nói quan hệ đến ổn định sản xuất nông nghiệp quốc gia cũng không quá đáng. Tăng Quyền Quân gật đầu bỏ bút xuống. Đi chuyến này có cảm xúc gì không? Ừ, lần đầu thay mặt ủy ban ra ngoài,
cảm xúc đúng là khác. Tôi cũng nghĩ nhìn nhận vấn đề không thể đứng ở góc địa phương mà nhìn, điều chỉnh tâm trạng đúng là cần một quá trình. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi cảm thấy mình vẫn còn chưa tiến vào trạng thái, đến công ty điều tra đều vô thức muốn tìm hiểu kỹ một chút, chưa cân nhắc đủ ở tầm vĩ mô. Còn chưa đủ, Tăng Quyền Quân nở nụ cười, Triệu Quốc Đống này đúng là ghé con không sợ hổ, tầm vĩ mô hắn còn chưa phóng ra đủ tín hiệu sao. Mình lúc trước đồng ý với Phó Tuyền để Triệu Quốc Đống phụ trách quản lý cục vận hành kinh tế cùng cục phối hợp ngành nghề có phải hơi sơ sót không? Quốc Đống, công việc phải thích ứng từng bước một, cậu mới tới nên nhiều tình huống còn chưa rõ, đi nhiều một chút nắm giữ tình huống cũng là việc tốt, cậu cũng mới có quyền phát ngôn lớn hơn. Tăng Quyền Quân thở dài nói. Mắt Triệu Quốc Đống hơi lóe lên, lặng lẽ cầm cốc trà lên uống một ngụm. Ngành phân bón quan hệ đến quốc kế dân sinh, đồng thời cũng có tác dụng lớn thúc đẩy phát triển phía Tây. Ở vấn đề này Trung ương có tư tưởng, bố cục khá đầy đủ. Trong quy hoạch lần thứ 11 cũng đã nói rõ điểm này. Đương nhiên về việc chuẩn bị cụ thể thì ủy ban đang tích cực trưng cầu ý kiến các nơi, cố gắng có kế hoạch rõ ràng trong năm nay. Triệu Quốc Đống về văn phòng mà vẫn suy nghĩ lời nói của Tăng Quyền Quân. Hắn cảm thấy thái độ của Tăng Quyền Quân mơ hồ có chút thay đổi, ít nhất thay đổi so với trước khi mình đến hai tỉnh lỗ, dự. Nhưng trong giọng nói của đối phương cũng đưa ra vài điều có tác dụng giúp cho mình. Ở ủy ban kế hoạch phát triển sẽ khác so với ở địa phương, mỗi tiếng nói, cử động cũng khiến người ta liên tưởng rất nhiều. Hắn khẽ thở dài một tiếng, trước mặt có một tờ giấy trắng bị hắn dùng bút vẽ một vòng tròn. Hắn cẩn thận vẽ, cố gắng làm vòng tròn trở nên tự nhiên nhưng không thể như ý mình, hắn cảm thấy có một điểm từ vòng tròn vươn đầu ra như đang nhắc nhở gì đó. Có chút mệt mỏi bỏ bút xuống bàn, Triệu Quốc Đống mình khá vô lực giống như ở thế giới này không ai có thể hiểu mình. Vợ, lãnh đạo thậm chí một số người bạn, mình có thể tâm sự với ai? Trong lòng Triệu Quốc Đống đột nhiên toát ra một câu như vậy. Ngay cả Liễu Đạo Nguyên cũng gọi điện cho mình, xem ra phát biểu của mình trong hội nghị kia đã khiến không biết bao người chú ý, không biết bao người mất ngủ. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu mình. 10 năm ngồi nhà không ai hỏi, một khi thành danh thiên hạ biết. Mình ở địa phương tận tâm tận sức làm việc hơn 10 năm cũng không bao người biết mình. Nhưng mình tới ủy ban kế hoạch phát triển, chỉ phát biểu vài câu về ý kiến của mình trong hội nghị, lúc đi kiểm tra giám sát nói vài câu về quan điểm của mình là có thể tạo ra sóng gió lớn đến như vậy, biến hóa trong đó đủ làm người ta phải than thở. Nó cũng nhắc mình ở vị trí này mình càng phải cẩn thận hơn nữa. Chẳng qua mình về sau sẽ phải cẩn thận đi từng bước ở vị trí này sao? Một cảm giác bất khuất hiện lên trong lòng hắn. Nếu như phải chịu nhịn thì mình ở ủy ban kế hoạch phát triển này có tác dụng gì? Giúp quê hương kiếm một hai hạng mục lớn, giúp bạn bè chứng thực mấy vụ đầu tư, chỉ như vậy sao? Triệu Quốc Đống chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tới ủy ban kế hoạch phát triển là kiếm được lợi ích gì. Hắn tin đây không phải ý của Trung ương điều mình tới ủy ban kế hoạch phát triển. Chân lý thường nằm trong tay thiểu số, lời này Triệu Quốc Đống không hoàn toàn tán thành. Nó phải căn cứ tình hình mà xác định nhưng nếu anh không dám thử thì anh sao có thể thoát ra, sao anh có thể đột phá. Nếu tới Triệu Quốc Đống không định cứ thế lui ra, con người phải có suy nghĩ vì công việc. Quyển 18, chương 56. Anh có việc gì định đi à? Lưu Nhược Đồng thấy định đi ra ngoài, cô vừa đưa cặp cho hắn vừa hỏi. Triệu Quốc Đống tối về nhà thường không thích ra ngoài trừ khi có hẹn trước, nhưng hôm nay hình như hắn không nói gì trước với cô. Ừ. Anh vừa nhận được điện, bí thư Đông Lưu lên Bắc Kinh, anh muốn tới gặp một chút. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Bí thư Đông Lưu vừa tới Tân Môn nhận chức, anh muốn đi gặp mà không có thời gian, lần này bí thư tới Bắc Kinh, anh định mai mời bí thư bữa ăn. Ồ, có cần em bố trí giúp anh không? Lưu Nhược Đồng gật đầu, mắt hơi chớp chớp, môi đỏ chu lên, trên mặt nở nụ cười mong chờ. Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Anh muốn tìm mà không được, lão lãnh đạo tới. Cũng muốn nói chuyện với lão lãnh đạo. Em bố trí nhé, hoàn cảnh tốt một chút, quy cách không cần quá cao, tối mai nếu không có việc gì thì hai chúng ta cùng đi, hình như bí thư Đông Lưu đi cùng vợ tới Bắc Kinh khám bệnh, người ngoài không biết nên không cần quá chú ý. Tin tức là do Dương Kính Quang nói với hắn, ứng Đông Lưu rời khỏi tỉnh An Nguyên đến Tân Môn, Lăng Chính Dược đến làm bí thư tỉnh ủy khiến vị trí của Dương Kính Quang có chút xấu hổ. Chức phụ trưởng ban thư ký tỉnh ủy từ trước đến giờ vẫn không quá ổn định. Tuy không nói là vua nào thần đó nhưng bí thư tỉnh ủy luôn chọn trưởng ban thư ký là người có tác phong ăn ý với mình. Giống như Hồ Liêm ở thời Ninh Pháp, ứng Đông Lưu sau khi lên làm bí thư tỉnh ủy,
Hồ Liêm mặc dù không phải về tuổi nên sang đại hội đại biểu nhân dân thì cũng sẽ có điều chỉnh khác. Mà tuổi của Dương Kính Quang vẫn còn sớm nên điều đi đâu cũng là một vấn đề. Ứng Đông Lưu sang Tân Môn cũng không thể điều một cán bộ cấp phó tỉnh tới Tân Môn. Dương Kính Quang tạm thời còn phải ở lại tỉnh An Nguyên. Mà quan hệ giữa Ứng Đông Lưu và Lăng Chính Dược rất bình thường, vì thế cũng làm vị trí của Dương Kính Quang trở nên khó ngồi. Triệu Quốc Đống nói chuyện vài câu với Dương Kính Quang cũng thấy đối phương không hài lòng với công việc hiện giờ. Triệu Quốc Đống tin Lăng Chính Dược đến làm bí thư tỉnh ủy, cục diện chính trị của tỉnh An Nguyên sẽ có thay đổi. Quan Kinh Sơn đã làm bí thư thị ủy An Đô nhưng vẫn kiêm chức thị trưởng, mà ai đến nhận chức này cũng là một vấn đề. Triệu Quốc Đống đoán có lẽ Trung ương có thể sẽ xem xét cảm nhận của Lăng Chính Dược, chọn ai có thể theo ý Lăng Chính Dược. Miêu Trấn Trung có đi hay không bây giờ còn chưa nhìn ra, nhưng dù phải đi thì có lẽ phải sau đại hội đảng sang năm. Nhâm Vi Phong cũng là vấn đề, theo lý thuyết phải điều đi, Trung ương khá hài lòng với Nhâm Vi Phong nên y có thể lên chức, đến một nơi có điều kiện tương đương An Nguyên làm phó bí thư hoặc là trực tiếp tới một tỉnh hơi kém một chút làm chủ tịch tỉnh. Nhưng Hàn Độ lại khá xấu hổ. Y đã lầm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên 8 năm, vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ rất vi diệu. Không phải nói bí thư tỉnh ủy mới tới thì nhất định phải điều chỉnh trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng nếu anh không xử lý tốt quan hệ với bí thư tỉnh ủy thì nhất định sẽ bị điều chỉnh. Triệu Quốc Đống không biết quan hệ giữa Hàn Độ và Lăng Chính Dược là như thế nào nhưng chỉ cần quan sát hướng đi của Hàn Độ là biết. Tương Phong Cẩm được cho là một nhà hàng có danh tiếng không nhỏ ở Bắc Kinh. Thời này giống như ân không thích ăn mấy thứ như chim cá, gà, ăn đồ hoang dã mới là mốt, không nói vi phạm pháp luật hay không, nhưng đồ rừng là ngon nên nhà hàng này cũng chủ đạo là đồ thú rừng. Đây là nhà hàng chuyên nấu đồ ăn Hong Kong, vợ chồng Ứng Đông Lưu là người tỉnh Tô, coi như đồng hương với Qua Tĩnh, chẳng qua Qua Tĩnh là người Kim Lăng, mà vợ chồng Ứng Đông Lưu là người Tô Nam. Khẩu vị của người bên Giang Tích khá nhạt, không giống người An Nguyên thích cảm giác cay cay. Cũng không biết các cô gái An Nguyên có phải không sợ mặt nổi mụn không mà rất thích ăn quà vặt là món cay, nếm vào là thấy cả người như được đốt cháy. Nhược Đồng chọn nơi đây mời hai vợ chồng Ứng Đông Lưu coi như thích hợp, ít nhất không phải đồ ăn xuyên, tương làm người ta không ăn nổi, không chọn đồ ăn Hoài Dương vì quê vợ chồng Ứng Đông Lưu ở đó, hai vợ chồng chắc thường xuyên tự nấu ăn ở nhà món này. Hai vợ chồng Ứng Đông Lưu đến rất đúng giờ. Vợ Ứng Đông Lưu lúc công tác ở Bắc Kinh bệnh tình hơi tốt một chút nhưng đến An Nguyên lại nghiêm trọng hơn. Bây giờ theo Ứng Đông Lưu tới Tân Môn, không biết khí hậu phương Bắc có thể làm bệnh tình cô thay đổi hay không. Bệnh của Giang Tỷ không vấn đề gì chứ. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Triệu Quốc Đống quan tâm hỏi. Không có gì, lão Dương quá lắm miệng, đây cũng không phải bệnh gì nặng, nhiều năm rồi cứ như vậy, lúc tốt lúc xấu, không chừng tôi về lại phương Bắc thì bệnh của vợ cũng sẽ tốt hơn. Ứng Đông Lưu đây là nói thật, y và vợ mặc dù là quê phía Nam nhưng sống ở Bắc Kinh quá lâu nên quen với thời tiết phương Bắc. Bí thư, ngài không thể nói như vậy, trưởng ban thư ký Kính Quang cũng là quan tâm Giang Tỷ, ngài biết thân phận của y bây giờ không tiện, không đến được. Tôi ở Bắc Kinh, bây giờ cũng không quá bận nên thuận tiện tới. Triệu Quốc Đống cười nói, ngài bây giờ đến Bắc Kinh coi như là khách. Ừ, ở Ủy ban Giáo dục Quốc gia cũng có một phòng nhưng tôi không nhận. Lên Bắc Kinh thật đúng là không có chỗ ở, đến Bắc Kinh chỉ có thể ở khách sạn, đúng là không quá tiện. Ứng Đông Lưu gật đầu. Nếu không phải vì việc này thì tôi thà suốt đêm về Tân Môn, bên kia cũng còn nhiều chuyện. Đi mấy ngày trong nhà lại chất đống công việc lên. Vậy sao ngài không mời bác sĩ tới Tân Môn? Triệu Quốc Đống cười nói. Thôi, làm như vậy không hay, không cần thiết, đi về cũng chỉ có 3 ngày thôi mà. Ứng Đông Lưu xua tay nói. Triệu Quốc Đống cũng biết Ứng Đông Lưu khá chú ý ở phương diện này. Về cuộc sống cá nhân, Ứng Đông Lưu khá chú ý, lúc ở An Nguyên đi làm, hết giờ y đều không muốn lái xe đưa đón mà đi bộ từ nhà sang tỉnh ủy, thậm chí tối ra ngoài cũng không thích người đi theo. Tác phong này của ngài thật sự đáng để tôi học tập. Hắc hắc, tôi thấy không mấy người có thể làm được tốt như ngài. Triệu Quốc Đống cười nói. Cậu đó, đang trêu tôi hay khen tôi đó? Ứng Đông Lưu tức giận nhìn Triệu Quốc Đống. Đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia là tài ăn nói tăng lên nhỉ, là do ở Điền Nam học được hay là do cảm thấy không khí Bắc Kinh khác nên vậy? Tôi nghe nói cậu đến Bắc Kinh càng lúc càng làm càn. Triệu Quốc Đống cũng biết việc này Ứng Đông Lưu nghe thấy. Tân Môn cách Bắc Kinh không đầy 200 km, có thể nói là liền sát nhau, buổi sáng Bắc Kinh có mưa gió gì, chiều lập tức chuyển tới Tân Môn ngay. Bí thư,
lời này của ngài hại chết tôi không nhận nổi. Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ cười khổ, Ứng Đông Lưu nói là có ý trêu chọc mình, hắn biết biểu hiện hơn tháng qua của mình đã truyền vào tai đối phương. Nhưng hắn cảm thấy Ứng Đông Lưu khác người khác, trong lời không có ý phê bình mấy. Không nghiêm trọng như vậy, tôi không phải trưởng ban chứ, hơn nữa dù tôi là trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương thì tôi cảm thấy quyết định vận mệnh, tiền đồ của cậu cũng chính là cậu, không thể do người khác. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, nhưng tôi còn muốn nói nó cũng phải nhìn nhận từ hai phía. Phương thức nhận định không nên bị mưa gió bên ngoài ảnh hưởng. Chỉ cần cậu thấy chính xác, cậu cứ kiên trì, thực tế là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Cậu không có can đảm đi kiểm nghiệm thì biết đâu là chân lý. Ứng Đông Lưu gắp miếng thịt bò vào mồm nhấm nháp và nói. Đông Lưu, hai người có thể đợi ăn xong rồi nói chuyện công việc không? Có lẽ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Quốc Đống, Giang Tỷ nói xen vào. Không có gì đâu Giang Tỷ, tôi thích nghe bí thư chỉ bảo. Chị muốn tôi đợi đến khi ăn xong mới nói, tôi lại thấy khó chịu trong lòng, ăn không vào. Quyển 18, chương 57. Tôi nghe thấy mấy lời đồn về cậu, nói cậu hay thích nói quá. Đặt câu hỏi về một số chính sách của quốc gia, hơn nữa còn thích lấy tiếng vang, mũ này chụp hơi to nhưng cụ thể phản ánh ra vấn đề gì thì không ai nói được. Tôi thật ra muốn nghe cậu nói quá có chính xác không? Ứng Đông Lưu rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói không hề bị câu nói của vợ vừa rồi ảnh hưởng. Triệu Quốc Đống không hề khách khí, hắn nói qua những gì mình tìm hiểu được và một vài quan điểm của mình sau hơn tháng làm việc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển ra cho Ứng Đông Lưu nghe. Trước mặt Ứng Đông Lưu, hắn cảm thấy mình có thể nói chuyện thoải mái. Một phần Ứng Đông Lưu là lão lãnh đạo, hiểu rõ về mình, phần khác cũng không phải lãnh đạo trực tiếp của mình. Ứng Đông Lưu là bí thư Tân Môn, áp lực của Tân Môn bây giờ rất lớn, làm như thế nào đột phá vòng vây xông ra. Ứng Đông Lưu khá có hứng thú với một vài quan điểm của Triệu Quốc Đống, nhất là Triệu Quốc Đống đề cập tới ngành thép quốc gia cũng khiến y tự hỏi. Một vài tư tưởng trong ngành thép của Tề Lỗ không phải là bí mật gì. Điều này làm không ít công ty tư nhân lo lắng, chỉnh hợp ngành thép là xu thế tất yếu, nhưng ai thâu tóm ai, ai sát nhập ai, đây vốn là vấn đề của thị trường lại đặt ra trước mặt chính quyền. Theo chính quyền thấy công ty nhà nước có thể nghe lệnh của chính quyền, gánh vác trách nhiệm xã hội càng nhiều hơn thì đương nhiên phải là người thâu tóm. Bối cảnh là công ty nhà nước khiến nó có lợi, nhưng công ty tư nhân thì sao? Nếu công ty tư nhân có quy mô nhỏ, kinh doanh thua lỗ thì đây không vấn đề gì. Nhưng công ty tư nhân cũng có quy mô lớn, thậm chí kinh doanh rất tốt thì nên làm như thế nào? Đây là sự thật không thể chối cãi. Pháp luật quốc gia cũng tốt, chính sách tinh thần của ngành nghề cũng tốt, chỉ là yêu cầu ngành thép cần tiến hành quy mô hóa, yêu cầu chỉnh hợp ngành thép, nhưng lại không quy định ai sát nhập ai. Trong mắt các chuyên gia kinh tế thì vấn đề này rất đơn giản, mạnh ăn yếu, quy tắc thị trường nên phát huy tác dụng, nhưng khi thật sự tiếp xúc vấn đề thì tình hình lại khác. Quan trọng nhất là nằm ở công bằng, công chính. Có người nói công ty nhà nước có hiệu quả kinh doanh không bằng tư nhân là do gánh chịu trách nhiệm xã hội lớn hơn, nghĩa vụ với xã hội nhiều hơn. Như vậy quy định pháp luật của nước ta đã dần kiện toàn, công ty tư nhân cũng có thể dựa theo quy định pháp luật để mà cống hiến cho xã hội. Các gánh nặng trên vai công ty nhà nước nếu vốn do chính quyền gánh vác thì chính quyền phải tiếp nhận. Ví dụ như các sự nghiệp xã hội của công ty, chính quyền nên tiếp nhận. Mà công ty tư nhân bị chỉ trích về vấn đề ô nhiễm môi trường, chiếm đất trái quốc lộ cũng tốt, anh nghiêm khắc dựa theo quy định pháp luật xử lý, có gì không được. Mấy vấn đề này công ty nhà nước có không? Nếu có cũng xử lý như nhau. Tôi nghĩ công ty tư nhân chỉ mong sự công bằng mà thôi. Tôi nghĩ nếu như trong hoàn cảnh công bằng công chính mà công ty tư nhân cạnh tranh được với công ty tư nhân, vậy công ty tư nhân sát nhập vào anh có gì không được. Công ty nhà nước sẽ tận dụng được các ưu thế về tài nguyên nhân lực. Cách quản lý của công ty tư nhân. Tôi muốn nói chính là công ty nhà nước không có quyền lực cũng không có lý do gì muốn mượn sự trợ giúp của chính quyền mà tiến hành sát nhập công ty tư nhân, làm vậy là không công bằng, công chính. Có lẽ có người nói ngành trụ cột như ngành thép cần phải do quốc gia nắm giữ, tránh mạo hiểm. Theo ý tôi đây là biểu hiện của sự không tự tin, lừa mình dối người. Nước lớn như Trung Quốc, một hai công ty tư nhân không mang tính lũng đoạn có thể ảnh hưởng đến an toàn ngành thép. An toàn ngành nghề là gì? Là sợ kinh tế tư nhân phát triển quá nhanh, lo lắng đầu tư nước ngoài nhân cơ hội xâm nhập. Vậy Bộ Thương mại chẳng lẽ ngồi không? Bọn họ thật sự nhắm mắt bịt tai để mặc sao? Triệu Quốc Đống nói khá sắc bén, Ứng Đông Lưu đang suy nghĩ ý của hắn.
phải nói việc lấy lý do an toàn ngành nghề để hạn chế công ty tư nhân tiến vào vài ngành sản xuất là khá phổ biến ở đảng ủy, chính quyền các cấp. Nhưng theo Ứng Đông Lưu thấy càng nhiều là không muốn bỏ qua quyền lực do chính quyền khống chế kinh tế. Người phụ trách và nhân viên quản lý của công ty nhà nước do mình nắm giữ, chính quyền có thể can thiệp vào tài chính nó nắm giữ bất cứ lúc nào, cảm giác này rất tốt. Một khi biến thành công ty tư nhân hoặc công ty cổ phần, như vậy chính quyền muốn chỉ tay chỉ chân là không dễ. Ứng Đông Lưu cảm thấy đó là do tâm lý tác quái, nếu có ai đó vì lợi ích cá nhân mà xen vào nữa thì càng phức tạp hơn. Vấn đề này còn có thể tiếp tục tranh luận, từ trên xuống dưới tranh luận vô số lần nhưng vẫn không có cách nói rõ ràng. Chẳng qua người ở tầm như Triệu Quốc Đống tỏ thái độ, hắn tuy nói rõ đây là quan điểm cá nhân nhưng sức ảnh hưởng là không hề nhỏ. Ở vấn đề này Ứng Đông Lưu không bình luận, trên thực tế y không thể bình luận. Nếu như Triệu Quốc Đống còn có thể lấy quan điểm cá nhân ra làm lý do, dù sao hắn chỉ là phó chủ nhiệm. Quan điểm cá nhân chỉ để tham khảo, mà mình nếu mạo muội tỏ thái độ thì sẽ mang lại ảnh hưởng hoàn toàn khác. Dù ở đây chỉ có 4 người, Ứng Đông Lưu cũng không thể tỏ bất cứ thái độ gì. Nhưng thật ra quan điểm công ty nhà nước và công ty tư nhân cần phải mạnh dạn đi ra nước ngoài tìm nguồn nguyên liệu, Ứng Đông Lưu khá đồng ý. Nhất là Triệu Quốc Đống đưa ra việc cần phải có chính sách giúp đỡ, khuyến khích công ty tư nhân ra nước ngoài, Ứng Đông Lưu rất ủng hộ. Ăn xong, hai người phụ nữ thành người ngồi bên ngoài nghe, Triệu Quốc Đống và Ứng Đông Lưu tạo thành giai điệu chính. Ăn xong mấy người ra ngoài đi dạo, Triệu Quốc Đống và Ứng Đông Lưu đi trước, hai người phụ nữ đi sau. Ứng Đông Lưu mới đến Tân Môn, trong tay cũng chưa có mấy người đáng tin cậy. Tân Môn là thành phố lớn bậc nhất Bắc Kinh, lại là cảng biển quan trọng bậc nhất của phương Bắc, nhưng mấy năm qua phát triển kinh tế khá chậm, kém xa so với các thành phố trực thuộc Trung ương khác. Trung ương điều Ứng Đông Lưu tới vị trí này chính là coi trọng biểu hiện của y lúc làm chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy An Nguyên. Mặc dù so sánh với mấy tỉnh Việt, Tô, Lỗ, Tích thì thực lực kinh tế của An Nguyên vẫn còn có chênh lệch. Nhưng làm người ta vui mừng chính là cục diện An Đô chiếm phần lớn nhất ở An Nguyên đã bị phá vỡ. Mấy thành phố, thị xã khác thay đổi rất nhiều cũng làm kinh tế An Nguyên thay đổi. Do thấy được năng lực của Ứng Đông Lưu khi làm bí thư tỉnh ủy An Nguyên, Trung ương mới có an bài như vậy. Thực tế Ứng Đông Lưu trước đó không có chuẩn bị gì, nên tới Tân Môn y cảm thấy mình thiếu một hai người có thể giúp mình mở cục diện. Quốc Đống, nếu cậu không phải mới tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển, tôi thật sự muốn đề nghị Trung ương điều cậu tới Tân Môn. Tôi bây giờ coi như cảm nhận sự khó khăn khi không có người giúp đỡ. Ứng Đông Lưu nửa đùa nửa thật. Sao, có hứng thú tới Tân Môn không? Tôi đoán cậu không thể ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển 3 năm. Chỉ cần có hứng thú thì Tân Môn luôn mở ra với cậu. Nếu cậu không tiện nói thì tôi đi tìm trưởng ban chư và phó chủ tịch. Bí thư, ngài nói như vậy có không thích hợp lắm không? Tôi mới tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển được 1 tháng mà. Tôi nếu có cơ hội tới Tân Môn thì thà đồng ý không tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển. So sánh với việc ở cấp bộ vinh mặt hất hàm ra lệnh thì tôi thà đồng ý làm ở địa phương. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Quốc Đống, câu này của cậu không đúng. Ứng Đông Lưu thay đổi thái độ, nghiêm mặt nói. Cấp bộ nhất là cấp bộ như Ủy ban Kế hoạch Phát triển đối với cậu mà nói cũng là cơ hội trước đó chưa từng có. Tôi dám khẳng định cậu ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển sẽ làm cậu có lợi cả đời. Kinh nghiệm trong từng giai đoạn đối với sự trưởng thành của một người mà nói đều đáng giá. Giống như cậu tới Điền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ vậy, cậu có thấy mình được lợi không? Như vậy kinh nghiệm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển sẽ làm cậu lên một tầng mới, nó là con đường cậu nhất định phải đi để có thể đi lên vị trí quan trọng hơn. Nó giống như luyện kim vậy, thời cổ muốn luyện được thanh thần kiếm tuyệt thế thì quan trọng nhất chính là khống chế lửa. Ứng Đông Lưu khá hài lòng vì cách dùng từ của mình, y đắc y nhấn mạnh. Khống chế lửa, đúng là nó, chỉ có qua cửa này thì cậu mới tiến tới cảnh giới mới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 18, chương 58. Lưu Nhược Đồng cảm thấy tâm trạng Triệu Quốc Đống có thay đổi, ít nhất hiệu quả của bữa ăn rất tốt, làm cho tâm trạng của hắn tốt hơn, vì thế cả buổi tối Triệu Quốc Đống cũng trở nên đầy năng động. Bây giờ Triệu Quốc Đống đã lên Bắc Kinh công tác, hai người có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn, cuộc sống vợ chồng dần dần thành lập. Ngay cả Lưu Nhược Đồng và Triệu Quốc Đống cũng không rõ ai chủ động hơn, dù sao chuyện đã là như vậy, không khí tốt, tình cảm tới, gần như không cần ngôn ngữ hoặc ám chỉ gì, tất cả rất tự nhiên như ăn ngủ vậy. Có lẽ đây là cuộc sống vợ chồng chính thức, so với sự nhẹ nhàng, bình thản trước đây thì bây giờ thêm vài phần yêu thương,
đây là cảm giác của Triệu Quốc Đống, không biết nếu như một người phụ nữ khác thành vợ của mình thì có phải cũng như thế này không? Không, sợ không thể, Cổ Tiểu Âu cùng La Băng sẽ không là như thế này, cho nên các cô không thể thành vợ của mình. Tiếng thở hổn hển biến thành rên rỉ, Lưu Nhược Đồng phát hiện mình khống chế rất kém ở phương diện này làm cô cảm thấy xấu hổ, chỉ là trong hoàn cảnh đó không phải do cô đè nén được tâm lý của mình. Cảm thấy động tác của hắn càng lúc càng mạnh, từng đợt co rút làm Lưu Nhược Đồng ý thức được mình sắp tới đỉnh. Cô vô thức kêu lên. Quốc Đống, không, không được, chờ chút. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc khống chế động tác của mình, Lưu Nhược Đồng đứng lên lấy gì đó từ đầu giường ra. Em đang trong giai đoạn nguy hiểm. Triệu Quốc Đống ngẩn ra nói. Có con không hay sao? Lưu Nhược Đồng gần như không cần suy nghĩ đã nói. Không, em còn chưa nghĩ kỹ việc này. Mặt Triệu Quốc Đống hơi đổi, động tác cũng dừng lại. Lưu Nhược Đồng cũng thấy câu trả lời của mình không ổn nên vội vàng giải thích. Quốc Đống, em không có ý đó, em là cảm thấy cuộc sống của chúng ta bây giờ còn chưa chuẩn bị để có con. Triệu Quốc Đống lắc đầu, một cảm giác lạnh giá làm hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống cũng không quá ngọt ngào. Nếu đây là cuộc sống vợ chồng chính thức thì đúng là làm người ta có chút thất vọng. Một đêm ngọt ngào ấm áp chỉ vì câu này mà trở nên nhạt đi. Lưu Nhược Đồng cũng ý thức được điều này nhưng bây giờ có giải thích cũng vô ích. Hơn nữa cô cũng hiểu hai người cũng chưa nói chuyện kia, theo cô thấy nếu muốn có con là chuyện của hai người, không phải do một bên muốn là được. Lúc ăn sáng, Lưu Nhược Đồng quan sát Triệu Quốc Đống nhưng không thấy gì khác lạ. Cô không biết hắn còn để ý chuyện đêm qua không nên thử hỏi. Quốc Đống, tối qua em. Không có gì, anh hiểu, em có công việc và suy nghĩ của mình, anh hơi đường đột. Anh đáng lẽ nên hiểu rõ suy nghĩ của em trước. Triệu Quốc Đống nho nhã gật đầu nói. Lưu Nhược Đồng hơi nhíu mày, Triệu Quốc Đống biểu hiện rất bình thường nhưng cô cảm thấy hắn rất chú ý việc này. Nhưng bây giờ cô không biết nên nói gì mới tốt, mà trong lòng cô cũng chưa chuẩn bị tư tưởng, chuyện này cô không muốn có quyết định trước khi suy nghĩ kỹ. Mãi tới khi Triệu Quốc Đống rời đi, Lưu Nhược Đồng vẫn thấy lo lắng. Có lẽ ở việc này Triệu Quốc Đống thể hiện quá bình tĩnh, có lẽ mình hốt hoảng quá. Lưu Nhược Đồng không dám xác định. Xe Audi từ từ tiến vào cổng, cảnh vệ đứng im tại đó không động đậy. Một ngày mới bắt đầu, mình sẽ gặp khiêu chiến mới. Triệu Quốc Đống biết mình bây giờ muốn im lặng cũng không thể. Đương nhiên hắn cho đến bây giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là như vậy. Ứng Đông Lưu cũng dã nói không nên bị lời đồn đại bên ngoài ảnh hưởng, nếu như thật sự bên trên cho rằng công việc của mình tồn tại vấn đề thì cũng nên sớm thông qua tổ chức nói với hắn. Mà tới bây giờ cũng chưa có cách nói rõ ràng ở ủy ban nên ở vấn đề này hắn không làm gì quá. Quy định pháp luật không cấm thì mình có thể thử. Triệu Quốc Đống vẫn kiên trì quan điểm này, anh không thử thì sao biết tốt hay xấu. Không dám thử thì còn gì để nói. Sáng hôm nay diễn ra hội nghị ban chủ nhiệm về lựa chọn tiến hành tổ chức Đại hội Công nghệ Sinh học Trung Quốc lần thứ nhất. Vì tranh thủ hội nghị này mà nhiều thành phố rất cố gắng. Lúc Triệu Quốc Đống ở Điền Nam, Vương Liệt rất tranh thủ để tổ chức hội nghị này ở Côn Châu, chẳng qua bây giờ đã khác, các hạng mục công nghệ sinh học đã đầu tư vào Ngọc Hà, mà ngành công nghệ sinh học ở Ngọc Hà tuy phát triển nhanh nhưng do đây là hội nghị công nghệ sinh học lần thứ nhất nên cả Quốc vụ viện và Ủy ban kế hoạch phát triển đều hy vọng tổ chức ở tỉnh thành. Hàng Châu, An Đô, Ngọc Hà, Thạch Gia Trang đều tranh thủ cơ hội này, tài liệu sớm được trình lên. Lưu Nhược Đồng cảm thấy tâm trạng Triệu Quốc Đống có thay đổi, ít nhất hiệu quả của bữa ăn rất tốt. Làm cho tâm trạng của hắn tốt hơn, vì thế cả buổi tối Triệu Quốc Đống cũng trở nên đầy năng động. Bây giờ Triệu Quốc Đống đã lên Bắc Kinh công tác, hai người có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn, cuộc sống vợ chồng dần dần thành lập. Ngay cả Lưu Nhược Đồng và Triệu Quốc Đống cũng không rõ ai chủ động hơn, dù sao chuyện đã là như vậy, không khí tốt, tình cảm tới, gần như không cần ngôn ngữ hoặc ám chỉ gì, tất cả rất tự nhiên như ăn ngủ vậy. Có lẽ đây là cuộc sống vợ chồng chính thức, so với sự nhẹ nhàng. Bình thản trước đây thì bây giờ thêm vài phần yêu thương, đây là cảm giác của Triệu Quốc Đống, không biết nếu như một người phụ nữ khác thành vợ của mình thì có phải cũng như thế này không? Không, sợ không thể, Cổ Tiểu Âu cùng La Băng sẽ không là như thế này, cho nên các cô không thể thành vợ của mình. Tiếng thở hổn hển biến thành rên rỉ, Lưu Nhược Đồng phát hiện mình khống chế rất kém ở phương diện này làm cô cảm thấy xấu hổ, chỉ là trong hoàn cảnh đó không phải do cô đè nén được tâm lý của mình. Cảm thấy động tác của hắn càng lúc càng mạnh, từng đợt co rút làm Lưu Nhược Đồng ý thức được mình sắp tới đỉnh. Cô vô thức kêu lên. Quốc Đống, không, không được, chờ chút. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc khống chế động tác của mình,
Lưu Nhược Đồng đứng lên lấy gì đó từ đầu giường ra. Em đang trong giai đoạn nguy hiểm. Triệu Quốc Đống ngẩn ra nói. Có con không hay sao? Lưu Nhược Đồng gần như không cần suy nghĩ đã nói. Không, em còn chưa nghĩ kỹ việc này. Mặt Triệu Quốc Đống hơi đổi, động tác cũng dừng lại. Lưu Nhược Đồng cũng thấy câu trả lời của mình không ổn nên vội vàng giải thích. Quốc Đống, em không có ý đó, em là cảm thấy cuộc sống của chúng ta bây giờ còn chưa chuẩn bị để có con. Triệu Quốc Đống lắc đầu, một cảm giác lạnh giá làm hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống cũng không quá ngọt ngào. Nếu đây là cuộc sống vợ chồng chính thức thì đúng là làm người ta có chút thất vọng. Một đêm ngọt ngào ấm áp chỉ vì câu này mà trở nên nhạt đi, Lưu Nhược Đồng cũng ý thức được điều này nhưng bây giờ có giải thích cũng vô ích. Hơn nữa cô cũng hiểu hai người cũng chưa nói chuyện kia, theo cô thấy nếu muốn có con là chuyện của hai người, không phải do một bên muốn là được. Lúc ăn sáng, Lưu Nhược Đồng quan sát Triệu Quốc Đống nhưng không thấy gì khác lạ. Cô không biết hắn còn để ý chuyện đêm qua không nên thử hỏi. Quốc Đống, tối qua em. Không có gì, anh hiểu, em có công việc và suy nghĩ của mình, anh hơi đường đột, anh đáng lẽ nên hiểu rõ suy nghĩ của em trước. Triệu Quốc Đống nho nhã gật đầu nói. Lưu Nhược Đồng hơi nhíu mày, Triệu Quốc Đống biểu hiện rất bình thường nhưng cô cảm thấy hắn rất chú ý việc này. Nhưng bây giờ cô không biết nên nói gì mới tốt, mà trong lòng cô cũng chưa chuẩn bị tư tưởng, chuyện này cô không muốn có quyết định trước khi suy nghĩ kỹ. Mãi tới khi Triệu Quốc Đống rời đi, Lưu Nhược Đồng vẫn thấy lo lắng. Có lẽ ở việc này Triệu Quốc Đống thể hiện quá bình tĩnh, có lẽ mình hốt hoảng quá, Lưu Nhược Đồng không dám xác định. Xe Audi từ từ tiến vào cổng, cảnh vệ đứng im tại đó không động đậy. Một ngày mới bắt đầu, mình sẽ gặp khiêu chiến mới. Triệu Quốc Đống biết mình bây giờ muốn im lặng cũng không thể. Đương nhiên hắn cho đến bây giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là như vậy. Ứng Đông Lưu cũng dã nói không nên bị lời đồn đại bên ngoài ảnh hưởng. Nếu như thật sự bên trên cho rằng công việc của mình tồn tại vấn đề thì cũng nên sớm thông qua tổ chức nói với hắn. Mà tới bây giờ cũng chưa có cách nói rõ ràng ở ủy ban nên ở vấn đề này hắn không làm gì quá. Quy định pháp luật không cấm thì mình có thể thử. Triệu Quốc Đống vẫn kiên trì quan điểm này, anh không thử thì sao biết tốt hay xấu. Không dám thử thì còn gì để nói. Sáng hôm nay diễn ra hội nghị ban chủ nhiệm về lựa chọn tiến hành tổ chức Đại hội Công nghệ Sinh học Trung Quốc lần thứ nhất. Vì tranh thủ hội nghị này mà nhiều thành phố rất cố gắng. Lúc Triệu Quốc Đống ở Điền Nam, Vương Liệt rất tranh thủ để tổ chức hội nghị này ở Côn Châu, chẳng qua bây giờ đã khác, các hạng mục công nghệ sinh học đã đầu tư vào Ngọc Hà, mà ngành công nghệ sinh học ở Ngọc Hà tuy phát triển nhanh nhưng do đây là hội nghị công nghệ sinh học lần thứ nhất nên cả Quốc vụ viện và Ủy ban kế hoạch phát triển đều hy vọng tổ chức ở tỉnh thành. Hàng Châu, An Đô, Ngọc Hà, Thạch Gia Trang đều tranh thủ cơ hội này, tài liệu sớm được trình lên. Trên thực tế Triệu Quốc Đống cũng sớm biết ủy ban sớm có phương hướng, bọn họ muốn tổ chức ở Thạch Gia Trang. Ở đây khá gần Thạch Gia Trang, hơn nữa ngành công nghệ sinh học, sản xuất thuốc của Thạch Gia Trang phát triển khá nhanh, Thạch Gia Trang cũng muốn tạo dựng thành khu công nghiệp công nghệ sinh học lớn nhất Trung Quốc. Ở vấn đề này Triệu Quốc Đống cũng không nói gì mấy, hắn không dự định nói suy nghĩ của mình ở vấn đề này. Trên thực tế Thạch Gia Trang cũng làm nhiều công việc, hội nghị tổ chức ở đây cũng thích hợp. Quốc Đống, 1-2 tháng tới ủy ban chúng ta có không ít hội nghị phải tham gia, cả sang nước ngoài nữa. Việc đi xuống điều tra của cậu có lẽ phải hoãn lại, 2 hôm nữa Bộ trưởng Bộ khoáng sản Guinea sẽ tới Trung Quốc, có thể ủy ban cũng sẽ tiến hành đàm phán với phía Guinea về việc khai thác quặng bauxit, tập đoàn Trung Lữ, tập đoàn Ngũ Quáng đều sẽ tham gia. Tăng Quyền Quân một bên xem tài liệu, một bên nói. Đây cũng là động tác tăng cường hợp tác của Trung Quốc với Guinea. Chủ nhiệm. Tôi cảm thấy ngoài tập đoàn Trung Lữ cùng tập đoàn Ngũ Quáng tham gia hội nghị có phải nên mời mấy công ty tư nhân tham gia không? Triệu Quốc Đống nói lập tức làm các phó chủ nhiệm khác chú ý, đây là do câu nói của hắn làm bọn họ rất bất ngờ. Tăng Quyền Quân nở nụ cười, y hiểu đôi chút về tính cách của Triệu Quốc Đống. Đừng nhìn hắn còn trẻ nhưng lại rất quật cường, đã quyết định gì thì quyết không quay đầu lại. Các cuộc viếng thăm của quan chức nước ngoài nhất là liên quan tới quyền khai thác tài nguyên thì Ủy ban Kế hoạch Phát triển từ trước đến giờ đều không mời công ty tư nhân tham gia. Mặc dù không cố giữ bí mật nhưng về cơ bản công ty tư nhân muốn có cơ hội tiếp xúc với quan chức nước ngoài là không có. Mặc dù công ty nhà nước cũng chỉ có quyền tham gia mà thôi, quyền lực chủ yếu nằm trong tay Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Quốc Đống, cậu thấy có cần như vậy không? Bộ trưởng đến mới chỉ là đàm phán bước đầu, còn xa mới nói tới hạng mục. Chủ yếu là do hai chính phủ giao tiếp với nhau.
Tăng Quyền Quân không lập tức bác bỏ đề nghị của Triệu Quốc Đống. Chủ nhiệm, tôi nghĩ như thế này, tài nguyên quặng bô xít của nước ta tuy khá phong phú nhưng nhu cầu trong nước không ngừng tăng lên. Việc thăm dò và khai thác quặng bô xít cũng rõ ràng khó có thể thỏa mãn nhu cầu trong nước, tiến quân ra nước ngoài là con đường nhất định phải đi. Nhưng chiến lược đi ra nước ngoài của công ty nhà nước khá chậm, mà công ty tư nhân mặc dù muốn ra ngoài nhưng không có cơ hội, lại thiếu kinh nghiệm, có thể nói bây giờ là người mù xem voi. Nếu có cơ hội để bọn họ tiếp xúc ngay từ đầu không chừng có thể gặp bất ngờ thì sao? Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nói. Bất ngờ, mấy vị phó chủ nhiệm nhìn nhau, đương nhiên đề nghị này của Triệu Quốc Đống không dễ nắm bắt. Nếu để công ty tư nhân tham gia vậy Hoa Lữ cùng Ngũ Quáng sẽ nghĩ như thế nào? Ngành tài nguyên năm trước đã bị đâm thủng một lỗ, Đoàn Hâm Đạt cùng Hy Vọng Phương Đông tiến vào ngành sản xuất này khiến Hoa Lữ cùng Ngũ Quáng rất tức giận. Ủy ban tư vấn về chính sách thương mại quốc gia khi trao đổi ý kiến với Ủy ban kế hoạch phát triển cũng có oán giận, cho rằng Ủy ban kế hoạch phát triển mở lỗ hổng quá lớn, bước tiến quá nhanh, làm rối loạn chiến lược phát triển của công ty nhà nước, là uy hiếp đối với sự phát triển tốt đẹp của công ty nhà nước. Chủ nhiệm Quốc Đống, hợp tác Trung Quốc, Guinea là chiến lược của quốc gia, Hoa Lữ cùng Ngũ Quáng cũng có vài quy hoạch hợp tác với bên Guinea. Nếu để công ty tư nhân tham gia vào như vậy có thể dẫn tới cạnh tranh ác tính không? Làm cho đối phương mặc cả về giá, cuối cùng tổn thất là công ty Trung Quốc chúng ta. Đồng Lập Quốc nói, đề nghị của Triệu Quốc Đống đã chạm vào thần kinh của hắn. Nghĩ đến biểu hiện một tháng qua của Triệu Quốc Đống, hắn không thể không nhắc nhở hoặc là nói cảnh tỉnh đối phương. Quyền 18, chương 59. Chủ nhiệm Đồng, tôi suy nghĩ như thế này. Giống như vừa nãy chủ nhiệm Quyền Quân đã nói, bây giờ là bàn bạc bước đầu, tôi thấy không ngại để mấy công ty tư nhân tham gia. Phải nói Hoa Lữ cùng Ngũ Quáng có ưu thế lớn hơn nhiều so với các công ty tư nhân khác. Theo ý tôi mặc dù một loạt hạng mục này có thể thành công, công ty tư nhân chỉ có thể là người tham gia chứ không mang tính chủ đạo. Tại sao Hoa Lữ cùng Ngũ Quáng không thể cùng liên thủ với công ty tư nhân mà đạt lợi ích về cho Trung Quốc? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Lùi một bước thì nếu Hoa Lữ cùng Ngũ Quáng không thể hợp tác với công ty tư nhân, như vậy Ủy ban kế hoạch phát triển chúng ta hay Bộ Thương mại, các ngành chức năng có thể tiến hành điều chỉnh, cạnh tranh ác tính tôi nghĩ không có khả năng. Triệu Quốc Đống nói là mặt Đồng Lập Quốc hơi cứng lại, chẳng qua không đến mức đầy u ám. Nhưng Phó Tuyền thật ra lại khẽ gật đầu đồng ý với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Ừ, tôi cảm thấy ý của chủ nhiệm Quốc Đống có thể cân nhắc. Bây giờ giới kinh tế nước ngoài có âm thanh rất lớn đó chính là công ty nhà nước của chúng ta ra nước ngoài đầu tư đều có định ý rất lớn. Bọn họ cho rằng công ty nhà nước đại biểu quốc gia Trung Quốc, có Trung Quốc ủng hộ nên không phải là cạnh tranh kinh tế. Về phần khác cũng lo lắng công ty nhà nước được quốc gia giúp đỡ nên muốn thâu tóm nguồn nguyên liệu của nước bọn họ. Từ một vài công ty trực thuộc Bộ Năng lượng ra ngoài hợp tác với các tập đoàn dầu khí Âu Mỹ là có thể thấy được điểm này, dấu hiệu này khá đột xuất, nếu có thể để công ty tư nhân tiến thêm vào có lẽ sẽ giảm thiểu được sức ảnh hưởng. Hà Lệ Chi lên tiếng đầu tiên là điều không ai ngờ đến. Tăng Quyền Quân ý thức được quan điểm của ủy ban đã có thay đổi ở vấn đề này. Đây là do liên quan tới quy định 36 điều về phát triển kinh tế phi công hữu do Quốc vụ viện ban hành năm trước. Triệu Quốc Đống và Hà Lệ Chi đều là nhân vật ủng hộ quan điểm này, mà Phó Tuyền cũng có khuynh hướng đó. Ừ, quan điểm của chủ nhiệm Lệ Chi cũng có tính đại biểu. Hiện nay nước ngoài nhất là tập đoàn của Âu Mỹ đều tiến hành cạnh tranh thị trường với công ty nhà nước chúng ta, luôn chỉ trích công ty nhà nước Trung Quốc thậm chí đại biểu cho quốc gia, không phải cạnh tranh công bằng. Bọn họ không kiêng nể cho rằng kinh tế và tài nguyên quốc tế sẽ bị Trung Quốc khống chế, điều này khiến một ít quốc gia nhất là ở Đông Nam Á và Châu Phi lo lắng. Hơn nữa một vài công ty nhà nước chúng ta tiến ra thị trường quốc tế cũng không quen được với tình hình văn hóa, chính trị nước bạn, không thể dung nhập vào xã hội nước bạn. Ở vấn đề này tôi đã trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc, bọn họ cũng cho rằng đây là vấn đề rất cấp bách cần phải chăm chú nghiên cứu giải quyết. Phó Tuyền cũng tham gia trình bày quan điểm của mình. Chúng ta đương nhiên không thể vì mấy công ty Âu Mỹ bôi đen mà lùi bước, nhưng cũng cần cân nhắc cách hóa giải nhân tố bất lợi này. Tôi cảm thấy công ty tư nhân tham gia sẽ có tác dụng hữu hiệu giảm thiểu tâm lý này của nước ngoài. Nhưng công ty tư nhân cũng có nhiều nhược điểm ví dụ như thực lực tổng thể, văn hóa công ty và thích nghi với pháp luật nước ngoài. Bọn họ tham gia tuy có chỗ tốt nhưng cũng có không ít mạo hiểm. Cho nên ở vấn đề này Ủy ban kế hoạch phát triển chúng ta cần phải dẫn đạo một cách thích hợp. Đúng như chủ nhiệm Quốc Đống vừa nói, nếu có thể xúc tiến công ty nhà nước và công ty tư nhân hợp tác thì sẽ là hai bên cùng có lợi.
quan điểm của Phó Tuyền cũng là tổng hợp với quan điểm của Triệu Quốc Đống, Hà Lệ Chi cùng Đồng Lập Quốc. Công ty tư nhân có thể tiến vào nhưng Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Bộ Thương mại cần phải dẫn hướng hợp lý, nắm quyền chủ động, tránh cho xuất hiện cạnh tranh ác tính. Ở điểm này cần phải nắm giữ được chừng mực, cố gắng để hai bên cùng có lợi. Nhưng chủ nhiệm phó, ở vấn đề này muốn hai bên cùng có lợi sợ không dễ dàng. Công ty nhà nước và công ty tư nhân đều là công ty, đều đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trong kinh doanh. Nhất là cơ chế của công ty tư nhân càng linh hoạt hơn, nhiều thủ đoạn hơn. Nếu như xuất hiện cạnh tranh ác tính với công ty nhà nước thì các ban ngành chức năng phải dùng bao nỗ lực mới can thiệp được. Ngụy Hưng Hỉ xen vào. Cạnh tranh cũng là việc tốt, chúng ta xúc tiến bọn họ hợp tác nhưng không can thiệp vào sự cạnh tranh của bọn họ, chỉ cần chúng ta đứng ở vị trí cân bằng, trung gian, phối hợp lợi ích hai bên. Tôi nghĩ ở rất nhiều hạng mục cụ thể công ty tư nhân và công ty tư nhân không có cùng mục tiêu đối tượng. Nếu như ở các hạng mục lớn công ty nhà nước là chủ đạo, công ty tư nhân cùng tham gia. Còn về hạng mục vừa và nhỏ nhất là hợp tác với địa phương các nước thì công ty tư nhân có thể phát huy ưu thế của mình, ở điểm này tôi thấy đáng để suy nghĩ, phát huy. Từ cuộc viếng thăm của Bộ trưởng Bộ Khoáng sản Guinea thoáng cái chuyển thành cuộc tranh luận về địa vị của công ty nhà nước và công ty tư nhân, chuyện đã không đơn giản là có mời công ty tư nhân tham gia cuộc gặp mặt này không, mà dính tới góc độ càng sâu hơn. Đó chính là thái độ của Ủy ban Kế hoạch Phát triển đối với việc công ty tư nhân tiến vào ngành tài nguyên, ngành trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Tăng Quyền Quân không tỏ thái độ rõ ràng, y thực ra có chút không hài lòng với việc một vấn đề đơn giản lại chuyển thành phức tạp như vậy. Ừ, tôi cảm thấy quan điểm của Quốc Đống rất có tính chất đại biểu. Bây giờ công ty tư nhân đã là một thành phần quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, kinh tế tư nhân vẫn không ngừng lên án với hiện tượng cửa thủy tinh. Cho rằng các ngành chức năng vẫn có suy nghĩ cũ, thông qua vài điều khoản, chính sách vô hình mà hạn chế kinh tế tư nhân tiến vào nhiều ngành nghề quan trọng. Tôi không quá tán thành ý kiến này nhưng cũng phải thừa nhận hiện tượng này có tồn tại trong một vài lĩnh vực. Quốc Đống đưa ra yêu cầu mời đại biểu công ty tư nhân tới tham gia tọa đàm, tôi thấy đây là sự sáng tạo, cũng cho thấy Ủy ban Kế hoạch Phát triển chúng ta không có thành kiến với thành phần kinh tế nào. Tăng Quyền Quân cân nhắc lợi hại cuối cùng quyết định thử nghiệm xem sao. Kinh tế tư nhân vẫn không ngừng kêu gào với Ủy ban Kế hoạch Phát triển, ở vấn đề này y cũng không muốn đưa tới quá nhiều công luận. Hôm nay mặc dù chỉ là hội nghị Ủy ban Kế hoạch Phát triển nhưng khó nói cuộc thảo luận hôm nay có bị ai đó tiết lộ ra ngoài không. Một khi dư luận biết Ủy ban Kế hoạch Phát triển chặn công ty tư nhân ở ngoài, dù chỉ là cuộc tiếp xúc rất đơn giản thì có lẽ cũng bị thổi phồng lên vô hạn. Sau sự kiện Thiết Bản, Kiến Long năm trước, các công ty thép nhà nước đã không ngừng mở rộng. Một loạt công ty như Bảo Cương, Phú Cương, An Cương, Mã Cương không có công ty nào không anh dũng đi tới, mà mỗi một hạng mục đều được phê duyệt ngay cả công ty nước ngoài cũng sải bước thoải mái tiến vào Trung Quốc, cứ có hạng mục là được phê duyệt, chỉ riêng hạng mục của công ty tư nhân là không được thông qua. Cho nên truyền thông cũng bình luận về cái này, một cánh cửa, cửa trong cửa ngoài, có người ở ngoài cửa gào khóc, có người ở trong cửa cười vui. Mấy ngôn luận và quan điểm này tạo áp lực không hề nhỏ đối với Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Tăng Quyền Quân cũng phải đưa ra không ít lời giải thích trong nhiều trường hợp nhưng vẫn bị giới truyền thông và chuyên gia kinh tế công kích, nhất là một số kẻ tự xưng là tinh anh liên tiếp lấy mấy hạng mục đầu tư của nước ngoài vào Trung Quốc cùng với hạng mục do công ty tư nhân đầu tư, của nước ngoài chỉ một tuần là xong, của công ty tư nhân thì mãi không có kết quả. Kết luận của Tăng Quyền Quân coi như xác định về thành phần tham gia cuộc tọa đàm. Có thể mời mấy công ty tư nhân đại biểu cho ngành sản xuất này, cùng với Hoa Lữ, Ngũ Quáng tham gia tọa đàm, tìm hiểu xem phía Trung Quốc hợp tác trong hạng mục gì. Đương nhiên về phần sau ai có thể hợp tác thì lại khác. Chính xác mà nói đây là thái độ, nhưng thái độ như vậy cũng khiến nhiều người cảm thấy một không khí khác. Chu Hâm cả ngày hôm nay rất hưng phấn, mặc dù là biết đây chỉ là tư thế nhưng y không thèm để ý. Hạng mục có được hay không không quan trọng. Quan trọng nằm ở chỗ cơ quan chức năng đã có cái nhìn khác, nó có ý nghĩa quan trọng đối với cả ngành sản xuất. Công ty tư nhân có thể có cơ hội như tập đoàn nhà nước khổng lồ, dù chỉ là cơ hội ngang hàng về hình thức, bên trong vẫn có bức tường vô hình nhưng dù sao cũng đã có thay đổi. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để say một lần. Quyền 18, chương 60. Chủ tịch Lưu tập đoàn Hy vọng Phương Đông cũng vừa gọi điện cho hắn, hai người đều rất vui và hưng phấn vì điều đáng ngạc nhiên này. Hai người vốn không quen nhưng cùng phát triển trong lĩnh vực điện phân nhôm, cùng bị Hoa Lữ và Ngũ Quáng chèn ép. Chẳng qua hai công ty coi như có quan hệ khá rộng ở trong nước, có thể chống đỡ một thời gian, cuối cùng qua cửa.
đây có thể nói là may mắn lớn đối với hai tập đoàn. Nếu không phải sự kiện thiết bản, Kiến Long trước đó tạo ra dư luận lớn như vậy, hai công ty có qua cửa được hay không cũng là một câu hỏi. Chính vì vậy nên hai bên có cảm giác cùng chung cảnh ngộ, hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm với nhau nhiều hơn, nhất là quá trình thiết kế và xây dựng cũng có thể tham khảo kinh nghiệm và ủng hộ lẫn nhau. Vì thế cũng khiến cho hai tập đoàn mở được đường máu dù bị hai tập đoàn nhà nước chèn ép. Như Tổng Giám đốc Lưu nói, bản thân sự kiện không đáng gì, tài nguyên bauxite của Guinea phong phú, đối phương muốn hợp tác cũng không giới hạn một tập đoàn nào, quy mô cũng có lớn có nhỏ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thái độ của Ủy ban Kế hoạch Phát triển, nó là thứ quan trọng hơn tất cả. Hâm Đạt và Hy vọng Phương Đông cùng coi trọng chính là Ủy ban Kế hoạch Phát triển gần như đại biểu cho thái độ của chính phủ Trung Quốc đối với nền kinh tế. Đây có phải là thay đổi về phương hướng chính sách không? Chu Hâm không dám chắc nhưng y có dự cảm Hâm Đạt và Hy vọng Phương Đông lần này được tham gia cuộc tọa đàm này nhất định là có liên hệ với Triệu Quốc Đống. Mặc dù y còn chưa nhận được tin tức chính xác nhưng y không nghi ngờ gì về điểm này. Chu Đạt xông vào văn phòng Chu Hâm thấy anh mình có vẻ mặt hưng phấn như vậy, trong lòng có chút tò mò. Anh, có chuyện gì mà gọi em gấp như vậy? Chu Hâm nói qua tình hình, Chu Đạt cũng vui vẻ nói. Anh, ngoài tập đoàn ta thì còn có tập đoàn nào nữa? Hy vọng Phương Đông, tập đoàn Hưng Phát, đây coi như đều là tập đoàn hàng đầu trong ngành sản xuất này. Đương nhiên cũng không thiếu được Hoa Lữ và Lữ Quáng. Ha ha, lần đùa chúng ta được ngồi ngang hàng với bọn họ. Chu Hâm không nhịn được sự tự hào và đắc ý của mình. Anh, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, chúng ta có bao cơ hội tham gia hạng mục ở nước đó chứ? Điều kiện dù có tốt nhưng với thực lực của chúng ta hiện nay nếu không được ngành tài chính ủng hộ thì cũng là nhìn chăng trong nước, chúng ta lần này chẳng qua chỉ đi nghe cho vui mà thôi. Chu Đạt không quá lạc quan như ông anh. Chú nghĩ rằng anh không biết lần này chúng ta không có bao hy vọng ư. Nhưng chú có biết lần này có thể tham gia cuộc tọa đàm do Ủy ban Kế hoạch Phát triển tổ chức là có ý nghĩa gì không? Chu Hâm liếc nhìn Chu Đạt rồi nói. Hạng mục bên đó Hoa Lữ đã sớm nhìn chằm chằm, chú nghĩ anh không biết sao. Nhưng Ủy ban Kế hoạch Phát triển có thể để chúng ta tham gia, có thể trực tiếp tiếp xúc với phía Guinea, cũng có nghĩa chúng ta còn có cơ hội khác. Tài nguyên bên Guinea khá phong phú, ngay cả cơ hội tiếp xúc với bọn họ cũng không có thì sao chúng ta còn trông mong gì. Anh không tin Hoa Lữ có thể lũng đoạn tất cả, anh tin Guinea cũng không chào đón Phương Thư Xê Sở Nếp. Cũng đúng, Guinea có khi còn hy vọng có nhiều công ty Trung Quốc đầu tư vào nước bọn họ, như vậy bọn họ sẽ có nhiều lựa chọn, nhiều hạng mục hơn. Chu Đạt gật đầu nói. Cho nên chúng ta không cần chú ý được mất trước mắt, chủ yếu là chúng ta có thể tiến vào vòng tròn này, có cơ hội và tư cách giống Hoa Lữ cùng Ngũ Quáng. Đây là thắng lợi chưa từng có, thậm chí nó còn làm người ta hưng phấn hơn có được một hạng mục. Chu Hâm đứng lên khoanh tay đi một vòng trước bàn làm việc, cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Anh cảm thấy việc này có quan hệ với Triệu Quốc Đống không? Không phải là có thể hay không mà nhất định là có. Quan điểm của Triệu Quốc Đống không ai có thể tưởng tượng. Hắc hắc, anh không biết hắn làm như thế nào ở bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Ha ha, lần này còn ác hơn nhiều so với 36 điều, 72 điều kia, làm người ta hưng phấn hơn. Chu Hâm vung tay lên, trên mặt đầy sự tự hào. Thời điểm khó khăn nhất đã qua đi, bây giờ chỉ xem chính sách quốc gia có điều chỉnh hay không. Anh cảm thấy chính sách quốc gia thật sự sẽ có điều chỉnh lớn. Chu Đạt trầm ngâm một chút rồi nói. Xem đã nhưng anh có cảm giác này. Mai anh sẽ tự mình đi, có lẽ chủ tịch hai tập đoàn kia cũng sẽ tham gia, cơ hội như vậy là quá hiếm hoi, lần đầu này không ai dám bỏ qua. Chu Hâm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Triệu Quốc Đống có thể nói là hiếm thấy trong các quan chức Trung Quốc. Tình hình Trung Quốc khác, chúng ta còn phải dựa theo kế hoạch trước đây nhưng phải đi nhanh hơn, phải nhanh chóng tạo được liên lạc với Triệu Quốc Đống. Anh dự định sau ngày mai sẽ mời hắn, xem hắn có thể đi hay không. Chu Đạt nghiên cứu. Anh cảm thấy Triệu Quốc Đống sẽ thích mấy cái này sao? Nếu như chúng ta tự mình mời hắn ăn cơm còn có thể, cũng bí ẩn hơn. Về phần bữa tiệc gì đó em thấy sau này hãy nói. Công tác ở Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống có một cảm giác rất đặc biệt, gò bó hơn nhiều, không thể tùy ý làm theo điều mình muốn, đây là điều hắn không muốn thấy nhất. Ở Ninh Lăng không nói. Làm bí thư thị ủy, hắn nói ra quan điểm là có thể được thực hiện. Ở Điền Nam, làm trưởng ban tổ chức cán bộ ít nhất trong mảng hắn phân công, hắn nói ra chính là thánh chỉ, dù là Trương Bảo Quốc cũng không dễ dàng bác bỏ quan điểm của hắn.
nhưng lên Bắc Kinh lại khác, bất cứ quan điểm, ý tưởng gì mà muốn đưa vào áp dụng đều phải suy nghĩ rất kỹ, dù là anh nói với quan điểm cá nhân cũng tạo thành vô số tranh luận, điều này làm hắn cảm nhận rõ công việc ở cấp bộ rất khác. Lúc ở bộ năng lượng, hắn còn không có cảm nhận này, dù sao khi ấy hắn mới là một cục trưởng, làm công việc cụ thể nhiều hơn, không cần có thái độ về mặt phương hướng, dù là có cũng chỉ có thể thông qua lãnh đạo của bộ để thể hiện. Nhưng ở ủy ban kế hoạch phát triển này lại khác. Nhưng hắn thấy mình rất vô tư, không thiên vị, không vì lợi riêng. Công ty nhà nước, công ty tư nhân thì sao chứ? Từ hiến pháp, pháp luật trên danh nghĩa công ty tư nhân sớm được đối xử công bằng với công ty nhà nước, nhưng tình hình thực tế lại hoàn toàn khác. Lưu Nham mời làm Triệu Quốc Đống rất kinh ngạc. Hắn hỏi có ai tham gia, Lưu Nham hời hợt nhắc tới Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Á Châu và người phụ trách Tập đoàn Hóa chất Thân Hải. Điều này làm Triệu Quốc Đống ý thức được bữa này không dễ ăn. Triệu Quốc Đống dùng quan điểm cá nhân ủng hộ các công ty, tập đoàn đi ra nước ngoài, đạt được nguồn nguyên liệu đã gây chấn động mạnh trong ngành sản xuất phân bón. Nhưng sau khi quan điểm cá nhân này được đưa ra cũng không có phản ứng gì của Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Điều này làm nhiều người yên tâm, không ít người có chút thất vọng. Mỗi việc đều tồn tại hai mặt, nếu có hy vọng như vậy đương nhiên có người không hy vọng như vậy. Nham ca, anh đây không phải hại tôi sao? Anh cảm thấy chuyện của tôi còn chưa đủ mệt ư? Thật sự muốn tôi thành điển hình bị mọi người công kích sao? Đây là lần thứ hai Lưu Nham đến nhà Triệu Quốc Đống, lần trước là lúc kết hôn. Có đến mức như chú nói không? Chú không phải sớm đã nói ra đấy chỉ là quan điểm cá nhân của mình sao? Quy hoạch phát triển của các tập đoàn nhà nước lớn đều cần được Ủy ban Kế hoạch Phát triển chỉ đạo, nhưng Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia bên Anh cũng có trách nhiệm cải cách công ty nhà nước và tăng giá trị tài sản quốc gia. Chỉ cần có lợi cho việc xây dựng công ty hiện đại, có lợi tăng cường tài sản quốc gia thì Ủy ban luôn ủng hộ. Lưu Nham cười ha hả nói, cầm chén trà Lưu Nhược Đồng đưa tới, hắn nói. Nhược Đồng, em về nước trông tốt hơn nhiều, đã nghĩ bao giờ nên có con chưa? Nhược Đồng không nghĩ Lưu Nham hỏi vấn đề này, mặt cô hơi nóng lên. Em còn chưa nghĩ đến. Sao lại chưa nghĩ đến? Lưu Nham kêu lên đầy kinh dị. Hai cô chú không còn trẻ, Quốc Đống đã 36, cô đã 34, còn không nghĩ đến ư. Chờ nghĩ đến thì lúc ấy có sinh con được nữa hay không cũng là vấn đề. Nham ca, Nhược Đồng bây giờ rất bận, nhất là trong thời gian này cho nên bọn em tạm thời chưa nghĩ đến vấn đề này. Triệu Quốc Đống nói vào để giải vây sau đó nhanh chóng đổi đề tài. Nham ca, anh vừa nãy nói quá chung chung, xây dựng công ty hiện đại, tăng giá trị tài sản quốc gia, làm như thế nào thực hiện được điểm này? Chưa chắc việc phát triển ra nước ngoài như em nói đã là cách hay, không chừng sẽ bị tổn thất, vậy quan điểm của em không phải thành tai họa sao? Em không thừa nhận nổi đâu. Quyển 18, chương 61. Sai, Quốc Đống, chú ít chụp mũ lên đầu mình như vậy. Chiến lược ra ngoài là có, các công ty tập đoàn thuộc Bộ Năng lượng đi xa hơn các công ty của Ủy ban bên Anh. Đương nhiên việc này cũng có quan hệ do các công ty Bộ Năng lượng được chính sách quốc gia ủng hộ. Nhưng nguyên nhân đều là giống nhau, đó chính là chúng ta đều ý thức được Trung Quốc chúng ta đã không còn là nước bán tài nguyên nữa, mà là nước nhập tài nguyên. Lưu Nham thở dài một tiếng nói. Ngoài các công ty thuộc Bộ Năng lượng ra, các công ty thuộc Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia bên Anh đều gặp vấn đề bất lợi về nguồn nguyên liệu. Thép, điện phân nhôm, phân bón hóa học, mấy ngành này đều gặp phải vấn đề như nhau. Thiếu nguồn nguyên liệu sẽ ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Ở vấn đề này Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia vẫn đang không ngừng nghiên cứu vấn đề này. Như vậy nếu có nghiên cứu về vấn đề này thì đã có kết luận gì? Triệu Quốc Đống có chút hăng hái hỏi. Đào bới tiềm lực trong nước. Đối ngoại là mở rộng, càng quan trọng hơn chính là mở rộng ra bên ngoài. Chẳng qua quan điểm này vẫn còn có tranh luận, nhưng thật không ngờ đầu tiên lại bị cậu đâm ra ở ngành phân bón. Hắc hắc, vậy xem ra tôi là kẻ tiên phong rồi. Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia các anh có phải nên ban cho em phần thưởng không? Triệu Quốc Đống cười nói. Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia bên anh nếu có quan điểm này thì còn chờ gì nữa? La Mã không phải một ngày là xây dựng xong, quan điểm hình thành phải chứng thực, phải chọn điểm thử, sau đó mới mở rộng ra bên ngoài, còn phải suy nghĩ đến cảm nhận và áp lực chính trị đối với ngành sản xuất này. Theo sức ảnh hưởng của Trung Quốc không ngừng tăng lên, một vài nhân tố mặt trái dần xuất hiện, nói vậy chú cũng có thể hiểu rõ chỗ khó xử của công ty Trung Quốc chúng ta. Lưu Nham bình tĩnh nói. Triệu Quốc Đống gật đầu,
Lưu Nham cũng không phải người không biết gì như Lưu Nhược Đồng nói, hoặc là nói phong cách và tác phong làm việc của y có thể bị một số người lên án nhưng năng lực cũng có điểm xuất sắc. Khả năng phân tích, phán đoán của Lưu Nham đã chứng minh điểm này. Thực lực của Trung Quốc không ngừng tăng lên, cũng làm thế giới phải cảnh giác, đồng thời cũng khiến các nước Âu Mỹ công kích. Bọn họ lợi dụng lực lượng truyền thông lớn mạnh để tạo thế. Trong nước cũng có không ít thế lực chống phá, bên ngoài cũng bị kẻ thù địch nhằm vào, kích động các nước để phòng sự, xâm lấn kinh tế của Trung Quốc. Việc này cũng đạt hiệu quả khá tốt. Vì nguyên nhân này nên khi công ty Trung Quốc ra nước ngoài cũng gặp không ít khó khăn, công ty nhà nước đầu tư ở nước ngoài không ngừng gặp thất bại. Cho nên tôi ủng hộ công ty tư nhân cũng là vì bọn họ dễ phát huy được ưu thế linh hoạt của mình. Nếu như hợp tác với công ty nhà nước thì tôi cảm thấy đây là tốt đẹp nhất. Triệu Quốc Đống mặc dù là trước mặt Lưu Nham cũng không che giấu thái độ mình muốn công ty tư nhân tiến vào các ngành vốn do công ty nhà nước lũng đoạn. Quốc Đống, chú đây là đang thổi gió đó hả? Ủy ban tư vấn về chính sách thương mại quốc gia có lập trường của mình, chú đừng nói này nói kia trước mặt anh. Đừng cho rằng ủy ban kế hoạch phát triển là do mẹ cả sinh, quan điểm đưa ra là mọi người đều phải gật đầu chấp nhận, nhà ai không có khó khăn của mình. Bên dưới ủy ban tư vấn về chính sách thương mại quốc gia có rất nhiều công ty nhà nước khổng lồ, quan hệ đến vấn đề sinh tồn của bao nhân viên, cũng gánh vác an toàn ngành nghề của quốc gia, dù một số lĩnh vực có quyền khống chế lớn hơn một chút cũng là do lịch sử tạo ra. Nham ca, lời này của anh tôi cảm thấy không đủ tự tin, gì mà quyền khống chế, không quyền khống chế, anh không phải nói mỗi ngành có vấn đề của mình sao? Các anh phụ trách sinh tồn của nhân viên công ty nhà nước. Vậy sinh tồn của số nhân viên này quan trọng hơn tất cả người lao động. Có phải là muốn suy nghĩ sự sinh tồn cho nhân viên công ty nhà nước nên dùng cách lũng đoạn? Xem sự chênh lệch giữa nhân viên các công ty đó với thu nhập bình quân thì anh không thấy đỏ mặt sao? Nếu như quả thật hiệu quả kinh doanh của công ty nhà nước tốt thì cũng được. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Đừng nghĩ dân chúng là kẻ ngốc. Triệu Quốc Đống không hề khách khí nói. Chuyện ở bên ủy ban tư vấn về chính sách thương mại quốc gia hắn cũng mơ hồ biết. Mặc dù Lưu Nham làm phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm nhưng mấy phó chủ nhiệm khác cũng không phải kẻ lương thiện gì, mỗi người có lợi ích của riêng mình. Đối với mấy vấn đề mình tỏ thái độ, đối phương có ý kiến thì Triệu Quốc Đống cũng nghe thấy. Lưu Nham nở nụ cười. Quốc Đống, chú đừng nói cái khác, nếu thật sự muốn khai đao đầu tiên phải xuống tay với các công ty thuộc bộ năng lượng chú từng làm việc. Công ty nhà nước gánh chịu sự an toàn sản nghiệp và sinh tồn của nhân viên là sự thật. Đương nhiên chú muốn nói có vài ngành có vấn đề là đúng, nhưng cũng cần quá trình để thay đổi mà. Chúng ta không thể mạo hiểm hy sinh an toàn ngành nghề để thực hiện cái gọi là cải cách mà. Được rồi Nham ca, anh đừng có mà nói an toàn ngành nghề gì đó trước mặt tôi. Chẳng lẽ nói Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia các anh bây giờ còn có thể đảm bảo an toàn ngành nghề sao? Tôi đã điều tra qua. Mấy năm nay ở một ít ngành sản xuất như vật liệu xây dựng, quặng mỏ do công ty nhà nước chèn ép nên công ty tư nhân khó có thể sinh tồn nên không thể không đi ra nước ngoài. Mà công ty tư nhân thiếu tài nguyên, tiềm lực một khi không quen thuộc với thị trường nước khác nhất định sẽ bị các tập đoàn lớn bên ngoài thu mua, đó mới thật sự là ảnh hưởng đến an toàn ngành nghề của Trung Quốc. Triệu Quốc Đống từ tốn nói, ánh mắt cũng lóe lên. Lấy một ví dụ đơn giản, tôi nhận được một tin tập đoàn thống nhất. Tập đoàn lớn thứ ba toàn quốc trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đang gặp khó khăn, rất có thể phải bán cho nhà đầu tư nước ngoài, anh cảm thấy nó có thể ảnh hưởng đến lĩnh vực cung cấp xăng dầu của Trung Quốc không? Thống nhất nắm giữ thị trường đứng thứ ba cả nước, nó tại sao kinh doanh không hiệu quả? Tôi nghĩ nguyên nhân trong đó không cần mình giải thích. Lưu Nham khẽ thở dài một tiếng, tình hình thống nhất thì y cũng mới biết không lâu. Giá dầu thô quốc tế không ngừng tăng lên khiến cho thống nhất không cơ sở nguồn cung xăng dầu không thể không mua ở thị trường quốc tế, mà mấy tập đoàn nhà nước lại có thể tùy ý chèn ép công ty nhà nước, ở tình huống đó nên tập đoàn thống nhất đang càng lúc càng khó khăn. Anh cũng nghe được phản ánh từ phía thống nhất, nếu thống nhất thật sự bị nhà đầu tư nước ngoài mua được thì bộ thương mại đứng đó làm gì? Lưu Nham nhíu mày nói. Đầu tư nước ngoài mua công ty tư nhân như thống nhất thì rất khó tăng lên đến việc ảnh hưởng đến an toàn ngành nghề. Ít nhất trong mắt anh thì không thể nói nhà đầu tư nước ngoài sẽ gây đả kích chí mạng với ngành kinh doanh xăng dầu Trung Quốc, nhưng về lâu dài thì sao? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Tùy ý phủ quyết các điều khoản, vậy quy tắc WTO chúng ta có còn cần tuân thủ không? Lưu Nham không biết nói gì. Được rồi Nham ca, không nói chuyện này nữa. Như anh vừa nói một số việc có lẽ cần ít thời gian, nhưng tôi cảm thấy chúng ta nên làm gì đó.
Tôi bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, ngồi im 1-2 năm cũng không phải không làm được nhưng luôn cảm thấy khó chịu, cũng có chút không cam lòng. Nếu ngồi bình thản 2 năm thì tốt hơn hết, tôi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đến cuối đời thì hơn, có lẽ ở địa phương làm loạn cũng không ai chú ý, anh nói có đúng không? Triệu Quốc Đống nói làm Lưu Nham giật mình, dũng khí và sự thẳng thắn của Triệu Quốc Đống làm Lưu Nham có chút xấu hổ. Người này mặc dù có đôi khi làm việc như liều lĩnh nhưng nếu như anh hiểu được ý nguyện của hắn, có lẽ sẽ cảm thấy đây mới là tính cách thật của một người đàn ông. So sánh thì điều mấy năm qua mình làm được đúng là quá tiêu cực. Quốc Đống, có lẽ chú đúng, đại trưởng phu có lúc nên làm việc, lúc không, chỉ cần quyết định thì không cần câu nệ gì cả. Lưu Nham thật lòng nói. Ha ha, Nham ca, cảm ơn lời này của anh. Tôi cũng nghĩ như vậy, nếu làm cho tôi ngồi trên vị trí này, vậy cũng chính là tán thành năng lực và quan điểm của tôi sẽ theo trình tự mà làm việc. Nếu như phản đối thì mời đưa ra lý do, hoặc dựa theo quy định mà bác bỏ ý kiến của tôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Triệu Quốc Đống rất quyết đoán nói. Nếu như tổ chức cảm thấy tôi không phù hợp vị trí này, tôi càng thích đi xuống địa phương làm việc mình muốn làm. Nhưng nếu để tôi tới vị trí này thì tôi sẽ làm theo suy nghĩ của mình. Quyển 18, chương 62. Ăn cơm với đoàn người Lưu Thiện Đức khá vui vẻ, sự cương trực, thẳng thắn của Triệu Quốc Đống làm tổng giám đốc mấy tập đoàn đều có ấn tượng tốt. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tuy nói Triệu Quốc Đống rất hứng thú việc đưa công ty tư nhân, nhưng cũng không có nghĩa hắn có thành kiến gì với công ty nhà nước. Vì thế hắn rất thoải mái nói ra quan điểm của mình, cũng làm cho đám người Lưu Thiện Đức có cái nhìn mới về hắn. Dù sao vừa mới lên làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển mà dám nói như vậy, đây là cần quyết đoán. Nhất là ngôn luận của hắn tạo không ít gợn sóng mà vẫn không hề che đậy, người như vậy hoặc là không biết trời cao đất rộng, hoặc là đầy tự tin. Đám người Lưu Thiện Đức không dám coi Triệu Quốc Đống là người phía trước. Đương nhiên hoàn cảnh của Triệu Quốc Đống cũng không được cải thiện vì bữa ăn này. Mọi người ở vị trí khác nhau nên chỉ có thể đứng ở góc độ của mình mà cân nhắc vấn đề. Có những lúc thậm chí không thể không vì lợi ích của quần thể nhỏ, của tập đoàn mà gác lợi ích tập thể sang bên. Nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy quan điểm của mình đã tác động đôi chút tới Lưu Thiện Đức. Hóa chất Á Châu có nguồn nguyên liệu khá ổn định từ bên phía tập đoàn phân Cali Canada cung ứng, nhưng việc cung ứng ổn định này vẫn dựa trên trụ cột không quá ổn định. Tập đoàn phân Cali Canada mua một số cổ phần của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán trực thuộc tập đoàn hóa chất Á Châu, thông qua phương thức này để tăng cường sức ảnh hưởng của mình đối với tập đoàn hóa chất Á Châu. Mà tập đoàn hóa chất Á Châu lại không có chút sức ảnh hưởng gì với tập đoàn phía Canada. Ở điểm này Lưu Thiện Đức cũng có chút không cam lòng. Làm như thế nào phá vỡ cục diện này cũng là một vấn đề cần cân nhắc. Triệu Quốc Đống đề nghị với Lưu Thiện Đức ở tình huống không ảnh hưởng đến quyền khống chế cổ phần của mình mà tiến hành trao đổi cổ phần với tập đoàn phân Cali Canada, tiến hành nắm giữ cổ phần đan sen, như vậy có thể tăng cường liên lạc. Ngoài ra cũng có thể giảm bớt được sức ảnh hưởng của việc biến động giá cả nguồn nguyên liệu đến hóa chất Á Châu, thực hiện ổn định phát triển. Thấy Lưu Thiện Đức do dự, Triệu Quốc Đống rất nghiêm túc nói với đối phương đã có nhiều công ty tư nhân bắt đầu đi ra nước ngoài, hơn nữa cũng có 2-3 công ty tư nhân trước đó đã đạt được quyền khai thác và thăm dò tài nguyên phân Cali bên Canada, cũng đạt được một vài thành quả. Bây giờ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng muốn tiến hành bật đèn xanh với các công ty tư nhân muốn ra nước ngoài, ủng hộ về pháp luật và chính sách, cũng sẽ phối hợp ngành tài chính toàn lực giúp đỡ về hạng mục của các công ty này. Tin này làm cho Lưu Thiện Đức cùng với Trầm Anh Phong, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Trung Hải rất chấn động. Ủy ban Kế hoạch Phát triển nếu ủng hộ về chính sách và yêu cầu các hệ thống tài chính hỗ trợ công ty tư nhân trong ngành sản xuất phân bón đi ra nước ngoài. Như vậy nhất định sẽ khiến ngành phân bón Trung Quốc tiến vào thời kỳ chấn động cực lớn. Các công ty nhà nước khổng lồ như Hóa chất Á Châu sẽ không còn lũng đoạn nguồn nguyên liệu nữa, mà một ít công ty tư nhân trong nước cũng sẽ nghênh đón thời kỳ phát triển nhanh chóng. Nếu như lúc này mấy công ty nhà nước vẫn như ếch ngồi đáy giếng có lẽ thật sự bị công ty tư nhân đè mặt, hoàn toàn phá vỡ địa vị lũng đoạn của công ty nhà nước, thậm chí thay thế công ty nhà nước thành lực lượng chủ chốt trong ngành phân bón. Xe Audi từ từ biến mất trong đêm chỉ để lại một vệt hồng phía xa xa. Một xe Audi khác dừng bên cạnh, Lưu Thiện Đức xa sầm mặt nhìn về phía xa xa nhưng không lên xe. Tổng Giám đốc Lưu, nói chuyện với Tổng Giám đốc Trầm đến đâu rồi? Trần Hàn Phong chui ra cẩn thận hỏi. Lưu Thiện Đức lắc đầu không trả lời. Trầm Anh Phong khá động tâm với đề nghị của Triệu Quốc Đống, mặc dù còn chưa xác định Trầm Anh Phong sẽ có động tác gì,
bởi vì y còn cần về báo cáo với Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Hải, nhưng Lưu Thiện Đức có dự cảm Trầm Anh Phong khi báo cáo sẽ hết sức nói tới quan điểm của Triệu Quốc Đống. Ba công ty sản xuất phân bón hàng đầu Trung Quốc gồm Hóa chất Á Châu, Hóa chất Trung Hải và Tổng công ty phân bón thuộc Tập đoàn Hóa dầu Trung Thạch. Phía Trung Thạch chủ yếu sản xuất đậm lân, hơn nữa theo hướng đi của Tập đoàn Trung Thạch thì tập đoàn này đang toàn diện muốn rút khỏi ngành sản xuất phân bón, không coi đây là lĩnh vực kinh doanh chính, dồn tâm lực chủ yếu vào ở lĩnh vực năng lượng. Hóa chất Trung Hải một khi cũng có động tác, như vậy Hóa chất Á Châu sẽ khá bị động. Tổng Giám đốc, có phải là không nói chuyện xong với Trầm Anh Phong? Trần Hàn Phong có chút lo lắng, y từ vẻ mặt của Lưu Thiện Đức có thể nhận ra gì đấy. Hàn Phong, bữa ăn hôm nay là bữa ăn tôi khó chịu nhất. Mặc dù cá nhân tôi có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, hơn nữa tôi cũng thừa nhận hắn nói có lý nhưng nếu như thật sự theo lời hắn, Ủy ban Kế hoạch Phát triển muốn ủng hộ công ty tư nhân đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nguồn nguyên liệu phân kali, còn yêu cầu hệ thống tài chính ủng hộ, như vậy áp lực đối với tập đoàn chúng ta là rất lớn. Lưu Thiện Đức nói khá nặng nề, tư tưởng của Triệu Quốc Đống làm y gặp áp lực rất lớn. Là công ty lớn nhất trong ngành phân bón, Lưu Thiện Đức đương nhiên không muốn vị trí đứng đầu biến mất trong tay mình, vì thế y phải có biện pháp ứng phó. Tổng Giám đốc, Hóa chất Trung Hải bọn họ không phải định xây dựng trụ sở phân kali mới ở Tân Cương sao? Chẳng lẽ bọn họ lại để cục diện đó xảy ra ư? Trần Hàn Phong trầm giọng nói. Ý kiến của Triệu Quốc Đống cũng không được lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Kế hoạch Phát triển ủng hộ, hơn nữa Trung ương không tán thành quan điểm này của hắn, hắn đây là vượt mặt cấp trên. Trước đó Hóa chất Á Châu dự định xây dựng trụ sở ở Tây Hải, cũng được tập đoàn nhất ý thông qua. Chỉ chờ có quy hoạch cụ thể là trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê duyệt. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống là phó chủ nhiệm phân công quản lý có quan điểm khác khiến cho tư tưởng xây dựng trụ sở của Hóa chất Á Châu ở Tây Hải sẽ trở nên ảm đạm. Lưu Thiện Đức lại lắc đầu. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm hắn có ấn tượng rất sâu, là người có ý chí kiên quyết. Lưu Thiện Đức có một cảm giác đó là chuyện đối phương đã xác định thì hắn sẽ dùng toàn lực thúc đẩy, đây là áp lực lớn nhất đối với hắn. Nếu như Hóa chất Á Châu cùng Hóa chất Trung Hải vẫn tiến hành đầu tư vào hai hạng mục Tây Hải cùng Tân Cương như cũ, như vậy công ty nhà nước sẽ tăng cường năng lực khống chế nguồn nguyên liệu ở trong nước, mà công ty tư nhân sẽ nhìn vào tài nguyên nước ngoài. Mà từ góc độ nào đó công ty nhà nước tăng cường đầu tư vào Tây Hải, Tân Cương cũng sẽ đẩy mạnh kinh tế khu vực Trung Tây phát triển, cũng sẽ tăng thêm năng lực tự cung cấp nguồn nguyên liệu. Nhưng nếu công ty tư nhân phát triển ra nước ngoài, nhất là ở mấy tỉnh có nguồn nguyên liệu phong phú bên Canada, như vậy cũng sẽ tăng cường năng lực của các công ty này. Nếu Ủy ban Kế hoạch Phát triển cùng Bộ Thương mại ủng hộ việc công ty tư nhân đi ra, như vậy cục diện lũng đoạn của Hóa chất Á Châu cùng Hóa chất Trung Hải sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, địa vị của công ty tư nhân trong ngành sẽ tăng nhanh, thậm chí có thể hình thành cục diện cạnh tranh với Hóa chất Á Châu cùng Hóa chất Trung Hải. Nguồn nguyên liệu phân kali của công ty tư nhân bây giờ về cơ bản nằm trong tay chúng ta. Bọn họ không hài lòng với cục diện này, mà khai thác tài nguyên phía Tây, bọn họ cũng rất khó nhúng tay cho nên ra nước ngoài là con đường duy nhất. Trên thực tế trước đó một vài công ty tư nhân cũng đã tiến hành khảo sát mong tiến hành khai thác ở Canada cùng Đông Nam Á như Lào, cũng đạt được vài thành quả. Bây giờ nếu Ủy ban Kế hoạch Phát triển có thái độ ủng hộ thì tôi nghĩ nguồn nguyên liệu bên Canada cùng Lào rất nhanh sẽ dần trở nên sáng tỏ. Quyển 18, chương 63. Trần Hàn Phong có chút tức giận. Trong lòng y khá coi thường Lưu Thiện Đức. Triệu Quốc Đống đã ra tay nhưng Lưu Thiện Đức còn nói mấy câu vô ích này. Bây giờ cần là làm như thế nào đối phó việc này, nó quan hệ đến quyền lực của Hóa chất Á Châu trên thị trường phân bón sau này. Trần Hàn Phong thậm chí cho rằng một khi năm sau Lưu Thiện Đức về hưu, mình lên làm Tổng Giám đốc cũng sẽ gặp phải nguy cơ này. Tập đoàn, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Quốc gia đã đưa ra chính sách phát triển phía Tây, quy hoạch của tập đoàn cũng phù hợp chính sách quốc gia. Đầu tư xây dựng trụ sở phân kali phía Tây là rất lớn, thời gian xây dựng lâu, công ty nhà nước chúng ta gánh vác trách nhiệm xã hội lớn, như vậy quốc gia cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo đầu tư của tập đoàn thu lại lợi ích. Trần Hàn Phong rất kiên quyết nói. Tôi đề nghị ngài nên lập tức báo cáo chuyện này với lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Kế hoạch Phát triển, lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia và lãnh đạo Quốc vụ Viện. Chuyện này nếu có quyết định thì muốn vãn hồi cũng không kịp. Lưu Thiện Đức có chút do dự. So sánh với quan điểm của Triệu Quốc Đống, tư tưởng của Trần Hàn Phong quá hẹp hòi, càng nhiều cân nhắc đến lợi ích của tập đoàn mà quên đi quan hệ cung cầu của xã hội. Sản xuất phân bón không đủ cung cấp, tìm kiếm nguồn nguyên liệu ở nước ngoài cũng là điều quốc gia vẫn ủng hộ,
chẳng qua bây giờ nhân vật chính đổi thành công ty tư nhân, điều này làm cho rất nhiều người do dự. Tôi suy nghĩ đã. Lưu Thiện Đức gật đầu nói. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ vào giường, Triệu Quốc Đống rất muốn nằm tiếp ở đó. 7 giờ sáng Lưu Nhược Đồng đã đi làm, cô hôm nay muốn cùng mấy đồng chí khác của ban thư ký tổ chức Thượng Hải bay sang Moscow tham gia một hội nghị. Sau đêm hôm đó cuộc sống vợ chồng hai người dù là chất lượng hay số lượng đều giảm đi nhiều, hai người cũng ý thức được điểm này, sau đó cũng cố gắng nên chất lượng quay lại. Có đôi khi ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không muốn quan hệ. Hai người bề ngoài vẫn duy trì sự bình thản nhưng vết rách một khi xuất hiện mà muốn hợp lại đâu có dễ, có lẽ cả đời cũng không giải quyết được. Âu Dương Cẩm Hoa đến 7 giờ 50 mới tới, còn có một thời gian nữa. Sau khi tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Triệu Quốc Đống có một cảm giác đó chính là các loại hoạt động và hội nghị rất nhiều, đủ các cuộc gặp mặt. Đây có lẽ cũng một phần do công việc của mình khá nhiều. Đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển hơn tháng, Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy mình khá độc lập tác chiến. Nếu như không phải Ứng Đông Lưu tới Bắc Kinh và ủng hộ hắn không ít, Triệu Quốc Đống thật sự cảm thấy mình có chút không duy trì nổi. Lười biếng nằm trên giường, Triệu Quốc Đống suy nghĩ miên man. Ứng Đông Lưu là lãnh đạo rất khôn khéo, Trung ương nhìn chúng y, điều y tới Tân Môn cũng là may mắn của Tân Môn. Tân Môn từ trước đến giờ vẫn là nơi tụ tập của các công ty nhà nước, kinh tế tư nhân không quá tích cực. Ứng Đông Lưu nếu muốn mở không gian mới cho Tân Môn thì cũng phải đi trên con đường rất khó khăn. Nhưng Ứng Đông Lưu cũng là người kiên nghị, một khi quyết định thì sẽ không quay đầu lại. Trước khi đi Ứng Đông Lưu tỏ thái độ rất rõ, dù khó khăn hơn nữa cũng cần cố gắng đi tới. Điều này cũng tạo ảnh hưởng rất lớn cho Triệu Quốc Đống. Ứng Đông Lưu cũng kiên trì không thỏa hiệp, chẳng lẽ mình gặp khó khăn là lui sao? Mình chẳng qua chỉ là làm ít công việc khá hư vô, tạo xu thế mà thôi. Mà Ứng Đông Lưu cần phải làm từng việc thực tế ở địa phương, chỉ sợ còn có áp lực công việc lớn hơn mình rất nhiều. Ứng Đông Lưu đã là cán bộ cấp bộ trưởng, thậm chí sang năm sẽ vào bộ chính trị mà vẫn như vậy, chẳng lẽ mình mới 36 tuổi mà lại sợ đầu sợ đuôi sao? Nghĩ vậy, Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu mình, tâm tính ương ngạnh cũng từ từ trỗi dậy. Mấy năm qua làm quan càng lớn, gan cũng càng nhỏ, chuyện gì cũng phải nghĩ mãi mới làm. Lúc ở Ninh Lăng làm bí thư, nắm quyền lực trong tay nên còn kiên định. Tới Điền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ tốt xấu còn có Thái Chánh Dương là người trẻ tuổi làm chỗ dựa, không có bao hạn chế. Nhưng bây giờ lại khác, hắn đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển mới cảm nhận nước sâu như thế nào. Đến tầm này thì có lẽ không tìm được ai giúp đỡ và ủng hộ mình. Đúng là vì nguyên nhân này làm Triệu Quốc Đống trong thời gian này cảm thấy mình bàng hoàng, bất lực. Mặc dù ở Ủy ban vẫn có vẻ như bình tĩnh, nhàn nhã, oai phong nhưng chỉ hắn mới biết mình rối rắm như thế nào. Có thể đến vị trí này còn chưa thỏa mãn sao? Chẳng lẽ mình ngồi đợi lấy lý lịch sau đó đợi đến lượt lên chức thành cấp bộ trưởng? Không, đây không phải điều mình muốn, Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Đưa mắt nhìn Bành Dũng Tiến biến mất sau cửa, Triệu Quốc Đống lúc này mới cẩn thận mở tài liệu trên bàn ra đọc. Hắn yêu cầu cục phối hợp ngành nghề điều tra chi tiết về tình hình kinh doanh, quy mô sản xuất của công ty tư nhân trong ngành phân bón, nhất là nhằm vào tình hình kinh doanh và tài chính của các công ty ở khu vực Duyên Hải. Quan điểm ủng hộ công ty tư nhân trong ngành phân bón đi ra nước ngoài của hắn đã dẫn tới nhiều tranh luận, nhất là tạo chấn động lớn cho lãnh đạo 3 công ty nhà nước khổng lồ trong ngành. Mà công ty tư nhân lại nửa tin nửa ngờ, cho rằng đây chẳng qua chỉ tỏ thái độ bằng miệng, khó có thể chính thức thay đổi cơ chế và hệ thống nhập khẩu nguồn nguyên liệu ngành phân bón. Việc đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc trên danh nghĩa là mở rộng. Nhưng sự ủng hộ trong từng hạng mục cụ thể lại có thái độ khác nhau. Công ty nhà nước có tài chính hùng hậu, nếu được chính sách quốc gia ủng hộ thì có thể dễ dàng đạt được hệ thống tài chính Trung Quốc ủng hộ. Mà công ty tư nhân lại khác, quốc gia mặc dù có chính sách như nhau nhưng muốn hệ thống tài chính ủng hộ thì rất khó khăn. Ví dụ như số tiền vay, thời hạn vay cũng khác. Hệ thống tài chính kiểm tra đối với công ty tư nhân rất nghiêm khắc, yêu cầu cao. Hiệu suất làm việc thấp, tỷ lệ thông qua thẩm tra rất thấp. Lôi Hướng Đông cũng nhiều lần thảo luận với Triệu Quốc Đống về vấn đề này. Đối với vấn đề đi ra của công ty tư nhân, Ngân hàng Phát triển Quốc tế đi đầu trong cả nước, nhưng hiện nay chủ yếu là ủng hộ hạng mục bình thường, ví dụ như ngành sản xuất chế tạo, hoặc là mấy ngành phục vụ, xây dựng thì cũng chỉ cho vay dưới 100 triệu. Từng đó tiền đối với ngành tài nguyên mà nói thì như một chén nước nhỏ. Mặc dù là vậy cũng có không ít dư luận đả kích Ngân hàng Phát triển Quốc tế đã thành ngân hàng dành riêng cho công ty tư nhân, gần như bỏ đi thị trường là công ty nhà nước.
Vì thế Lôi Hướng Đông nhiều lần viết bài phản kích, tỏ vẻ ngân hàng phát triển quốc tế ủng hộ công ty tư nhân phù hợp điều kiện ra nước ngoài phát triển lớn mạnh, nhưng đối với công ty tư nhân tiến vào ngành lại là vấn đề hoàn toàn khác. Lôi Hướng Đông cũng phải có thái độ cẩn thận, dù sao các công ty tư nhân này cần đến hàng tỷ, thậm chí mấy tỷ, ngân hàng phát triển quốc tế nếu mở lỗ hổng này nếu như không được chính sách ủng hộ rõ ràng thì Lôi Hướng Đông không dám làm thế. Nếu muốn phá lồng sắt này thì đầu tiên phải thay đổi về mặt chính sách, mà đây cũng là điểm Triệu Quốc Đống muốn làm. Công ty tư nhân tại đạt được tài chính ủng hộ kém hơn công ty tư nhân. Nếu công ty nhà nước có hạng mục lớn, các ngân hàng đều vui vẻ cho vay ngay lập tức, nhưng công ty tư nhân lại khác, muốn được ngân hàng cho vay là rất khó khăn. Sự khác biệt quá lớn này cũng chứng minh ai là quân chủ lực trong nền kinh tế quốc dân, ai mới là người Anh dẫn đầu. Mặc dù kinh tế tư nhân trong nước năm ngoái đã chiếm trên 50% tổng GDP toàn quốc, cống hiến về thuế, sử dụng người lao động cũng hơn xa kinh tế nhà nước, nhưng trong cuộc sống thực tế thì vẫn có đủ loại hạn chế đối với giới kinh tế tư nhân. Chính vì thế Triệu Quốc Đống vẫn hy vọng có đột phá trong một ngành sản xuất cụ thể nào đó, để tạo tấm gương, mà muốn như vậy cần chuẩn bị nhiều tài liệu. Chỉ dựa vào lực lượng của mình thì không thể thay đổi tất cả, mặc dù bây giờ đã xuất hiện vài xu thế phá băng nhưng Triệu Quốc Đống hy vọng mình có thể trợ giúp một phần sức lực để đẩy nhanh tiến trình hơn. Quyển 18, chương 6-14. Hắn lựa chọn đột phá ở ngành phân bón. Bởi vì từ tình hình thực tế của ngành phân bón hiện nay cơ sở cơ hội rất tốt. Nguồn nguyên liệu của Trung Quốc thiếu hụt, hơn nữa các tập trung ở khu vực phía Tây có hoàn cảnh thiên nhiên ác liệt, cơ sở vật chất lạc hậu. Mà theo nhu cầu phân đạm của ngành sản xuất nông nghiệp trong nước càng lúc càng tăng, nguồn nguyên liệu của Trung Quốc chỉ thỏa mãn chưa đầy 30% nhu cầu. Hơn nữa căn cứ theo một ít tin tức bí mật mà Ủy ban Kế hoạch Phát triển cùng Bộ Thương mại lấy được thì nhiều tập đoàn của nước ngoài đang muốn tiến vào thị trường phân bón Trung Quốc bằng cách sát nhập các công ty trong nước, qua đó tiến hành lũng đoạn gián tiếp, điểm này làm lãnh đạo Trung ương Trung Quốc khá cảnh giác. Âu Dương Cẩm Hoa chú ý thấy trong thời gian này sếp rất bận. Nghe nói lần trước trong hội nghị chủ nhiệm đề xuất của sếp bị bác bỏ nên sếp như hồ lô, trong thời gian này gần như không lên tiếng gì trong ủy ban cả. Ngoài công việc hàng ngày ra, thời gian của sếp ở văn phòng cũng nhiều hơn. Trong thời gian này công việc sếp sai làm cũng nhiều hơn, muốn tìm một loạt tài liệu, chẳng những giao nhiệm vụ cho mấy cục phụ trách, văn phòng, viện nghiên cứu chính sách, viện nghiên cứu kinh tế vĩ mô cũng yêu cầu mình liên lạc. Âu Dương Cẩm Hoa làm thư ký nên rất bận đến độ không có cơ hội đi gặp bạn gái. Chẳng qua sếp không mấy khi giao cho nhiệm vụ, Âu Dương Cẩm Hoa sao dám chậm trễ. Y cố gắng dùng hết mọi bản lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ sếp giao. Âu Dương, cậu lại đây một chuyến. Nghe sếp gọi, tinh thần Âu Dương Cẩm Hoa rung lên. Y biết sếp đang cân nhắc gì đó, thực tế y cũng đại khái nghĩ ra đôi chút, chẳng qua sếp không nói thì y chỉ có thể coi như không biết. Gần đây trong ủy ban có không ít lời đồn về sếp, ngay cả trong văn phòng cũng loáng thoáng nghe được. Âu Dương Cẩm Hoa là người khiêm nhường, quan hệ ở văn phòng khá tốt nên có người muốn tới tiết lộ một chút với y. Đương nhiên Âu Dương Cẩm Hoa cũng biết một vài người nói với mình cũng là nhằm vào sếp. Chừng mực trong đó Âu Dương Cẩm Hoa cũng hiểu được. Sếp có thể nói quá cứng rắn, quá giỏi. Mới đến hơn tháng đã làm cả ủy ban náo động, nghe nói bây giờ chủ nhiệm Tăng đều có chút sợ sếp mình lên tiếng trong hội nghị. Sếp mỗi lần lên tiếng đều tạo ra sóng gió, hơn nữa đều nhằm vào điểm nóng, ngay cả bên Bộ Thương mại và Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia cũng đều thò mũi sang Ủy ban người. Âu Dương Cẩm Hoa có bạn học làm ở văn phòng Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia, sau khi biết được mình làm thư ký cho chủ nhiệm Triệu đã kêu than mình lên xe cao tốc, hoặc là trực tiếp tới mục đích hoặc là ngã xe không dậy nổi, nói cũng khá khoa trương. Câu nói này cũng làm Âu Dương Cẩm Hoa khá lo lắng nhưng nghĩ chuyện này không phải do mình. Mình đã lên thuyền, dù thật sự là thuyền có lật thì hắn cũng chỉ có thể liều tới cùng. Chủ nhiệm, ngài tìm tôi. Âu Dương Cẩm Hoa vào thấy trên bàn làm việc của Triệu Quốc Đống đặt đủ các loại tài liệu và số liệu có mấy thứ do y mượn bên Viện Nghiên cứu Chính sách và Viện Kinh tế Vĩ mô, có chút thì do các cục đưa tới. Máy tính sách tay cũng mở ra, sếp còn đang lên mạng thu thập số liệu và tiến hành đối chiếu. Bây giờ trên mạng có đủ loại số liệu, đương nhiên thứ trên đó là rất nhiều thứ tạp nham, phải xem anh có năng lực phân biệt tìm ra thứ mình muốn không. Ừ, cậu sửa lại chút tài liệu này cho tôi, phải nhanh, phải chính xác. Ngoài ra cậu căn cứ tài liệu phân tích ra mà viết một bài cho tôi. Ừ, ở đây có vài thứ cậu có thể tham khảo một chút nhưng số liệu của bọn họ không quá chính xác, không quá toàn diện, chủ yếu là dựa theo tài liệu tỉnh cung cấp.
cậu chủ yếu tìm hiểu phương pháp phân tích của bọn họ, sau đó căn cứ mà viết ra tài liệu phân tích đưa cho tôi. Triệu Quốc Đống vỗ vỗ tập tài liệu, sau đó lại chỉ vào đống tài liệu mới in ra rất bình tĩnh nói. Làm nhanh nhưng phải có đầy đủ luận cứ, số liệu phải chính xác, có sức thuyết phục. Âu Dương Cẩm Hoa biết hôm nay mình thất hẹn với bạn gái, y không biết cứ như vậy thì bạn gái mình có bỏ mình không. Hắn không phải người gốc Bắc Kinh, coi như là người Bắc Kinh ới, tình hình gia đình không quá tốt, y có thể đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Công tác coi như tổ tiên phù hộ. Ít nhất sau khi biết tin mình làm thư ký cho Triệu Quốc Đống, ngay cả chủ tịch huyện ở quê cũng gọi tới, điều này làm Âu Dương Cẩm Hoa khá vui mừng nhưng cũng khẩn trương. Sếp rất thưởng thức mình vì có kinh nghiệm làm mấy năm ở tập đoàn Trung Cương, Hiệp hội Phát triển Ngành nghề nước ngoài, hàng ngày cũng thường hỏi tình hình công việc mấy năm qua của mình. Âu Dương Cẩm Hoa đánh giá mình được chủ nhiệm Triệu hài lòng phần lớn là do kinh nghiệm của mình ở hai đơn vị kia, mà không phải biểu hiện trong hai năm làm ở văn phòng Ủy ban Kế hoạch Phát triển của mình. Nếu không rời được thì hạ quyết tâm đi làm, tập tài liệu rất dày, chỉ có thể dùng cặp mới chứa hết được. Mấy thứ này lại không thể mang về nhà, quy định này Âu Dương Cẩm Hoa không cần người dạy. Đọc tài liệu rất tốn thời gian, tâm trí, mặc dù mơ hồ biết trong thời gian này sếp làm gì nhưng sếp không nói. Âu Dương Cẩm Hoa tuyệt đối không nhìn, không hỏi, đây là yêu cầu tối thiểu của một thư ký. Bây giờ mình có thể quang minh chính đại đọc mấy thứ này. Trong túi đầu tiên là số liệu về các công ty sản xuất phân bón lớn của Trung Quốc trong 3 năm qua, kể cả Á Châu, Trung Hải, Lỗ Bắc, Lỗ Tây, từ nhập khẩu nguyên liệu đến nguồn cung trong nước, từ năng lực sản xuất đến năng lực vận chuyển, tiêu hao năng lượng, số liệu rất đầy đủ hơn nữa còn có biểu đồ thống kê đơn giản. Túi thứ hai là số liệu về sản lượng nguyên liệu phân kali của các mỏ lớn bên Canada, từ cơ cấu cổ đông của tập đoàn phân kali Canada, lợi nhuận của tập đoàn hóa chất Á Châu mấy năm qua. Từ tình hình tiêu thụ của mấy nước Nga, Mỹ có thể nói tập tài liệu này khá tường tận. Âu Dương Cẩm Hoa đánh giá muốn đọc hết đống tài liệu này phải mất 1-2 ngày, chẳng qua cũng may tài liệu đã được thống kê và sửa sang qua, chỉ cần so sánh là ra được, phân tích phán đoán cũng dễ hơn. Sau đó mình chỉ cần tổng hợp tài liệu rồi viết bài là đủ. Mặc dù Triệu Quốc Đống không có nói rõ cần Âu Dương Cẩm Hoa viết gì nhưng Âu Dương Cẩm Hoa cũng dễ dàng đoán ra được. Kết hợp lời phát biểu của sếp trong hội nghị ngành phân bón toàn quốc, thằng ngu cũng biết sếp muốn chứng thực việc gì. Nhanh như vậy Âu Dương Cẩm Hoa đã giao bản thảo lên đúng là làm Triệu Quốc Đống rất kinh ngạc. Một tập giấy dày không gõ máy mà viết bằng chữ khá đẹp. Triệu Quốc Đống phất tay ra hiệu Âu Dương Cẩm Hoa ngồi xuống. Hắn muốn xem trình độ sinh viên Đại học Bắc Kinh. Thực tế hắn cũng không hiểu mấy về Âu Dương Cẩm Hoa, hắn chỉ muốn xem năng lực nghiệp vụ của Âu Dương Cẩm Hoa mà thôi. Hắn vốn tưởng Âu Dương Cẩm Hoa ít nhất cũng mất 3, 5 ngày mới đưa ra bản thảo, vậy mà chỉ mất 2 ngày. Ừ, Triệu Quốc Đống khá hài lòng với hiệu suất làm việc như vậy, chẳng qua còn phải xem chất lượng như thế nào. Quyển 18, chương 65. Hấp dẫn Triệu Quốc Đống không phải chữ viết mà là nội dung. Mặc dù chỉ là nhằm vào ngành phân bón nhưng lý luận có trình độ cao, đứng ở góc độ phù hợp vị trí của Triệu Quốc Đống. Nhìn ánh mắt vẫn còn tơ máu của Âu Dương Cẩm Hoa, Triệu Quốc Đống cũng có chút không yên tâm. Không ngờ cậu ta khá thành thật, cố sức viết bài cho mình. Dần dần mày Triệu Quốc Đống giãn ra, bài viết này rất đáng đọc, số liệu đầy đủ nhưng không lộ ra xuất xứ từ đâu, đây là tài liệu công khai với giới truyền thông nên cần vài thứ tân trang và giảm sóc. Tổng thể mà nói viết khá được. Chẳng qua có lẽ lần đầu viết bản thảo như vậy nên thiếu vẻ nghiêm cẩn. Chẳng qua đây là điều Triệu Quốc Đống đã đoán trước, dù sao hắn không yêu cầu rõ ràng, Âu Dương Cẩm Hoa có thể viết được như thế này là không dễ. Lại đây Âu Dương, tôi biết cậu rất vất vả nhưng rèn kiếm phải nhân lúc còn nóng, tôi sửa qua rồi cậu chỉnh lại một chút. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Đây, cậu xem, ở vấn đề này thì phải bỏ sắc thái tình cảm, chúng ta không phải viết văn. Không phải viết chiến thư mà phân tích sự tồn tại khách quan và đưa ra biện pháp xử lý. Ừ, số liệu cụ thể không cần, người sáng suốt đều biết. Đúng, cậu hiểu rồi đó, đi sửa lại một chút, trước 6 giờ chiều mai đưa cho tôi là được. Lịch sử không phải đã nói rồi sao? Đại gian đại ác cùng đại anh hùng đại hào kiệt cùng sinh ra trên một con đường. Tất cả đều do hậu nhân đánh giá, góc độ khác nhau thì có cái nhìn khác nhau. Có lẽ đứng ở góc độ công ty nhà nước thì Triệu Quốc Đống là ác nhân điển hình, muốn phá vỡ địa vị lũng đoạn, muốn giúp công ty tư nhân cạnh tranh thị trường của bọn họ. Nhưng đối với công ty tư nhân thì sao?
Âu Dương Cẩm Hoa biết rõ hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân liên tục yêu cầu Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia tham gia các cuộc hội thảo, tọa đàm, mục tiêu chính là nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống, hy vọng Triệu Quốc Đống có thể lên tiếng phát biểu. Nhưng Ủy ban không đồng ý, bản thân sếp cũng khéo léo từ chối. Sếp bây giờ đang đứng trên làn đạn, không biết bản thân sếp có nhận ra hay không. Dù sao Âu Dương Cẩm Hoa là thư ký cũng thấy lạnh trong người, nhìn nghiên cứu quỷ dị của các cục trưởng, các đồng nghiệp ra vẻ ân cần thăm hỏi, nhưng bản thân Âu Dương Cẩm Hoa biết đây đều là do hoàn cảnh của sếp trong thời gian này không quá ổn. Em đừng để ý lời nói của người khác, sếp nếu thật sự không xong như vậy thì em nghĩ Trung ương ngu hết sao? Sẽ điều sếp tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia ư? Chẳng lẽ Trung ương không biết Ủy ban Kế hoạch Phát triển là làm gì ư? Điểm này Âu Dương Cẩm Hoa biết rõ. Y vẫn cảm thấy Triệu Quốc Đống ở độ tuổi này có thể đi lên vị trí đó chỉ sợ không đơn giản chỉ có chỗ dựa hoặc năng lực mạnh. Trung ương tại sao điều Triệu Quốc Đống tới vị trí này? Chẳng lẽ không biết những điều Triệu Quốc Đống đã làm trước đây ư? Ủy ban Kế hoạch Phát triển gọi đầy đủ là gì? Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia. Phát triển gì, cải cách gì? Đó chính là muốn phát triển kinh tế quốc dân, phát triển kinh tế xã hội, cải cách lạc hậu, cải cách thể chế không hợp thời cuộc. Lấy phương pháp dần dần để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, loại bỏ những điều không hợp lý, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội. Đây là chức năng cơ bản của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Nếu là trách nhiệm này, vậy Triệu Quốc Đống mới 35, 36 tuổi đã được điều tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển làm phó chủ nhiệm, hơn nữa còn phân công quản lý Cục Vận hành Kinh tế, Cục Phối hợp Ngành nghề, Cục Lợi dụng Đầu tư nước ngoài và Đầu tư nước ngoài, Cục Sản nghiệp Công nghệ cao, Cục Kinh tế Thương mại. Năm cục lớn và quan trọng, chẳng lẽ thật sự là do một phút thiếu suy nghĩ của lãnh đạo? Đây là điều không thể. Không tính mấy năm học đại học, Âu Dương Cẩm Hoa coi như đã làm mấy năm ở Tập đoàn Trung Cương, Hiệp hội Phát triển Ngành nghề nước ngoài, vì thế y coi như quen tai quen mắt với các loại quan hệ giữa chính quyền và công ty. Hiện nay công ty nhà nước và công ty tư nhân cạnh tranh nhau nếu không có ưu thế tài chính và sự bảo vệ về mặt chính sách của quốc gia. Như vậy công ty nhà nước căn bản không thể nào chống lại được công ty tư nhân có cơ chế linh hoạt, hiệu suất làm việc cao, hiệu quả kinh doanh tốt. Mà đúng vì chính sách quốc gia và sở hữu tài chính, tư bản hùng hậu nên khiến cho công ty nhà nước không muốn tiến hành cải cách cơ chế, chỉ muốn dựa vào sự che chở của chính sách quốc gia mà lũng đoạn, vì thế mới hình thành cục diện hiện nay. Triệu Quốc Đống hoàn toàn chính là người muốn phá vỡ chế độ này. Triệu Quốc Đống lúc làm ở Ninh Lăng và Điền Nam cũng đã có một số bài viết. Sau khi xác định Triệu Quốc Đống thành sếp mới của mình, Âu Dương Cẩm Hoa cũng đã chăm chú đọc các bài viết trong mấy năm qua của Triệu Quốc Đống. Âu Dương Cẩm Hoa phát hiện lúc Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã rất khuyến khích công ty tư nhân phát triển, tạo hoàn cảnh tốt đẹp cho công ty tư nhân sinh tồn, khuyến khích công ty tư nhân tiến vào cạnh tranh ở lĩnh vực công cộng. Đồng thời Triệu Quốc Đống còn cùng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc tế, Lôi Hướng Đông cùng viết ra bài viết hệ thống tài chính cần xúc tiến và bồi dưỡng công ty tư nhân đi ra nước ngoài. Thậm chí lúc làm trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, Triệu Quốc Đống còn viết một bài về chủ trương thu hút kinh tế tư nhân tiến vào xây dựng cơ sở vật chất công cộng, đây rõ ràng là tạo xu thế cho cao tốc Côn Văn, Điền Nam. Nhưng mà tổng giám đốc các tập đoàn nhà nước kia đều là người đạp đất là làm đất run lên. Em thấy chủ nhiệm bên em gặp các vị tổng giám đốc này đều khá khách khí. Quách Hiểu lắc đầu nói. Em cảm thấy sếp Triệu bên anh là làm mọi người cùng tức giận. Nếu như tổng giám đốc tập đoàn nhà nước đều có ý kiến với chủ nhiệm Triệu, vậy em thấy vị trí của chủ nhiệm Triệu sợ là không vững. Âu Dương Cẩm Hoa cười ha hả nói. Tiểu Yểu, em cũng đừng lo lắng thừa như vậy. Đây là Ủy ban Kế hoạch Phát triển bên anh, không phải Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia. Ủy ban Kế hoạch Phát triển là muốn phụ trách với cả nước, không phải chỉ phụ trách với công ty nhà nước. Công ty nhà nước chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Nhân viên các công ty nhà nước cũng là một bộ phận rất nhỏ trong tổng dân số Trung Quốc, mà mấy tập đoàn kia càng là bộ phận cực nhỏ. Anh nói thì nhẹ nhàng, nhưng Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia không phải cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện sao? Anh cho rằng làm mất lòng nhiều tập đoàn nhà nước như vậy là có lợi sao? Quách Hiểu không cho là đúng. Tổng giám đốc các tập đoàn nhà nước đều có năng lực rất mạnh. Chủ nhiệm Triệu của anh không phải từ địa phương lên sao? Hắn đây là không biết nước ở đây sâu hay nông, khi hắn biết thì có khi đã muộn rồi. Hắn có hại không sao, nhưng anh làm sao bây giờ? Anh làm thư ký cho hắn, không phải thành cá nằm trên thớt sao? Âu Dương Cẩm Hoa nở nụ cười. Tiểu Yểu, em đánh giá quá thấp trí tuệ của chủ nhiệm Triệu rồi.
Em nghĩ xem chủ nhiệm mới 36 tuổi có thể đi lên vị trí phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, bất cứ phó chủ nhiệm nào bên anh ít nhất cũng hơn chủ nhiệm Triệu 10 tuổi. Em cảm thấy chủ nhiệm Triệu sẽ ngu hơn em, kiến thức nông cạn hơn em sao? Hay là chủ nhiệm Triệu quá may mắn nên được lãnh đạo tùy ý điểm danh lựa chọn? Tỉnh lại đi, cứ nhìn xem, anh đoán không bao lâu nữa mọi việc sẽ sáng tỏ. Quyển 18, chương 66. Không thể không nói Âu Dương Cẩm Hoa có năng lực khá tốt, khi bao người ở trong Ủy ban Kế hoạch Phát triển đều cho rằng Triệu Quốc Đống không ổn, thì cũng có một số ít người nhìn ra vài vấn đề. Chủ nhiệm Thạch, tôi thấy trong khoảng thời gian này tinh thần của chủ nhiệm Triệu không được tốt, không thích gặp người, cũng không ra ngoài, có phải bị bệnh không? Phó trưởng Ban Thư ký Sử Minh Quân một bên rót rượu cho Thạch Đức Kiến rồi thuận miệng nói. Trong Ủy ban, Thạch Đức Kiến coi như có tư cách khá cao. Từng bước từ trưởng ban đến phó cục trưởng, cuối cùng đến Liêu Đông rèn luyện một năm rồi về ủy ban làm phó chủ nhiệm. Nếu nói về tư cách ở ủy ban kế hoạch phát triển thì ngoài phó Tuyền ra là đến lượt y, ngay cả Đồng Lập Quốc cũng kém hơn y một chút. Chẳng qua Đồng Lập Quốc trước đó từng làm thường vụ tỉnh ủy, bí thư thị ủy thành phố Tấn Dương, tỉnh Tấn, sau đó từ vị trí này tới ủy ban kế hoạch phát triển làm phó chủ nhiệm, vị trí cao hơn Thạch Đức Kiến. Hơn nữa Tằng Trạch Quang cũng là người tỉnh Tấn nên quan hệ hai người kia khá tốt. Vì vậy ở ủy ban hiện nay nếu Phó Tuyền đến tuổi về hưu thì khả năng Đồng Lập Quốc lên làm phó bí thư đảng ủy là rất lớn. Lão Sử, anh nói không ổn, gì mà tinh thần không tốt. Lời này của anh nếu có ai khác nghe được thì sẽ có vấn đề đó. Thạch Đức Kiến không hề khách khí phê bình. Thạch Đức Kiến và Sử Minh Quân có quan hệ mật thiết, vợ Thạch Đức Kiến là người Lạc Dương, Sử Minh Quân cũng là người Lạc Dương. Coi như đồng hương, có quan hệ này ở bên trong nên hai người dần dựa vào nhau. Chủ nhiệm, Lão Sử không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy tinh thần chủ nhiệm Triệu tháng trước rất tốt, tham gia hội nghị gì cũng đều hưng phấn nhưng thời gian này hình như không thấy chủ nhiệm Triệu tham gia hội nghị gì, cũng không nghe nói ra ngoài điều tra, khảo sát, đây không phải là có biến hóa sao. Sắp tới sẽ diễn ra hội nghị trao đổi kỹ thuật của các công ty vừa và nhỏ APEC ở Lam Đảo, ủy ban nhất định có một phó chủ nhiệm tham gia. Chủ nhiệm Triệu về lý thuyết sẽ đi do phụ trách cục sản nghiệp công nghệ cao. Lão Sử chỉ lo chủ nhiệm Triệu có thể đi hay không mà thôi. Cục trưởng cục ngành nghề chung, Tần Cảnh Nguyên ở bên vội vàng giảng hòa. Lão Tần, anh không cần nói giúp Lão Sử, tôi còn không biết ý của y sao. Trong thời gian này ủy ban có đủ lời đồn, nói này nói kia. Hừ, trong hội nghị đảng ủy lần tới tôi sẽ nói ra, phải chỉnh đốn không khí này. Lão Hứa dạo này ít giám sát ủy ban nên mới có ruồi muỗi vo ve. Thạch Đức Kiến có chút khó chịu nói. Có tinh thần thì đi làm việc, đừng có suốt ngày suy nghĩ đâu đâu. Bị Thạch Đức Kiến nói như vậy, mấy người kia đều có chút xấu hổ. Chẳng qua dạo gần đây ủy ban đúng là có đủ loại tin tức, nhất là lời đồn vây quanh Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đưa ra ý kiến đi khảo sát hai tỉnh Tần, Tấn bị hội nghị chủ nhiệm gác lại càng khiến mọi người suy nghĩ nhiều hơn. Theo lý thuyết xuống dưới điều tra khảo sát là bình thường, phó chủ nhiệm mới tới đi xuống dưới xem một chút trong phạm vi chức trách của mình cũng là cách quen thuộc công việc. Nhưng lại bị bác bỏ, trên danh nghĩa nói ủy ban gần đây nhiều việc, tiếp đón nhiều, nhưng ủy ban kế hoạch phát triển nhiều người như vậy, ngày nào tháng nào không nhiều việc, không nhiều cuộc tiếp đón. Lý do này không ổn. Hơn nữa nghe nói mấy bài phát biểu của Triệu Quốc Đống trong thời gian trước cũng khiến Tằng Quyền Quân bất mãn. Còn có lời đồn Phó Thủ tướng Tô Giác Hoa phụ trách công nghiệp có cái nhìn với lời phát biểu của Triệu Quốc Đống, mấy nhân tố này gộp lại tạo thành một cơn gió càng lúc càng mạnh. Thấy không khí bàn rượu hơi trầm xuống, Thạch Đức Kiến có chút bất đắc dĩ nói. Nào, tôi cũng là vì tốt cho mọi người, việc bên trên không phải chúng ta có thể hiểu rõ, nhưng có một điểm tôi phải nhắc mọi người đừng có nghĩ bên dưới tạo dư luận là sẽ có tác dụng. Các anh cho rằng lãnh đạo mấy công ty hò hét, mạnh miệng là được gì đó ư? Không xem mình ở vị trí nào. Thạch Đức Kiến lộ ra mùi vị khác thường, Tần Cảnh Nguyên và Cục trưởng Cục Đầu tư Tài sản Công Hoàng Vĩnh Húc nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Chủ nhiệm, chúng tôi cũng là quan tâm đến chủ nhiệm Triệu. Chủ nhiệm Triệu mới tới nên có thể không hiểu rõ tình hình, còn cần thời gian thích ứng. Ngài thấy đó, chủ nhiệm Hà làm rất thuận lợi, nhưng bên kia chủ nhiệm Triệu nghe nói Lão Trang có tranh cãi với chủ nhiệm Triệu thì phải. Hoàng Vĩnh Húc rất tự nhiên nói. Đâu ra có việc này? Tên Trang Vân Lộc tôi còn không biết sao, nước ở ủy ban sâu như thế nào chẳng lẽ hắn không biết? Thạch Đức Kiến khinh thường nói. Các anh đó, đừng có mà quan tâm mấy việc này, có phải là thấy ở cục quá dễ dàng muốn tìm việc để nói không? Hắc hắc, chủ nhiệm,
chúng tôi không phải tìm đề tài lúc ăn uống sao? Nếu không bữa ăn sẽ không thú vị. Tần Cảnh Nguyên nở nụ cười nói. Thạch Đức Kiến khá giỏi trong cách xử lý các mối quan hệ, mấy vị cục trưởng bên dưới đều được thuần phục. Đương nhiên điều này cũng có nguyên nhân do năng lực và lý lịch của y. Mấy cục trưởng, trưởng ban bên dưới trong công việc nếu muốn qua loa lừa hắn thì chính là tìm đường chết. Thạch Đức Kiến đương nhiên biết mấy vị cục trưởng bên dưới mình muốn nghe ngóng gì. Hơn tháng qua biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển đã gây xôn xao dư luận. Chẳng những làm Tằng Trạch Quang đau đầy, ngay cả phó tuyển trước đó đề cử Triệu Quốc Đống phụ trách cục vận hành kinh tế cùng cục phối hợp ngành nghề chắc cũng thấy mình sai. Có phải nên tính việc điều chỉnh phân công của Triệu Quốc Đống không? Nhưng sự thật là như vậy sao? Thạch Đức Kiến không cho rằng như vậy. Với kinh nghiệm công tác nhiều năm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia của y, Triệu Quốc Đống quyết không phải người lỗ mãng. Nói đùa à, có thể làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy một năm đầy thành công, trước đó còn làm bí thư thị ủy nhiều năm, anh nếu coi hắn như kẻ cùng độ tuổi, tưởng hắn chỉ dựa vào lai lịch và may mắn thì là quá sai lầm. Không đợi Thạch Đức Kiến lên tiếng, Hoàng Vĩnh Húc đã nói. Chủ nhiệm, tôi thật ra nghe được một ít cách nói bên ủy ban tư vấn về chính sách thương mại quốc gia khá oán giận một vài quan điểm của chủ nhiệm Triệu. Thậm chí có mấy vị tổng giám đốc còn tuyên bố quan điểm của chủ nhiệm Triệu phủ nhận công ty nhà nước là trụ cột của nền kinh tế quốc dân, nói quan điểm này rất âm hiểm, đẩy các ngành nghề quan trọng của quốc gia vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hừ, đám người ở bên ủy ban tư vấn về chính sách thương mại quốc gia đương nhiên nói cho lợi ích của bọn họ, phủ nhận tác dụng của bọn họ ư. Tôi thấy không cần phủ nhận thì trong lòng bọn họ cũng biết rõ. Nghe tiếng nói của dân chúng, của xã hội xem. Một đám công ty nhà nước ỷ có thực lực tài chính mạnh nên lũng đoạn không ít ngành. Bây giờ thấy ngành bất động sản phát triển nhanh lại lao vào thị trường bất động sản như ong vỡ tổ, không kiêng nể mua đất, tích trữ, xây nhà, tranh lợi với dân, hơn nữa giá nhà tăng cao như vậy khó tránh khỏi có những người gây sóng gió. Bây giờ đám người kia không ngờ còn mặt mũi ở đó mà nói gì mà nguy hiểm tới ngành nghề quan trọng của quốc gia. Tôi thấy chính thức nguy hiểm tới ngành nghề quan trọng của quốc gia chính là do các chính sách bảo vệ công ty nhà nước. Hoàng Vĩnh Húc cùng Tần Cảnh Nguyên cũng thật không ngờ Thạch Đức Kiến lại nói như vậy, cả hai đều thầm kinh hãi. Thạch Đức Kiến nổi tiếng trung lập ở ủy ban, tuy nói Thạch Đức Kiến có quan hệ không tốt với Đồng Lập Quốc nhưng bề ngoài không ai nhìn ra mánh khóe. Ngoài một ít người làm việc lâu năm ở ủy ban ra thì người từ ngoài tới sẽ không biết việc này. Sao, cảm thấy tôi nói không quá khách khí nên bất ngờ ư? Thạch Đức Kiến biết ngay suy nghĩ của mấy người kia. Hắc hắc, chủ nhiệm, đúng là có chút bất ngờ. Không ngờ quan điểm của ngài lại giống chủ nhiệm Triệu. Tần Cảnh Nguyên nghe ra một ít nên vội vàng nói. Lão Tần, anh đừng định vòng vo trước mặt tôi biết các anh nghĩ gì, thực ra rất đơn giản, xem biểu hiện của bên trên là biết mà. Thạch Đức Kiến cũng không muốn nói nhiều với bọn họ. Chủ nhiệm, chúng tôi đều nhìn biểu hiện ở bên trên nhưng bên trên chưa tỏ vẻ gì giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không rõ chuyện lớn như vậy chẳng lẽ bên trên giả câm giả điếc. Sử Minh Quân cũng khó hiểu nên nói. Lão Sử, sao anh biết bên trên giả câm vờ điếc? Thạch Đức Kiến hừ một tiếng. Nhưng đúng là không có phản ứng gì. Sử Minh Quân có chút hoang mang nói. Không phản ứng gì không phải là một loại thái độ sao? Thạch Đức Kiến lắc đầu nói. Lão Sử, uổng cho anh làm phó trưởng ban thư ký, chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng không nhìn ra? Triệu Quốc Đống nói rõ quan điểm của mình trong hội nghị cấp quốc gia. Điều này có thể nói là phá vỡ quan điểm hiện hành, ý này mọi người sao không rõ? Không phải là muốn phá vỡ đặc quyền nhập khẩu nguồn nguyên liệu phân kali của mấy tập đoàn nhà nước sao? Khuyến khích công ty tư nhân đi ra nước ngoài, như vậy không phải Á Châu, Trung Hải sẽ không còn hoàn toàn khống chế nguồn nguyên liệu sao? Quyền 18, chương 67. Thấy được điểm này không chỉ có mình Thạch Đức Kiến, chủ nhiệm Tằng Quyền Quân cũng thấy được một chút. Vấn đề Triệu Quốc Đống đưa ra không phải ý tưởng gì mới, ở ủy ban đều là người làm trong lĩnh vực kinh tế nhiều năm sao không nhìn ra được. Nhưng chỉ mình Triệu Quốc Đống dám can đảm nói thẳng, nói thật như vậy, điểm này Tằng Quyền Quân không khỏi khâm phục Triệu Quốc Đống. Đúng là vì nguyên nhân này nên y mới im lặng khi Triệu Quốc Đống trình bày quan điểm, muốn làm gì thì cứ làm, cũng không tạo cho bên ngoài có cảm giác mình ủng hộ hay phản đối Triệu Quốc Đống, cũng không ngăn cản Triệu Quốc Đống tiếp tục triển khai công việc theo ý của mình. Tằng Quyền Quân có một cảm giác đó chính là Trung ương đặt Triệu Quốc Đống tới vị trí này nhất định là có mục đích sâu xa, nhất là Phó Thủ tướng Tiền Việt chỉ đích danh để Triệu Quốc Đống tới vị trí này rõ ràng là để hắn gánh vác trọng trách, vấn đề trong đó đáng để suy nghĩ.
theo lý thuyết Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy, lý lịch không quá phong phú thì không thích hợp tới vị trí mẫn cảm này, nhưng nghe nói Phó Thủ tướng Tô Giác Hoa cũng có thái độ đồng ý việc điều chỉnh này, càng quan trọng hơn là Phó Chủ tịch cũng bật đèn xanh. Tăng Quyền Quân biết Chư Hiền không tán thành điều chỉnh Triệu Quốc Đống, mà có thể làm Chư Hiền thay đổi thái độ ngoài Phó Chủ tịch ra thì Tăng Quyền Quân gần như không nghĩ ra ai khác. Ban tổ chức cán bộ Trung ương đưa ra ý kiến trưng cầu Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch đồng ý điểm này, tổng hợp thái độ mấy vị lãnh đạo Trung ương, lại nghĩ đến xã hội dần xn tiếng phê bình, Tăng Quyền Quân cảm thấy sợ rằng Trung ương cũng ý thức được điểm này, vì thế muốn tiến hành đột phá. Bắt đầu từ năm trước Quốc vụ viện đưa ra quy định 36 điều về phát triển kinh tế phi công hữu, đầu năm nay trong hai hội nghị của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân và Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc đều có đại biểu phê bình các cơ quan hành chính đều tạo khó khăn cho kinh tế tư nhân, tạo ra hiện tượng cửa kính, mà ở trong một ít ngành sản xuất mang tính lũng đoạn, công ty nhà nước dùng quy mô ưu thế và tư bản, tài chính đã ngăn cản công ty tư nhân tiến vào. Hơn nữa thu nhập của nhân viên các công ty tư nhân cũng kém xa so với công ty nhà nước. Công ty nhà nước thiếu cảm giác trách nhiệm xã hội cũng được đăng đầy trên mạng. Mà hiện nay mạng rất phức tạp, dư luận trên mạng càng lúc càng quan trọng, Trung ương và địa phương cũng càng lúc càng chú ý đến dân ý biểu hiện trên mạng, Tăng Quyền Quân cũng không ngoại lệ. Gần như tối mỗi ngày y đều lên mấy trang web tin tức tổng hợp đọc, tìm hiểu dân ý, xem mấy vấn đề nóng mà dân chúng chú ý có liên quan tới công việc của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia không. Những lời phản đối vì thu nhập của nhân viên các công ty nhà nước trong ngành sản xuất lũng đoạn càng lúc càng lớn, yêu cầu mở các ngành này cho phép công ty tư nhân tiến vào cũng là trào lưu chính. Mà căn cứ theo xếp hạng của các trang điều tra về trách nhiệm xã hội thì các công ty trong mấy ngành lũng đoạn như năng lượng, thông tin đều xếp ở vị trí cuối. Mặc dù chưa chắc đã chính xác hoàn toàn nhưng đủ thấy ý dân phản cảm các công ty lũng đoạn tới như thế nào. Mấy vấn đề này nếu không chú trọng chỉ sợ các công ty kia về sau sẽ thành cái đích để mọi người chỉ trích. Nhưng muốn giải quyết vấn đề này là dễ sao? Sau lưng là những quần thể lợi ích không với năng lượng cực lớn chỉ sợ không ai không biết. Công ty nhà nước vẫn là trụ cột của nền kinh tế quốc dân, bây giờ lại muốn ảnh hưởng đến cục diện này thì không thể không làm mọi người suy nghĩ. Lời phát biểu của Triệu Quốc Đống rất vang vọng, mặc dù biểu hiện chỉ là quan điểm cá nhân của hắn. Nhưng Tăng Quyền Quân không tin lãnh đạo Trung ương không nhìn thấy điểm này. Tiếng phản đối của các tập đoàn nhà nước khổng lồ chỉ sợ sớm đã phản ánh lên đến lãnh đạo Trung ương, nhưng đến bây giờ vẫn không có âm thanh rõ ràng nào. Trung ương giống như không ngại việc tiếp tục lên men. Gần đây Triệu Quốc Đống mặc dù im ắng nhưng không có nghĩa hắn không làm gì. Tăng Quyền Quân rất lo lắng Triệu Quốc Đống có phải có suy nghĩ càng lớn, càng sâu sắc hơn không. Đây là lần đầu Tăng Quyền Quân cảm thấy lo lắng vì một cấp phó của mình. Nhất là khi Trung ương chưa tỏ thái độ, y không tiện quá đáng can thiệp vào lời nói, hành vi của Triệu Quốc Đống. Từ góc độ nào đó thì lời nói, hành vi của Triệu Quốc Đống cũng không có gì quá đáng. Ví dụ yêu cầu công ty tư nhân tham gia cuộc tọa đàm, gặp mặt phía Guinea cũng không phải hành vi quá đáng, không đi ngược lại chính sách, quy tắc. Nếu thật sự muốn tìm lý do cùng lắm là đụng chạm quyền lực đặc thù của tập đoàn nhà nước khổng lồ như Hoa Lữ, Ngũ Quáng mà thôi. Nhưng đặc quyền thì sao chứ? Có căn cứ pháp luật không? Tăng Quyền Quân không khỏi nhớ lại câu nói mà Triệu Quốc Đống đặt ra trong hội nghị chủ nhiệm lần trước. Có lẽ đúng là cần phải có dòng máu mới đến thúc đẩy các tập đoàn nhà nước khổng lồ thay đổi. Quốc Đống, cậu không sợ về bộ năng lượng bị mọi người nhổ nước bọt chết đuối sao? Ích cười cười rót rượu cho Triệu Quốc Đống. Tôi dám nói cậu bây giờ mà đến bộ năng lượng tuyệt đối 100% mọi người quay đầu lại nhìn, không chừng có vài người muốn lao lên cắn cậu. Ồ! Thịt trên người tôi thơm như thịt đường tăng hay sao mà nhiều người muốn cắn như vậy? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt cầm chén, không ngờ Đồng Minh Đường lại thích loại rượu bích ngọc nhũ của Ninh Lăng này. Hắc hắc, còn thịt đường tăng ư? Bao người muốn cắn cậu không do thịt cậu ngon, nhưng đó đều là người muốn hy vọng cậu ngã xuống, trọn đời không xoay người được. Đồng Minh Đường mỉm cười nói. Trong đó bao gồm cả tôi đều nghe được câu nói của cậu rồi cảm thấy đây là cậu muốn phá bát cơm của chúng tôi. Đến mức như vậy không? Tôi chỉ phát biểu quan điểm của mình mà thôi, mọi người không nên căm thù tôi như vậy chứ. Triệu Quốc Đống cũng cười cười trêu chọc. Đây không phải quan điểm của riêng tôi thấy trong giới kinh tế có không ít người thảo luận hăng say về quan điểm này, chủ yếu nằm ở chỗ Trung ương có tán thành và phổ biến hay không mà thôi. Quốc Đống, nhưng cậu tỏ thái độ lại khác, cậu là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, điều này có nghĩa cậu lên tiếng khác hẳn các chuyên gia kinh tế kia. Đồng Minh Đường liên tục lắc đầu,
y đương nhiên không tin Triệu Quốc Đống hưng phấn nên mới nói như vậy. Y bây giờ muốn hiểu chính là Triệu Quốc Đống nói như vậy có phải có ý nghĩa sâu hơn không? Nếu là đúng, như vậy Đồng Minh Đường nghĩ mình cần phải sớm có hành động. Không tính là đầu cơ nhưng ít nhất cũng giúp tập đoàn có kế hoạch trước các tập đoàn khác. Đồng ca, có một số việc nhất định sẽ diễn ra. Tôi tỏ thái độ như thế nào không quan trọng, chủ yếu là dân ý. Trung ương bây giờ càng lúc càng chú ý dân ý giờ đã lên một độ cao nhất định, mỗi ngày nghe nhiều một chút là anh sẽ thấy sự thay đổi đó. Lắc lắc chén rượu, mùi rượu làm Triệu Quốc Đống có cảm giác về thời gian lúc mình ở Hoa Lâm, Ninh Lăng, có lẽ mình nên dành thời gian quay về Ninh Lăng nghỉ phép. Triệu Quốc Đống nở nụ cười, thấy Đồng Minh Đường vẫn còn đang suy nghĩ, hắn rất tự nhiên nói. Anh cũng đừng mong nghe ngóng gì ở chỗ tôi, đến bây giờ cũng chưa có vị lãnh đạo nào nói rõ thái độ với tôi. Mà Đồng ca, trước mặt anh tôi cũng không cần che giấu gì. Tôi cảm thấy bên trên không tỏ thái độ rõ ràng có lẽ là có thể nhìn ra một chút gì đó. Lời này tôi chỉ có thể nói với anh. Quốc Đống, nói đến mức này tôi cũng không giấu cậu. Bây giờ trong các công ty vẫn đang thảo luận điểm này, nhất là tổng giám đốc mấy tập đoàn khí đốt càng đang suy nghĩ, mắng cậu đều là cán bộ trung tầng, người có quyền quyết định không nói gì. Trong lòng đúng là không nỡ, không phải không thấy tình hình thay đổi nhưng cậu cũng biết chúng tôi nắm giữ sự sinh tồn của mấy chục thậm chí mấy trăm ngàn nhân viên, đi như thế nào, mỗi một bước đi đều phải suy nghĩ rất kỹ. Chúng tôi không thể so sánh với công ty tư nhân vì có cơ chế linh hoạt, chúng tôi có nhiều ước thúc. Còn muốn chấp hành một ít khống chế về chính sách của bên trên, không dễ. Đồng Minh Đường thở dài nói. Đều nói là nền kinh tế thị trường nhưng thật sự đã hoàn toàn thị trường hóa sao? Hoặc là nói nền kinh tế tư nhân không nên do công ty nhà nước khống chế, tôi thấy không thể, ai cũng nói cải cách là tiến vào khu nước sâu càng phải cẩn thận. Đồng ca, ý tốt của anh tôi xin nhận, tôi biết anh là tốt với tôi, chẳng qua tiến vào nước sâu cũng không có nghĩa là không dám đi tới. Anh phải đi tới, chủ động đi, bước nhanh hơn còn có thể có cơ hội điều chỉnh, cũng có thể càng đi ổn định hơn, tốt hơn. Nếu không đến khi dân ý ép công ty nhà nước các anh phải quyết định đi tới bước này thì mới là bị động. Tôi tin Trung ương cũng thấy điểm này. Triệu Quốc Đống rất chân thành nói. Đồng ca, công ty nhà nước có ưu thế của mình, không nên tự ti. Tôi tin rằng chỉ cần trải qua giai đoạn chuyển mình, công ty nhà nước hoàn toàn có thể dương buồm phát triển, trở nên càng mạnh hơn. Quyền 18, chương 68. Hội nghị thường vụ quốc phụ viện kết thúc, Tô Giác Hoa thu dọn các thứ chuẩn bị rời đi. Lão Tiền ở lại một chút, Giác Hoa, anh cũng chờ chút. Thủ tướng Chỉnh Chính Kính trên mũi gọi. Tô Giác Hoa và Tiền Việt nhìn nhau và nở nụ cười. Thủ tướng đây là có việc, cùng bảo hai người ở lại xem ra không phải việc nhỏ. Trong phòng hội nghị chỉ còn bốn người, ngoài thủ tướng, phó thủ tướng ra thì còn có trưởng ban thư ký. Các thư ký vào rót trà cho lãnh đạo rồi sang bên ngồi. Bài viết này Lão Tiền đã xem qua, Giác Hoa, anh cũng xem một chút. Anh phụ trách công nghiệp nên cũng nên hiểu sâu hơn về mảng này. Thủ tướng đưa tài liệu trong tay cho Tô Giác Hoa. Tô Giác Hoa cầm tài liệu chăm chú đọc. Tôi đã dùng cả tối để xem, cũng yêu cầu người tìm một ít tài liệu và số liệu, phải nói từ số liệu là khá chính xác, đủ thấy muốn có bài viết này thì phải tốn không ít công sức. Quyền quân trình tài liệu này cho Lão Tiền cũng xem thấy rất có ý nghĩa, nói là quan điểm rõ ràng, luận cứ đầy đủ. Thủ tướng một bên suy nghĩ, một bên cười nói. Xem ra Lão Tiền rất có điểm hăng hái. Tiền Việt lắc đầu cười nói. Thủ tướng, không phải ngài cũng rất coi trọng Tiểu Triệu sao? Đợt lũ năm 98 tôi nghe Thủ tướng mấy lần đề cập tới biểu hiện của cậu ta. Ừ, là vàng thì ở đâu cũng sáng. Thủ tướng gật đầu nói. Chẳng qua tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Công tác là khác hẳn về tính chất so với làm bí thư huyện ủy. Bây giờ xem ra Tiểu Triệu trưởng thành rất nhanh, rèn luyện ở cơ sở rất có tác dụng với cậu ta. Ừ, đồng chí này biểu hiện ở Ninh Lăng rất xuất sắc, tôi nghĩ nhất định là cậu ta rèn luyện ở vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng, cũng làm cậu ta nhanh chóng trưởng thành. Tiền Việt không giấu nguyên nhân mình coi trọng Triệu Quốc Đống. Cán bộ trẻ rèn luyện ở cơ sở nhiều một chút là việc tốt. Như vậy mới có lợi cho trưởng thành của bọn họ. Tô Giác Hoa không quan tâm cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng và Tiền Việt, y dồn hết tâm tư vào bài viết. Bài viết chỉ tầm 20.000 chữ, viết rất sắc sảo, phản ánh vấn đề một cách rõ ràng chính xác, sâu sắc, chỉ riêng thu thập tài liệu này đã tốn không ít tâm sức. Dù là ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển cũng không đơn giản, rất nhiều số liệu chỉ riêng Ủy ban Kế hoạch Phát triển sẽ không có,
sợ rằng phải thu thập cả bên bộ thương mại và vài bộ khác. Tên Triệu Quốc Đống này rất thông minh, chọn rất chính xác, tránh được một ít lĩnh vực mẫn cảm, mâu thuẫn đột xuất hơn mà chọn lĩnh vực nguồn nguyên liệu của ngành phân bón, đây là tiến hành đột phá trong phạm vi nhỏ. Nhưng một khi đột phá được ở điểm này sẽ tạo ra hiệu ứng không ai lường được, ở điểm này sợ là Thủ tướng cũng phải cẩn thận. Tài nguyên phân kali mấy năm qua đúng là xuất hiện một ít vấn đề, mấy tập đoàn nước ngoài đang bắt đầu chèn ép công ty Trung Quốc nên việc Trung Quốc nhập khẩu phân kali dần phát triển theo hướng nhập khẩu quặng sắt, việc này khiến Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Bộ Thương mại rất chú trọng. Làm như thế nào tránh dẫm vào vết xe đổ là vấn đề khó khăn với Trung ương. Mà bài viết này của Triệu Quốc Đống vừa vặn là thứ mà Trung ương cần. Tô Giác Hoa đọc rất nhanh, chỉ vài phút là y đã đọc lướt qua hết, nội dung đại khái coi như biết, bây giờ muốn biết chính là ý kiến của Thủ tướng. Sao, anh thấy thế nào? Thấy Tô Giác Hoa ngẩng đầu lên, Thủ tướng có chút hứng thú nhìn Tô Giác Hoa. Ừ, Thủ tướng, bài viết này nếu số liệu trích dẫn là chính xác thì phải nói là rất sâu sắc, sắc bén, thẳng vào trung tâm của vấn đề. Cũng đưa ra vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt. Tô Giác Hoa suy nghĩ một chút nói. Triệu Quốc Đống mới tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển 2 tháng mà có thể hiểu rõ như vậy, tôi thấy là không dễ. Xem ra cậu ta tiến vào trạng thái rất nhanh. Giác Hoa, tôi cảm thấy bài viết này như quả bom nổ bên tai chúng ta. Thủ tướng lắc đầu nói. Ngài không quá hài lòng với giọng điệu có điểm giữ lại của Tô Giác Hoa. Đương nhiên Thủ tướng cũng hiểu lập trường của Tô Giác Hoa. Bài viết đưa vấn đề rất thẳng thắn, nhằm thẳng vào cơ chế nhập khẩu nguồn nguyên liệu phân kali. Làm Phó Thủ tướng phụ trách công nghiệp, Tô Giác Hoa cần cân nhắc vấn đề rộng hơn bên phía Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Tô Giác Hoa cũng nghe ra ý của Thủ tướng nên cười khổ nói. Thủ tướng, vấn đề này ai cũng có thể đưa ra, quan điểm của Triệu Quốc Đống không quá mới mẻ, chủ yếu là cậu ta đưa ra cách giải quyết vấn đề có được không. Điều này liên quan tới điều chỉnh cơ chế và thể chế, liên hệ quá nhiều mặt. Ồ, tiếp tục. Mày Thủ tướng giãn ra, ra hiệu Tô Giác Hoa nói tiếp. Đương nhiên tôi không phải không thấy vấn đề mà ngành phân bón gặp phải. Bài viết này phán đoán về cục diện của ngành phân bón trong mấy năm tới, tôi cũng đồng ý. Nếu chúng ta không sớm có bố cục, sớm đề phòng thì càng nguy hiểm hơn. Lời tiên đoán trong bài viết không phải là giật gân. Tô Giác Hoa thấy ánh mắt Thủ tướng thay đổi nên yên tâm hơn. Ừ, xem ra anh cũng đồng ý quan điểm bài viết. Tiền Việt gật đầu nói xen vào. Tôi đồng ý phán đoán về xu thế nguồn nguyên liệu phân kali của bài viết, nhưng đối với việc làm như thế nào phá giải vấn đề khó khăn này, tôi thấy còn cần phải suy xét thật kỹ. Triệu Quốc Đống đưa ra vài quan điểm là tốt, nhưng làm như thế nào chứng thực? Làm như thế nào để công ty nhà nước, công ty tư nhân hợp tác cùng đối ngoại, tôi cho rằng cần chuyên môn thảo luận, không dễ dàng có kết luận được. Tô Giác Hoa suy nghĩ một chút mới nói. Nhưng mà Giác Hoa, thời gian không đợi người. Sợ là chúng ta chậm rãi điều tra rồi sau đó đưa ra chính sách thì chắc mất năm rưỡi cũng không đưa ra được thứ gì cả. Tình hình quốc tế thay đổi liên tục, có lẽ bỏ qua năm rưỡi này sẽ tạo thành tổn thất không thể cứu vãn. Tiền Việt CN, đương nhiên là thấy gấp gáp vì vấn đề mà bài viết đưa ra. Ừ, tôi cũng nghĩ đến điểm này. Thủ tướng, ngài xem có thể như thế này hay không? Có thể tiến hành thí điểm ở vài nơi. Khuyến khích công ty đủ điều kiện đi ra, dù là công ty tư nhân hoặc nhà nước tôi cảm thấy điểm này mọi người dễ nhất trí hơn. Đương nhiên vì đề phòng cạnh tranh ác tính thì Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Bộ Thương mại cũng cần phải chú ý. Ngoài ra chính sách như thế nào, ủng hộ tài chính như thế nào cũng cần phải tiến hành nghiên cứu, đưa ra đối sách. Thí điểm nếu thành công thì sẽ nghiên cứu tiếp có nên áp dụng tiếp hay không. Tô Giác Hoa cũng tán thành điểm này. Tiền Việt đưa ra vấn đề rất chính xác. Hơn nữa tính cách mạnh mẽ, một khi xác định việc gì thì quyết tâm đi làm. Lão Tiền, ý kiến của anh là? Thủ tướng khẽ gật đầu. Đề nghị của Tô Giác Hoa vừa giải quyết được vấn đề gấp gáp hiện nay, vừa có thể tránh cho khuyết điểm về chế độ và chính sách sau này, coi như là biện pháp trung dung, là thích hợp nhất hiện nay. Tôi cảm thấy có thể, đầu tiên do Ủy ban Kế hoạch Phát triển lặng lẽ áp dụng, đương nhiên cũng không giấu được bao lâu, chính sách cũng cần phải nhanh chóng được đưa ra, nhanh chóng hình thành quy định. Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Bộ Thương mại cần nhanh chóng nghiên cứu để xác định quy định này. Tiền Việt cũng đồng ý với ý kiến này. Ừ, vậy chuyện cứ xác định như vậy đi. Lão Tiền, tới lúc ấy anh bố trí Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Bộ Thương mại nghiên cứu, nhanh chóng chứng thực, cũng phải đưa ra điều kiện. Thủ tướng đưa ra quyết định cuối cùng. Khi Thủ tướng nói xong cũng có nghĩa không còn gì để nói nữa.
Tô Giác Hoa chỉ biết ngành phân bón chẳng qua chỉ là khởi đầu, đề tài chính thức sợ là còn ở phía sau. Thủ tướng không thể vì nguồn nguyên liệu phân kali mà yêu cầu hai vị phó thủ tướng ở lại nghiên cứu đề tài này. Loại chuyện này giao cho mình cùng với Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Bộ Thương mại quyết định là đủ. Phó Thủ tướng Tiền, Phó Thủ tướng Tô, Thủ tướng ủy thác Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ Viện tiến hành điều tra về cơ chế nhập khẩu quặng sắt, tình hình hiện nay cũng không quá lạc quan. Sản lượng thép thừa quá nhiều, kết cấu ngành thép của nước ta không quá hợp lý, giảm sản lượng, nâng cao hiệu quả là con đường nhất định phải đi. Mà các tập đoàn quặng sắt nước ngoài càng lúc càng liên thủ lại với nhau chèn ép các công ty Trung Quốc chúng ta. Quốc vụ viện rất chú trọng vấn đề này, cũng đưa ra một loạt ý kiến nhưng không thể giải quyết vấn đề về căn bản. Các nơi có ý kiến chỉnh hợp tuy tạo thành tiếng vọng lớn, nhất là giới kinh tế tư nhân cho rằng không ít chính quyền địa phương muốn mượn cái này làm lý do để đẩy kinh tế tư nhân ra khỏi ngành này. Trưởng ban thư ký Trương Thánh Hoa cầm trong tay đã chuẩn bị trước giao cho Tiền Việt và Tô Giác Hoa. Ngoài ngành thép, văn phòng quốc vụ viện cũng đã cân nhắc kết cấu sản nghiệp của ngành dầu khí. Tháng 12 năm nay chúng ta sẽ tuân theo quyết định thế giới mà mở quyền kinh doanh dầu thô và dầu thành phẩm. Nhưng Ủy ban Kế hoạch Phát triển trước đó đưa ra bản thảo, ý kiến chỉ đạo kinh doanh xăng dầu cũng tạo tranh luận rất lớn. Công ty tư nhân cho rằng điều kiện quá cao, quá ngặt nghèo, đây là muốn đẩy công ty tư nhân ra khỏi ngành kinh doanh xăng dầu, chỉ còn có công ty nhà nước và công ty liên doanh chiếm thị trường này. Giới kinh tế tư nhân phản ứng rất mạnh, ngoài ngành thép và năng lượng ra thì trong nhiều lĩnh vực khác cũng đều có kết cấu không hợp lý. Cho nên Thủ tướng có một suy nghĩ. Quyền 18, chương 69. Mấy người thảo luận đến gần tối đêm, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp liên quan tới tình hình kinh tế quốc tế và trong nước, có nhiều vấn đề cần cân nhắc. Mà dân ý trong nước cũng nghi ngờ tính chủ đạo của công ty nhà nước trong nền kinh tế quốc dân, yêu cầu phải cải cách các ngành sản xuất lũng đoạn càng lúc càng lớn. Bản thảo quy hoạch chỉnh hợp ngành thép hai tỉnh ký, Lỗ và rất nhanh lấy hình thức quyết định của Ủy ban tỉnh trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Nếu như không phải lúc trước có một chút vấn đề từ Triệu Quốc Đống thì có lẽ bây giờ đã báo lên. Đối mặt với ý đồ thống nhất sát nhập này cũng làm cho mấy vị thủ tướng, phó thủ tướng cảm nhận được sự gây sự của các tập đoàn nước ngoài. Những dư luận dân gian không phải là vui vơ, tập đoàn thép thống nhất có thể rơi vào tay tập đoàn nước ngoài làm cho rất nhiều công ty tư nhân nổi tiếng đều than khóc, nhất là lãnh đạo tập đoàn thống nhất không hề khách khí chỉ ra đúng là do hai tập đoàn dầu khí lớn nhất nước lũng đoạn con đường nhập khẩu khiến cho tập đoàn thống nhất không thể thông qua con đường bình thường đạt được xăng dầu, mà không thể không thông qua thị trường quốc tế để mua, như vậy mới kinh doanh thua lỗ. Cách nói này tạo thành tiếng vang rất lớn trong ngành kinh tế cả nước. Không ít chuyên gia kinh tế và dư luận truyền thông đều đồng thanh kêu lên mấy tập đoàn dầu khí hàng đầu cả nước nội chiến nên tập đoàn nước ngoài được lợi, cho rằng sự lũng đoạn của công ty nhà nước trong lĩnh vực năng lượng sẽ khiến cho các tập đoàn nước ngoài tiến mạnh vào thị trường Trung Quốc. Các tập đoàn nước ngoài, tập đoàn nhà nước sẽ treo cổ công ty tư nhân trong ngành kinh doanh xăng dầu, mà cuối cùng đến lượt công ty nhà nước bị tập đoàn nước ngoài khiêu chiến cũng sẽ thất bại thảm hại. Mấy tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc bị tập đoàn nước ngoài khiêu chiến chưa chắc đã thảm bại, nhưng mở ra cạnh tranh nhất định sẽ khiến cho các công ty nhà nước này gặp áp lực khổng lồ, xúc tiến bọn họ cải thiện tình hình kinh doanh mà không phải chỉ trông mong chính sách quốc gia bảo vệ bọn họ. Mà công ty tư nhân tham gia cạnh tranh nữa thì kết quả có lợi nhất chính là người tiêu dùng. Đúng là do phê bình từ nhiều hướng làm cho Trung ương không thể không một lần nữa xem xét chính sách đặt ra ban đầu có tồn tại sai lầm không, có phải là cân nhắc quá nhiều giữa an toàn ngành nghề cùng với sự sinh tồn của công ty nhà nước không? Sau đó quên đi suy nghĩ cho công ty tư nhân và người tiêu dùng. Đương nhiên muốn giải quyết vấn đề này không phải một lần là xong, mỗi lần thay đổi chính sách đều ảnh hưởng rất rộng lớn, phải cân nhắc tất cả các lợi ích nhưng chỉ cần ý thức vấn đề này thì có thể lấy biện pháp đền bù. Trần Hàn Phong bay từ Thanh Ninh về mà có chút đắc ý. Trong quá trình đàm phán với Ủy ban tỉnh Tây Hải, y rõ ràng đưa ra việc chính sách quốc gia có thể mang đến vài biến hóa, sẽ ảnh hưởng lớn đến hạng mục đầu tư của hóa chất Á Châu vào Tây Hải. Điều này đương nhiên làm cho chính quyền Tây Hải lo lắng. Trần Hàn Phong trong lúc nói chuyện với lãnh đạo liên quan Ủy ban tỉnh Tây Hải cũng lén đề cập đến hóa chất Á Châu đang gặp phải khó khăn, chủ yếu là do thái độ của một số lãnh đạo các bộ ảnh hưởng đến ngành phân bón. Đương nhiên đối phương cũng hiểu ý, tỏ vẻ sẽ nhanh chóng lấy danh nghĩa Ủy ban tỉnh Tây Hải để phản ứng tình hình lên Quốc vụ viện và Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, yêu cầu ổn định thị trường phân bón, đảm bảo tính tích cực của các công ty trong ngành sản xuất này. Tổng Giám đốc, bên kia thế nào rồi? Báo cáo xong tình hình của mình bên Tây Hải, Trần Hàn Phong có chút đắc ý,
ngay cả nhà cũng không về mà chạy thẳng tới văn phòng Lưu Thiện Đức, chính là y muốn tìm hiểu tiến triển ở bên này. Tập đoàn kia mặc dù không phải chuyên môn sản xuất phân bón nhưng đó là công ty có sức ảnh hưởng nhất đối với Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia, Hoa Đầu có hạng mục đầu tư phân bổ trong cả nước, ở Tây Cương cũng có hạng mục đầu tư của Hoa Đầu, vì đảm bảo quyền khống chế nhập khẩu thậm chí nguồn nguyên liệu trong cả nước, Lưu Thiện Đức đồng ý để Trần Hàn Phong bay tới Thanh Ninh đàm phán với Ủy ban tỉnh Tây Hải, yêu cầu chính quyền Tây Hải báo cáo lên Quốc vụ viện đề nghị ổn định ngành phân bón trong nước. Tránh cho vì chính sách thay đổi mà ảnh hưởng tính tích cực của các công ty đầu tư. Mà Lưu Thiện Đức cũng tích cực liên lạc với các công ty nhà nước lớn trong lĩnh vực sản xuất phân bón như Trung Hải, Hoa Đầu, Tập đoàn Nông nghiệp Trung Quốc, Tập đoàn Hoa Khẩn, hy vọng có thể có ý kiến nhất trí. Theo ý kiến của Trần Hàn Phong và Lưu Thiện Đức, mấy tập đoàn kia cũng là người có lợi do thể chế hiện tại, có quyền khống chế nguồn nguyên liệu trong tay chính là điều mấy phương mong muốn. Cứ như vậy các công ty có thể thông qua các loại con đường gây áp lực với bên trên, khiến bên trên khi đưa ra chính sách cần phải cân nhắc thái độ của công ty nhà nước. Mặc dù không đến mức là bức ép nhưng dù sao công ty nhà nước cũng có trách nhiệm gánh vác an toàn ngành nghề quốc gia, tin rằng Trung ương cũng phải lắng nghe ý kiến của công ty nhà nước, không thể chỉ dựa vào cái gọi là dân ý xã hội hoặc một ít cán bộ lãnh đạo hy vọng lấy lòng công ty tư nhân mà có quyết định. Hàn Phong, tôi sợ là có chút vấn đề. Thái độ của ba tập đoàn kia khá rõ ràng, nhưng tôi cảm thấy bên Trung Hải khá mập mờ, luôn thấy như là không muốn tỏ rõ thái độ. Lưu Thiện Đức nhíu mày, hai tay khoanh lại, một bên đi quanh phòng, một bên suy nghĩ mà nói. Trung Hải mấy năm nay vẫn một mực đầu tư ở trong nước nhưng không có đột phá mấy. Anh cũng biết hạng mục ở Tây Hải bọn họ cũng muốn xen vào nhưng lúc ấy chúng ta không đồng ý. Lúc ấy tôi còn chủ động nói với bọn họ là giai đoạn 2 của hạng mục Tây Hải thì có thể cân nhắc cho bọn họ tham gia, nhưng anh đoán xem Tổng Giám Đốc Thôi bên họ nói như thế nào. Trần Hàn Phong lắc đầu nhưng trong lòng lại trầm xuống. Y nói mình cần cân nhắc kỹ. Hừ, anh nói trong này có phải có vấn đề khác thường không? Lưu Thiện Đức xa sầm mặt nói. Tôi lo nếu lần này thật sự có tình huống thì hơn phân nửa sẽ là từ trên người Trung Hải. Pháo đài thường là bị công phá từ bên trong, xuất hiện vấn đề thường là chỗ yếu kém nhất. Trần Hàn Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Tổng Giám Đốc, sợ rằng chỉ tìm Thôi Thiên Đức là không được, phải tìm Tổng Giám Đốc Uông của bọn họ. Tôi tin y cũng ngửi được mùi. Ngành sản xuất phân bón chẳng qua là một lĩnh vực nhỏ, nhưng nếu như đạt đột phá thì sẽ dẫn tới nhiều ngành nghề khác. Tôi không tin bọn họ không thấy vấn đề này. Ừ, anh nói điểm này cũng có lý, tôi cũng định như vậy, nhưng tôi lo không phải việc này. Lưu Thiện Đức thở dài một tiếng. Tôi lo là bên trên. Trần Hàn Phong giật mình, chăm chú nhìn lãnh đạo. Tổng Giám Đốc, ngài lo bên trên đã có quyết định. Ừ, anh nghĩ xem, họ chịu liên tiếp phát biểu, nghe nói Tề Lỗ cũng đã hỏi Quốc vụ viện nhưng Quốc vụ viện không có câu trả lời rõ ràng, tại sao lại như vậy? Thái độ này rất phi diệu. Mắt Lưu Thiện Đức lóe lên như nghiền ngẫm vấn đề trong đó. Điều này nói rõ Quốc vụ viện không phải không biết việc này, mà biết nhưng không tỏ rõ thái độ, vậy còn chờ gì? Không phải là chờ Triệu Quốc Đống thu lại quan điểm của mình chứ? Tổng Giám Đốc, có lẽ Quốc vụ viện đang tìm hiểu hoặc là lắng nghe ý kiến của công ty nhà nước chúng ta. Trần Hàn Phong trầm ngâm một chút mới nói. Khả năng này có nhưng bên trên không cần tìm hiểu thái độ của chúng ta. Hơn nữa chuyện qua lâu như vậy mà Quốc vụ viện mãi vẫn không hỏi gì chúng ta cơ mà. Bên Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia nhưng thật ra cho một ít lời an ủi, nhưng Ủy ban vẫn là ngành phối hợp, có thể tạo được bao tác dụng chứ? Lưu Thiện Đức hít sâu một hơi nói. Tôi sợ chúng ta phí công, không chừng còn phản tác dụng, Trung ương có lẽ còn sớm có dự định, bây giờ có lẽ là đang chờ thời cơ mà thôi.